Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Nếu sau này thường xuyên uống thì không đến mấy ngày thì cảnh giới của nàng có thể đột phá đến thần cảnh trở lên. Rốt cuộc thì phu quân đào đâu ra được loại bí pháp dưỡng thai nghịch thiên này, vậy mà có thể kéo tu vi của mẫu thân hài tử tăng lên. Cơ Thụy Nhi không biết là trước đó chính bản thân Hạ Hâm cũng không biết một đại pháp mà hệ thống cho khi đánh dấu này. Chính là đại pháp có thể bồi dưỡng thai nhi thành tiên thiên đạo thể thánh thể muốn thanh én tiên thiên đạo thể thánh thai thì mẫu thể cũng phải có thực lực đầy đủ mạnh mới được ít nhất cũng phải là thánh nhân cảnh không có thực lực thánh nhân cảnh thì sao có thể dựng dục ra đạo thể thánh thai cho nên khi cơ thụy nhi phục dụng tiên thiên thần dịch này thì có một nửa bị nàng hấp thu để tăng thể chất và tu vi của nàng lên một nửa khác bị thai nhi hấp thu thai nghén tiên thiên đạo thể thánh thể dù sao nếu như mẫu thân quá yếu thì sao có đủ năng lượng mang thai thai nhi được ở thượng giới cảnh giới cũng là bắt đầu tu hành từ thối thể cảnh chỉ là hạn mức cao nhất cao hơn hạ giới thôi có thể đến cảnh giới càng mạnh hơn ví dụ như là ở hạ giới thần cảnh chính là điểm cuối cùng nhưng ở thượng giới thì không phải là thần cảnh cảnh giới ở thượng giới thối thể cảnh tụ khí cảnh thần lực cảnh phách phủ cảnh hóa hải cảnh bất hủ cảnh vô thủy cảnh tàng cung cảnh luân hồi cảnh thiên thần cảnh thần cảnh ở hạ giới tiếp theo là đạo hỏa cảnh thần vương cảnh trảm thân cảnh thánh nhân cảnh trí tôn cảnh chuẩn đế cảnh đại đế cảnh và trong truyền thuyết thượng giới hư vô mờ mịt tiên nhân cảnh thượng giới có lời đồn là đến đại đế cảnh có thể đi truy tìm cực hạn cảnh giới tiên thiên thần cảnh tu luyện thần thể từ nhục thân đến linh hồn từ phàm hóa thần cứng như bàn thạch trong cơ thể sinh ra thần lực đạo hỏa cảnh nhóm lửa đạo hỏa của mình như thần thánh nhân gian thần hỏa bất diệt hồn phách bất hủ thành tựu thần vương thần vương cảnh giao dung với đạo có thể cảm ngộ diệu lý giữa thiên địa lần đầu tiên tiếp xúc toàn diện với đạo thậm chí có thể làm cho người ta cảm thấy ảo giác giống như hóa thân thành thiên địa quy tắc chảm thân cảnh chém dụng bản thân chảm tam thi minh ngộ đạo và pháp của mình thành nhân cảnh siêu thoát phàm nhân có thể gieo đạo chủng trong cơ thể nhất niệm vì pháp ngôn xuất pháp tùy trí tôn cảnh tự thân hóa đạo linh hồn luyện đến chân thực nguyên thần luyện thành thực chất giống như thần ma chi linh trường tồn với thế gian sẽ không dễ dàng tiêu tán chuẩn đế cảnh đoạt thiên địa tạo hóa không ngừng hấp thu thần tinh ở ngoại giới để bổ sung cho bản thân cực hạn trong trí tôn, siêu thoát thế tục, có khả năng thành đế. Đại đế cảnh, một giọt máu có thể làm sụp đổ một dãy núi, tích huyết trùng sinh, uy áp có thể chấn tất cả, đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất nhân đạo. Chỉ phát ra uy áp thì có thể khiến cho cảnh giới thấp không ngóc đầu lên được, dựa vào trường sinh vật chất thì có thể sống tới mấy trăm vạn năm hoặc càng lâu hơn. Tiên nhân cảnh, một giọt máu có thể tồn tại mấy cái kỷ nguyên mà bất diệt, chân linh nhục thân bất diệt bất hủ. Nếu như cơ thụy nhi liên tục phục dụng tiên thiên thần dịch, có đủ năng lượng bổ sung, không bao lâu thì nàng có thể đột phá thần cảnh, liên tục phục dụng 3 năm. Nàng đến thành nhân cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn cũng không có vấn đề gì, dù sao kiếp trước nàng đã đạt tới đại đế cảnh đỉnh phong, chính là một phương nữ đế thượng giới. Cơ Thụy Nhi phục dụng tiên thiên thần dịch xong, tăng tu vi lên một cái tiểu cảnh giới, Hạ Hâm cũng không biết. Cảnh giới hắn thấp hơn Cơ Thụy Nhi, hơn nữa bí pháp ẩn giấu khí tức trên người Cơ Thụy Nhi cực kỳ lợi hại, nàng không lộ ra khí tức thì cho dù người khác ở ngay bên cạnh nàng cũng sẽ không nhận ra được nhìn thấy nương tử nhà mình uống tiên thiên thần dịch hạ hâm rất vui mừng đồng thời trong lòng quyết định phải nhanh chóng tập hợp tài nguyên nếu không một ngày tiêu hao một chén đúng là hắn không chịu nổi thật nương tử cảm thấy thế nào hạ hâm hỏi rất tốt ấm áp cơ thụy nhi nói vậy là tốt rồi hạ hâm gật gật đầu lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy cơ thụy nhi hàm tình mạch mạch nhìn mình phu quân đêm đã khuya nên nghỉ ngơi cơ thụy nhi nói tràn ngập dục vọng liếm môi một cái uống thần dịch của phu quân đột phá tu vi, sao có thể không đền bù cho hắn một chút được. Được rồi, nhìn dáng vẻ hưng phấn của nương tử, Hạ Hâm cười khẽ, gật đầu, hai người rời khỏi tu luyện thất, đến phòng của hai người. Đêm nay đã được định trước là một đêm không yên ổn, hôm sau trời vừa sáng. Hạ Hâm dẫn theo hai vị thị thần tàng cung cảnh mới là Hách Liên Kiệt và U Dương Tĩnh với 10 vị thần nô vô thủy cảnh, một đường phi hành với tốc độ cao. Không đến một giờ thì đã chạy tới trên không trung huyết thần điện. Linh vực cách huyết thần điện một khoảng cách, nhưng mà Hạ Hâm có được thần hành thuật, lại thêm tốc độ tàng cung cảnh bát trọng của hắn, dẫn theo 12 người cũng không mất bao lâu. Bây giờ tài nguyên trên người đã sử dụng hết, tài nguyên bên chỗ Phúc Bá còn chưa đưa tới, hắn chỉ có thể chạy tới Huyết Thần Điện lấy trước. Đi tới trên không Huyết Thần Điện, Hạ Hâm không có khiêu chiến, mà mở hệ thống ra. Hệ thống đánh dấu ở Huyết Thần Điện, Hạ Hâm mặc niệm với hệ thống. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, đánh dấu trước rồi nói, diệt Huyết Thần Điện là chuyện nhỏ, đánh dấu mới là chuyện lớn. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu ở Huyết Thần Điện thành công, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng 300 năm tu vi tinh thuần. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được một viên đan dược thị thần đan. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được 5 viên đan dược thần nô đan. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được thượng cổ ẩn nặc thiên cơ đại pháp. Trong nháy mắt khi tiếng nhắc nhở kết thúc, phần thưởng 300 năm tu vi quán thâu vào trong cơ thể hạ hâm khiến cho cảnh giới của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tàng cung cảnh cửu trọng, tàng cung cảnh thập trọng, luân hồi cảnh nhất trọng, Đến luân hồi cảnh nhất trọng mới đình chỉ, trong cơ thể hắn, một tôn tàng thần mới được ngưng tụ ra, tàng thần thận, tàng cung cảnh là tu luyện đạo cung và tàng thần, để cho kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành vận hành, khiến cho tự thân có thể sinh sôi không ngừng, đi vào luân hồi cảnh. Chỉ cần có thể mở ra ngũ đại đạo cung, ngũ đại tàng thần trong cơ thể, lại để cho ngũ hành chi lực thành công vận chuyển trong cơ thể thì có thể đột phá bước vào luân hồi cảnh. Rất nhiều tàng cung cảnh đại viên mãn, nửa bước luân hồi cảnh đều cắm ở một bước này. Nếu như không bước ra một bước này, để cho ngũ hành chi lực vận hành trong cơ thể, đến cảnh giới sinh sôi không ngừng thì cả đời này cũng không thể nào bước vào luân hồi cảnh, nhưng muốn bước ra một bước này thì lại khó như lên trời. Đương nhiên, đây là đối với những người khác, đối với Hạ Hâm thì hoàn toàn không có bình cảnh. Hắn có được thể chất cấm kỵ Hồng Mông kiếm thể, căn cốt cũng là vạn người không được một, lại thêm thiên phú kinh khủng, chỉ cần cảnh giới đến thì có thể nhẹ nhõm nhảy vào một bước đó, đi vào luân hồi cảnh. Bây giờ Hắn dựa vào tu vi hệ thống đưa tặng trực tiếp bước ra một bước này đạt tới luân hồi cảnh nhất trọng. Hạ hâm quan sát ba cái phần thưởng khác, một viên thị thần đan, năm viên thần nô đan, với ẩn nạc thiên cơ đại pháp đều là đồ tốt. Thị thần đan và thần nô đan thì không cần phải nói, có thể giúp cho hắn có thêm một vị thị thần tàng cung cảnh và năm vị thần nô vô thủy cảnh. Về phần ẩn nạc thiên cơ đại pháp, cái này thì lợi hại, bởi vì đây là một môn đại pháp chuyên ẩn nấp cảnh giới, phòng ngừa bị thiên địa quy tắc bài xích có môn đại pháp này thì có thể ẩn nấp cảnh giới bản thân không bị thiên địa quy tắc hạ giới bài xích cho dù tu vi hắn đạt tới thần cảnh thì cũng có thể không cần phi thăng lên thượng giới có thể tiếp tục ở lại hạ giới tăng cảnh giới lên mức càng mạnh hơn sau đó mới đi lên thượng giới dù sao mặc dù thần cảnh đã vô địch hạ giới nhưng ở thượng giới thì chỉ là trên trung đẳng không phải là đám người ở đỉnh phong hạ hâm cảm thấy môn đại pháp này tới rất kịp thời như vậy thì hắn không cần lo lắng tu vi đến thần cảnh thì nhất định phải phi thăng lên thượng giới dù sao vợ hắn và con hắn đều còn ở hạ giới, một mình hắn phi thăng lên thượng giới, mấy người nương tử phải làm sao. Hơn nữa lấy tu vi thần cảnh, ở thượng giới cũng không phải mạnh nhất, hắn cũng không thích cảm giác này. Vẫn nên dựa vào môn bí pháp ẩn nấp thiên cơ này nấp ở dưới hạ giới, tăng tu vi lên tới mức mạnh hơn, ít nhất lên tới thánh nhân cảnh rồi đi thượng giới. Đến thánh nhân cảnh, ở thượng giới, cũng là một phương đại lão đỉnh tiêm, cũng có thể bảo vệ nương tử và con của hắn tốt hơn. Lúc này, bên trong huyết thần điện, tầng lớp cấp cao của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm đã chuẩn bị kỹ càng hôm nay trực tiếp tiến về tổng bộ đang được xây dựng của thiên môn phải phá hủy nó trước đó bọn họ cũng đã thả ra tin tức cho tuyệt thế kiếm thần của thiên môn kêu vị tuyệt thế kiếm thần đó giải thích về chuyện hắn diệt một phần ba thế lực tà đạo ở tụ tập ở phệ hồn cung nhưng tuyệt thế kiếm thần này ra khỏi di tích côn bằng thì giống như là không biết chuyện này không có giải thích chút nào nói cách khác vị tuyệt thế kiếm thần đó cảm thấy ăn chắc bọn họ giống như là người là ta diệt các ngươi muốn ta giải thích Ta làm bộ như không biết, không trả lời thì các ngươi có thể làm gì được ta? Vị tuyệt thế kiếm thần này lại càn dỡ như thế, như vậy thì không trách bọn họ được. Bây giờ vị tuyệt thế kiếm thần này ở đâu thì bọn họ không biết, nhưng bọn họ có thể đến tổng bộ đang được xây dựng của thiên môn. Thiên môn không phải là thế lực dưới trướng tuyệt thế kiếm thần ngươi sao? Chúng ta không tìm thấy ngươi, vậy chúng ta diệt thiên môn cũng được chứ? Diệt thiên môn ngươi, xem ngươi có ra hay không. Mà đúng lúc này khi tầng lớp cấp cao của tam đại thế lực tà đạo trong huyết thần điện chuẩn bị ra ngoài một giọng nói vang lên trên bầu trời huyết thần điện vang vọng chân trời tràn ngập vô tận uy áp các bằng hữu huyết thần điện mau mở đại trận hộ tông ra nghênh tiếp tuyệt thế kiếm thần tới tặng ấm áp hạ hâm lên tiếng đồng thời uy áp luân hồi cảnh nhất trọng bộc phát toàn bộ bao trùm toàn bộ khu vực huyết thần điện cảm nhận được cỗ uy áp luân hồi cảnh kinh khủng này với nghe được hạ hâm nói cho nên tầng lớp cấp cao của Tam đại thế lực Tà đạo đỉnh tiêm đang tụ tập ở bên trong Huyết Thần Điện đều biến sắc. Tuyệt thế kiếm thần tới, hơn nữa uy áp hắn thả ra, hình như là, luân hồi cảnh, hắn là cường giả luân hồi cảnh, sao có thể như vậy được? Lúc này, đại trận hộ tông của Huyết Thần Điện cũng không mở ra, bởi vì đại trận hộ tông là dùng để đề phòng khi cao thủ đỉnh tiêm trong tông môn không có mặt trong tông môn, đột nhiên có cường địch xâm phạm, có thể tạo được tác dụng ngăn cản tạm thời nếu như tất cả cường giả đỉnh cao trong tông môn đều đang có mặt ở đây, kẻ địch mà ngay cả tất cả cường giả đỉnh cao trong tông môn đều không thể chống cự. Đại trận hộ tông có mở hay không cũng đã không quan trọng, bởi vì mở ra cũng không tránh được tông môn diệt vong bên trong huyết thần điện. Tầng lớp cấp cao của Tam đại thế lực Tà đạo đỉnh tiêm, từng người bay ra, lơ lửng trên bầu trời huyết thần điện, nhìn về phía 13 người Hạ Hâm. Cảm nhận uy áp kinh khủng trên người Hạ Hâm, bọn họ xác định Hạ Hâm chính là cường giả luân hồi cảnh. Nhưng mà sao có thể có chuyện như vậy được? Rõ ràng mấy ngày trước trong di tích Hạ Hâm vẫn chỉ là tàng cung cảnh bát trọng, trong nháy mắt thì biến thành tu sĩ luân hồi cảnh. Chơi bọn họ hả? Ngươi có tu vi luân hồi cảnh thì ngươi lộ ra đi, lộ ra thì bọn họ đâu dám đi chơi chọc ngươi. Giả heo ăn thịt hổ như thế, thú vị làm sao? Chơi rất vui sao? Ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Nhưng tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm chúng ta lại đang lấy mạng cược với ngươi là ngươi không có tu vi luân hồi cảnh. Lần này thì hay rồi, đá chúng thiết bản, mạng cũng sắp chơi tới không còn tầng lớp cấp cao của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm từng người nhịn không được thân thể run run đa số bọn họ đều là tu vi vô thủy cảnh bất hủ cảnh trước mặt uy áp của cường giả luân hồi cảnh bọn họ muốn huyền không phi hành đã là rất miễn cưỡng rồi chỉ có hơn 10 vị tầng lớp cấp cao tàng cung cảnh của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được uy áp của hạ hâm không khiến cho mình run lẩy bẩy nhưng mà có thể nhìn ra được để làm được như vậy bọn họ cũng rất miễn cưỡng hạ hâm thản nhiên nói nghe nói chư vị tụ tập ở đây muốn ta giải thích cho các ngươi chuyện ta diệt liên minh thế lực tà đạo ở phệ hồn cung đúng không hạ hâm nhìn tầng lớp cấp cao của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm ở không trung phía trước giọng không nghe ra được hỉ nộ chư vị muốn giải thích gì thì cứ mở miệng từ trước đến nay bản tôn đều rất dễ nói chuyện chư vị muốn bàn giao cái gì thì ta đều bàn giao với các ngươi hạ hâm nói chậm rãi rút xích tiêu kiếm trên lưng ra nói tiếp bản tôn không thích những người thô bỉ thích lấy lý phục người nói xong hắn cầm xích tiêu kiếm chỉ vào đông đảo tầng lớp cấp cao của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm phía trước thuần quân kiếm đã về vỏ tiếp tục dùng thần cấp dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng lấy xích tiêu kiếm thi triển một chiêu công kích quần thể vạn kiếm quy tông vừa khéo có thể bao trùm toàn bộ đám người này đám tà tu của huyết thần điện phía dưới cũng không chạy được người nào đương nhiên khi thi triển vạn kiếm quy tông hắn sẽ chú ý phân tắc không thể gây tổn thương đến bảo khố của huyết thần điện nếu không không cẩn thận hủy một chút tài nguyên thì có chút được không bù mất bây giờ biết tiên thiên thần dịch cho nương tử phục dụng khó mà luyện chế như thế cũng cần nhiều tài nguyên lắm hạ hâm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội thu được tài nguyên nào phía trước đám tầng lớp cấp cao của thế lực tà đạo đều sắc mặt khó coi chúng ta biết ngươi thích giảng đạo lý không phải là những người thô bỉ thích động võ nhưng ngươi có thể buông kiếm xuống rồi nói hay không ngươi cầm kiếm chỉ vào chúng ta chúng ta không thể giao lưu bình thường với ngươi ngươi không nhìn thấy hắn sắp đứng không vững nữa sao thân thể chúng ta đang run rẩy đó sắp bị ngươi dọa đến rơi từ không trung xuống. Kiếm thần các hạ, chúng ta không có ý đối nghịch với kiếm thần các hạ, những lời đồn bên ngoài đều là giả, không chân thực. Lúc này, huyết thần lão tổ mở miệng nói, những tên khốn kiếp của phệ hồn cung thường xuyên làm ác trong thần châu đại địa, bại hoại thanh danh thế lực tà đạo ta. Mấy thế lực lớn chúng ta đã muốn thanh lý môn hộ từ lâu, sao lại vì chuyện kiếm thần các hạ lại diệt bọn họ mà đòi các hạ phải giải thích đâu chứ? Việc này chắc chắn là những thế lực hèn hạ trong thần châu đại địa thấy các hạ và thế lực tà đạo chúng ta có ma sát nên muốn mượn đao giết người. Giải tin tam đại thế lực chúng ta muốn các hạ giải thích trong thần châu đại địa. Gây mâu thuẫn giữa tam đại thế lực chúng ta với các hạ, khiến cho song phương chúng ta tranh đấu, đối phương có thể làm ngư ông đắc lợi. Tam đại thế lực chúng ta và các hạ không oán không thù, phệ hồn cung đó lại không quen không biết với tam đại thế lực chúng ta. Các hạ ngẫm lại, tại sao chúng ta phải vì hắn mà đi trêu chọc các hạ, đúng không? Ngược lại, các hạ trừ đi phệ hồn cung và những thế lực tà đạo tụ tập ở phệ hồn cung ngày đó, chúng ta cảm ơn các hạ còn không kịp, các hạ trừ hại cho thế lực tà đạo chúng ta, lấy lại thanh danh cho thế lực tà đạo chúng ta. Tầng lớp cấp cao của tam đại thế lực chúng ta tụ tập ở đây chính là đang thương lượng chuẩn bị lấy ra một bút tài nguyên đến cảm tạ các hạ đây này, không phải sao? Đang thương lượng thì các hạ đến, đúng là đến đúng lúc. Huyết thần lão tổ nhìn Hạ Hâm, nói, không thể không nói. Phương diện không biết xấu hổ được hắn phát huy rất tinh tế. Bọn họ chân trước còn thương lượng đối phó hạ hâm như thế nào, không buông tha cho Thiên Môn. Sau một khắc, hạ hâm bộc phát ra khí tức luân hồi cảnh thì bọn họ lập tức đổi giọng, từ muốn tư diệt hạ hâm đổi thành chuyện này chỉ là hiểu lầm, là có người gây chuyện, cố ý tản lời đồn bọn họ muốn hạ hâm giải thích, nói cái gì mà những thế lực ở Phệ Hồn cung là bại hoại trong thế lực Tà đạo bọn họ, làm hỏng thanh danh của bọn họ, chính bọn họ đều muốn đi thanh lý môn hộ. Hạ hâm diệt những thế lực đó, bọn họ cảm kích còn không kịp, sao lại đi trách tội hôm nay là muốn tặng quà cho hắn vì cảm ơn hắn các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao còn nói những thế lực ở phệ hồn cung làm bại hoại thanh danh của thế lực tà đạo các ngươi thế lực tà đạo các ngươi có thanh danh trong thần châu đại địa sao không đúng thanh danh thì có là tiếng xấu muôn đời vậy thì thật đúng dịp bản tôn vừa đến thì có người chuẩn bị tặng tài nguyên cho bản tôn như vậy cũng không tệ nếu các ngươi muốn cảm ơn ta như thế ta cũng không thể không thu vậy thì giao toàn bộ tài nguyên mà các ngươi chuẩn bị lên đi hạ hâm thản nhiên nói được 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 huyết thần lão tổ vội vàng gật đầu nói chúng ta lập tức đi lấy cho các hạ nói xong huyết thần lão tổ quay qua nhìn lão tổ mạnh nhất của hai đại thế lực đỉnh tiêm khác âm thi lão tổ và tà hồn lão tổ hai người đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó vội vàng gật đầu nói đúng đúng chúng ta lập tức lấy tài nguyên ra cảm ơn các hạ trợ giúp thế lực tà đạo ta thanh lý môn hộ nói xong hai người cũng chuẩn bị lấy một chút tài nguyên ra cảm ơn hạ hâm nhưng mà hạ hâm lại ngăn hai người lại mở miệng nói không cần các ngươi cùng lên đi, ta cũng lười nói nhiều với các ngươi, hôm nay giao hay không giao tài nguyên thì các ngươi cũng phải chết. Hạ Hâm biết tính của những người trong thế lực tà đạo này, nếu như hôm nay hắn không phải là đối thủ của những người này, người chết chắc chắn là hắn. Tất cả mọi người đều là người trong giang hồ, dùng thực lực nói chuyện đi. Các hạ có ý gì? Là không thiện, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Huyết Thần lão tổ mở miệng nói, các hạ có tu vi luân hồi cảnh, nhưng vậy thì đã sao? Luân hồi cảnh không phải vô địch, lão tổ mấy thế lực lớn chúng ta Mỗi người đều là nhân vật đã sống đã ngoài ngàn năm, nếu thật sự liều mạng thì chưa chắc là chúng ta thua, các hạ muốn cá chết lưới rách với chúng ta như vậy sao? Trước đó chúng ta thực sự có chút ma sát nhỏ với các hạ, nhưng việc này đã theo phệ hồn cung hủy diệt mà qua rồi, chúng ta không truy cứu là được, sao các hạ phải làm như thế? Nếu như mười mấy người chúng ta ra hết át chủ bài, kéo một tu sĩ luân hồi cảnh nhất trọng chôn cùng vẫn rất dễ dàng, ta khuyên các hạ không nên quá xúc động, lui một bước, tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà hạ hâm cũng không nói nhảm với bọn họ xích tiêu kiếm trực tiếp hội tụ kiếm thế kiếm khí cùng bạo phun trào bốn phía hạ hâm tin nếu mười mấy người bọn họ ra hết toàn bộ át chủ bài lấy nội tình của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm thì có lẽ có thể kéo chết một luân hồi cảnh nhất trọng bình thường nhưng hạ hâm là luân hồi cảnh nhất trọng bình thường sao khi hắn ở tàng cung cảnh bát trọng thì đã có thể chém giết tu sĩ luân hồi cảnh cao dai trở xuống bây giờ hắn đến luân hồi cảnh nhất trọng dù cho không dùng thần cấp dưỡng kiếm thuật thì hắn muốn giết luân hồi cảnh cao dai cũng không thành vấn đề hắn sẽ sợ mười lão tổ tàng cung cảnh này sao cứ việc phóng ngựa tới là được đánh xong sớm cướp xong tài nguyên về sớm luyện chế tiên thiên thần dịch cho nương tử nhà mình nhìn thấy hạ hâm đã bắt đầu hội tụ kiếm thế hơn 10 vị lão tổ của huyết thần điện âm thi giáo tà hồn tông liếc nhau đều gật gật đầu với nhau hiểu được ý trong mắt đối phương đã hắn muốn đuổi tận giết tuyệt vậy bọn họ cũng không cần lưu thủ trực tiếp ra hết át chủ bài toàn lực ra tay dù cho lần này liều mạng trọng thương thì bọn họ cũng muốn giết chết hạ hâm bởi vì hạ hâm không chết người chết chính là bọn họ mười mấy người lập tức phóng thích khí thế trên người mình triển khai toàn bộ chiến lực mười bốn người một vị nửa bước luân hồi cảnh một vị tàng cung cảnh thất trọng tàng cung cảnh bát trọng mười một vị tàng cung cảnh sơ giai đến trung giai mở toàn bộ cảnh giới tu vi ra nhao nhao tế ra linh khí công phạt mạnh nhất của mình đánh tới hạ hâm phía sau huyết thần lão tổ ngũ đại đạo cung ngũ đại tàng thần đều triển khai cảnh giới hắn đến nửa bước luân hồi đã ngưng tụ toàn bộ năm tòa đạo cung năm tôn tàng thần chỉ là không thể bước ra một bước đó khiến cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực vận hành trong cơ thể đến cảnh giới sinh sôi không ngừng thôi nếu không thì hắn đã đi vào luân hồi cảnh phía sau huyết thần lão tổ một mảnh linh khí huyết hải xuất hiện vô tận huyết khí lăn lộn đây là hắn tu luyện tà công giết vô số tu sĩ lấy tâm đầu tinh huyết của bọn họ hội tụ lại mà thành là đại sát chiêu của hắn, vận dụng một lần thì sẽ làm bị thương bản nguyên một lần, không phải đến thời khắc nguy cơ sinh tử thì hắn sẽ không vận dụng. Huyết thần lão tổ rõ ràng, đến tình trạng bây giờ, không sử dụng cái bản nguyên sát chiêu này thì không có một đường sống nào. Thời khắc này, nhất định phải dốc hết toàn lực. Âm thi lão tổ cũng thi triển ra sát chiêu của hắn, phía sau hắn, tứ đại đạo cung, bốn tôn tàng thần xuất hiện, tản mát ra khí tức cực kỳ âm lãnh, âm khí từ khí lai chiều. Một cỗ âm thi khí tức giống hắn như đúc xuất hiện bên cạnh hắn tà tu âm thi giáo bọn họ mỗi người đều tế luyện một bộ bản mệnh âm thi cảnh giới của cỗ bản mệnh âm thi này sẽ tăng lên theo tu vi của bọn họ cỗ bản mệnh âm thi này của âm thi lão tổ có khí tức giống như hắn đều là tàng cung cảnh bát trọng là đại sát chiêu của hắn mỗi khi hắn gặp được nguy cơ sinh tử thì đều là cỗ âm thi này trợ giúp hắn giải quyết hắn chuẩn bị đưa cỗ âm thi này đến bên cạnh hạ hâm trực tiếp tự bạo một âm thi tàng cung cảnh bát trọng tự bạo hắn tin chắc rằng cho dù là tu sĩ luân hồi cảnh muốn chống cự cũng sẽ cực kỳ gian nan sẽ bị thương thế không nhỏ dù cho hạ hâm rất mạnh nhưng hắn tin chắc rằng chỉ cần âm thi này tự bạo làm bị thương hạ hâm ngăn chặn hạ hâm một lát thì hắn sẽ có cơ hội chạy trốn về phần nghe theo huyết thần lão tổ liều mạng với hạ hâm hắn cũng không có ý nghĩ này phải biết hạ hâm chính là ngoa nhân ở tàng cung cảnh bát trọng là có thể xông lên tầng 100 của vạn pháp tháp chỉ bằng hơn 10 vị tàng cung cảnh bọn họ thì có thể giết được hạ hâm đã bước vào luân hồi cảnh sao. Đừng có nói giỡn, giả vờ ra chiêu, cản trở một lúc, tìm cơ hội bỏ trốn giữ mạng mới là thượng sách. Âm thi không còn, có thể tế luyện lại, người không còn thì bó tay. Hắn cũng không đần độn, bị huyết thần lão tổ lắc lư một câu thì sẽ liều mạng xông lên, ai ngu mới vọt lên. Một bên, vị tà hồn lão tổ mạnh nhất tà hồn tông cũng triển khai toàn bộ khí thế, ba tôn tàng thần, tứ đại đạo cung xuất hiện phía sau hắn từng cái oan hồn do hắc sắc từ khí hóa thành vườn quanh người hắn chậm rãi ngưng thực sau đó toàn bộ bay vọt tới chỗ hạ hâm hắn cũng không có ra toàn lực chuẩn bị chém giết với hạ hâm hắn chỉ định giả vờ một chút sau đó bỏ trốn giữ mạng mười mấy người đang có mặt ở đây hắn đoán hẳn là không có người thật sự muốn liều mạng với hạ hâm đoán chừng đều là chuẩn bị tổn thất một chút át chủ bài ngăn hạ hâm lại một lát sau đó chạy trối chết dù sao người càng sống lâu thì càng sợ chết tất cả mọi người không ngốc sẽ không xem tính mạng của mình như trò đùa nếu như bọn họ có nắm chắc có thể đánh giết hạ hâm từ khi hạ hâm mới đến thì bọn họ đã động thủ sao lại nói nhảm với hạ hâm lâu như vậy để hắn sống đến bây giờ đã không có nắm chắc đánh giết vậy bọn họ chỉ có thể bỏ trốn giữ mạng ai muốn liều mạng với hạ hâm thì cứ đi liều mạng đi bọn họ giữ được mạng nhỏ mới quan trọng hơn hơn nữa bọn họ có nhiều người như vậy cùng nhau chạy trốn hạ hâm chỉ có một mình hắn sẽ đuổi theo ai cũng chưa chắc hắn sẽ đuổi kịp được người nào nếu như Hạ Hâm mặc kệ những người khác, nhắm vào một người mà đuổi, vậy thì chỉ trách người đó không may, số mệnh không tốt. Bọn họ đoán cuối cùng có thể Hạ Hâm sẽ đuổi theo huyết thần lão tổ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, huyết thần lão tổ chính là người trương dương nhất, tu vi lại là cao nhất. Bọn họ đoán Hạ Hâm buông tha ai cũng sẽ không buông tha cho hắn. Đến lúc đó Hạ Hâm đuổi theo hắn, hắn chết, 13 bọn họ còn lại sẽ an toàn. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể như vậy, tử đạo hữu bất tử bần đạo. 11 người còn lại cũng toàn lực tế ra linh khí sát phạt của mình, trong nháy mắt huyết quang trùng thiên, khí thế dọa người. Nhưng phía trước, khóe miệng Hạ Hâm lại nở một nụ cười khinh thường, mười mấy người cùng tiến lên cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đến luân hồi cảnh, đã có thể khiến cho kiếm vực và thiên địa kiếm thế bao phủ khu vực này. Kiếm vực mở ra, thiên địa đại thế bao phủ đám người bọn họ lại, những người này, ai cũng đừng hòng chạy trốn. Hắn ra chiêu, những người này sẽ bị khóa chặt, không thể nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng với thực lực của những người này ngạnh kháng sát chiêu của hắn thì chỉ có chết hạ hâm tay cầm xích tiêu kiếm một kiếm chém ra thi triển nhất căn thảo kiếm pháp giữa thiên địa vô tận kiếm khí hội tụ vào một kiếm này của hắn hóa thành một đạo kiếm quang cực hạn nội liễm chém ra chém về phía 14 người một kiếm này ra 14 người phải chết hạ hâm chém ra một kiếm huyết hải của huyết thần lão tổ bị chém ra trong nháy mắt huyết thần lão tổ còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị một kiếm chém thành hai thi thể rơi xuống phía dưới thân tử đạo tiêu mà âm thi lão tổ phái ra âm thi còn chưa kịp tự bạo thì đã bị hạ hâm một kiếm chém từ đầu đến chân chia thành hai nửa rơi xuống phía dưới âm thi lão tổ sau lưng của nó cũng bị một kiếm chém đầu những oan hồn mà tà hồn lão tổ phóng thích còn chưa có tới gần thì đã bị kiếm khí trong kiếm đạo lĩnh vực của hạ hâm rảo sát thành hư vô tà hồn lão tổ khiếp sợ còn chưa kịp chạy trốn thì cũng bị một kiếm chém giết 14 vị lão tổ cùng nhau công sát 11 người còn lại công kích toàn bộ công kích đều bị đạo kiếm quang kinh khủng này của hạ hâm chảm diệt át chủ bài và linh khí tế ra đều bị một kiếm chém làm đôi kiếm quang chém linh khí chém vào 11 người 11 người này bị chém thành hai nữa ngay cả thần hồn cũng bị quy tắc bên trong một kiếm này chảm diệt một kiếm chém 14 vị lão tổ tà đạo thi thể 14 người rơi xuống phía dưới hạ hâm vội vàng nhìn hai vị thị thần và 10 vị thần nô mình dẫn tới kết quả 12 người cực kỳ khó hiểu quay qua nhìn hạ hâm mở miệng hỏi chủ nhân có chuyện gì không Hạ Hâm nghe vậy, lắc đầu, quả nhiên những người này kém xa mấy người phúc bá, tiểu lý tử, một chút ánh mắt cũng không có. Sau này trong số thủ hạ thị thần của hắn, chắc chắn sống không được ổn như phúc bá, không được trọng dụng, nếu phúc bá ở chỗ này. Nhìn thấy tình huống này thì sợ là phúc bá đã vọt lên lấy không gian giới chỉ của mười mấy người vừa bị hắn giết này. Sau đó cung kính đưa tới trước mặt hắn, kết quả 12 người này, hắn đã dùng ánh mắt nhắc nhở mà bọn họ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Còn hỏi hắn có việc gì thế, quá không linh hoạt sau này chắc chắn không có tiền đồ như phúc bá quả nhiên không có thủ hạ đắc lực như phúc bá ở bên người giật đồ cũng không tiện các ngươi đi lấy không gian giới chỉ của 14 người vừa bị ta giết đến đây cho ta hạ hâm mở miệng nói nghe vậy hai người hách liên kiệt u dương tĩnh mới hậu chi hậu giác dẫn 10 vị thủ vệ thần nô mỗi người nhắm vào một cỗ thi thể lao ra lấy không gian giới chỉ trên thi thể 12 người bọn họ rời đi đồng thời trong lòng có một chút ảo giác kỳ quái hình như chủ nhân rất thất vọng với 12 người bọn họ chẳng lẽ là bởi vì khi chủ nhân giết những người đó bọn họ không có chạy lên lấy không gian giới chỉ trong tay những người bị chủ nhân giết đưa lên cho chủ nhân sao nhưng mà tại sao chứ bởi vì chuyện này mà chủ nhân lại thất vọng với bọn họ rõ ràng ngay từ đầu chủ nhân không có nhắc nhở bọn họ giết người thì phải đi cướp không gian giới chỉ không đúng chắc chắn là trước kia có người làm như vậy khi chủ nhân vừa mới giết người xong dưới tình huống không có thông báo thì người đó đã xông lên lấy lòng lấy không gian giới chỉ của kẻ địch đưa cho chủ nhân để chủ nhân lau mắt mà nhìn hắn bây giờ đến lượt bọn họ. Chủ nhân cũng không có thông báo, bọn họ lại không có làm như thế, cho nên mới khiến cho chủ nhân thất vọng với bọn họ. Ghê tởm, người đó là ai chứ? Hắn làm như vậy không phải là khiến cho mọi người đều cạnh tranh lẫn nhau sao? Sẽ là phúc bá sao? Có thể lắm, cùng là người hầu ở phủ thân vương, mọi người đều hiểu nhau, chỉ có phúc bá có thể làm như vậy. Không được, sau này bọn họ cũng phải nhìn mặt mà nói chuyện, biết được chủ nhân thích gì, hiểu được dụng ý của chủ nhân, không thể bị chủ nhân lạnh nhạt. Lập tức, 12 người động tác nhanh nhẹn, đặc biệt là hai người Hách Liên Kiệt, U Dương Tĩnh, mỗi người gỡ được hai cái không gian giới chỉ. Chỉ trong chốc lát, 14 người bị chém giết. Không gian giới chỉ trên người 14 người đã bị Hách Liên Kiệt, U Dương Tĩnh lấy được, sau đó nịnh nọt đưa cho Hạ Hâm, chủ nhân, không gian giới chỉ. Ừm, Hạ Hâm gật đầu, nhận lấy không gian giới chỉ trong tay 12 người, coi như có chút ánh mắt, cũng bắt đầu hiểu chuyện. Như vậy cũng tốt, có cạnh tranh như thế, mọi người mới có áp lực, mới có thể liều mạng làm việc cho hắn. Hạ Hâm cố ý tăng từng nhóm lên thành thị thần, chính là muốn cho bọn họ trở thành những tổ khác nhau. Trở thành thị thần và thần nô cùng lượt, cực kỳ quan hệ sẽ khá tốt, dễ dàng hình thành tiểu đoàn thể. Những người này trở thành một cái tiểu đoàn thể, sau đó mọi người bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau, làm việc cho hắn. Như vậy không phải là hiệu suất làm việc sẽ tăng lên sao? Hạ Hâm nhìn số người còn lại của Tam đại thế lực Tà đạo đỉnh tiêm, nói: "Đám người các ngươi nghe đây, trong vòng nửa canh giờ" đem tất cả tài nguyên trong huyết thần điện với tất cả tài nguyên đang có trên người các ngươi, cất hết vào trong không gian giới chỉ, đưa tới đây cho ta, nếu không, chết. Hạ Hâm mệnh lệnh, muốn tước đoạt bọn tất cả tài nguyên của những người còn lại. Những người còn lại, nếu như bọn họ không cho, một giây sau chính là giờ chết của bọn họ. Dù sao thi thể của 14 vị lão tổ còn chưa có lạnh, những người còn lại của Tam đại thế lực Tà đạo đỉnh tiêm đều sắc mặt khó coi, bọn họ biết rõ Hạ Hâm không có nói đùa với bọn họ. Dù sao thời gian trước sau khi diệt cao thủ của liên minh thế lực Tà đạo tụ tập ở Phệ Hồn cung thì Hạ Hâm cũng làm như vậy, thu hết toàn bộ tài nguyên của tất cả tu sĩ thế lực Tà đạo ở đây, chỉ để lại đồ lót. Mặc dù biết như thế nhưng bọn họ cũng không dám không giao tài nguyên trên người ra, bởi vì không giao, chắc chắn Hạ Hâm sẽ không buông tha cho bọn họ. Tà tu ở đây bắt đầu lấy tất cả tài nguyên có giá trị trên người ra, chứa vào trong không gian giới chỉ, sau đó đứng xếp hàng, đưa từng cái cho 12 người U Dương Tĩnh và Hách Liên Kiệt. Hạ Hâm nở nụ cười, rất hiểu chuyện vậy cũng không cần động võ tất cả mọi người rất dễ thương lượng lần này nộp lên xong những người này ngoại trừ quần cộc trên người thì không còn thứ gì khác đội ngũ nộp đồ kéo dài một khắc đồng hồ mới nộp xong toàn bộ lúc này trên người 12 người u dương tĩnh và hách liên kiệt đã có gần một vạn cái không gian giới chỉ mặc dù số lượng không hơn lần thu sạch liên minh thế lực tà đạo ở phệ hồn cung nhưng số lượng tài nguyên trong không gian giới chỉ lại nhiều hơn những không gian giới chỉ lần đó bởi vì những không gian giới chỉ này là của tu sĩ của tam đại thế lực đỉnh tiêm Tu vi của tu sĩ của Tam đại thế lực đỉnh tiêm này mạnh hơn tu sĩ trong liên minh thế lực tà đạo tụ tập trong Phệ Hồn Cung nhiều, đương nhiên tài nguyên trong không gian giới chỉ cũng sẽ càng nhiều. Phía dưới, toàn bộ tài nguyên trong bảo khố của Huyết Thần Điện cũng đã được vơ vét ra, nộp lên. Toàn bộ tài nguyên thu được đổ đầy hơn 100 cái không gian giới chỉ, đưa đến trên tay Hạ Hâm. Đương nhiên, nơi này chỉ có bảo khố tổng bộ Huyết Thần Điện, bảo khố trong tổng bộ Tà Hồn Tông và Âm Thi Giáo chưa có bị vơ vét, nhưng mà Hạ Hâm cũng không gấp, đợi chút nữa cho hai người hách liên kiệt và u dương tĩnh chia nhau dẫn năm vị thần nô đi một chuyến là được dù sao lão tổ tàng cung cảnh của hai đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm đó đã bị hắn chém giết có hai vị thị thần tàng cung cảnh thập trọng u dương tĩnh với hách liên kiệt lại chia nhau dẫn theo năm vị thần nô tàng cung cảnh nhất trọng qua đó bắt lấy tu sĩ còn lại trong tổng bộ hai thế lực lớn này cũng dễ dàng đến lúc đó không chỉ là bảo khố trong tổng bộ bọn họ ngay cả tài nguyên trên người những tu sĩ trong tổng bộ bọn họ hạ hâm cũng lấy đã đến thì đương nhiên là phải lấy hết cái này hắn học được từ phúc bá thấy đã thu sạch số tà tu còn lại của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm đều cực kỳ khẩn trương không biết tiếp theo vị tuyệt thế kiếm thần này sẽ bỏ qua cho bọn họ hay không dù sao lần trước ở phệ hồn cung bọn họ nghe nói vị tuyệt thế kiếm thần này không bỏ qua cho ai hóa hải cảnh trở lên sẽ bị xóa bỏ hóa hải cảnh trở xuống sẽ bị phế sạch tu vi bọn họ đều là tu sĩ tội ác trồng chất dù cho không giết chết bọn họ chỉ phế tu vi của bọn họ thì bọn họ cũng sống không được bao lâu bởi vì kẻ thù của bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ lúc này đã có những thế lực không phải là thế lực tà đạo đến quan sát xem xem vị tuyệt thế kiếm thần này xử lý như thế nào nếu như vị tuyệt thế kiếm thần này chọn buông tha cho tu sĩ của những thế lực tà đạo này bọn họ sẽ không làm gì nếu như vị tuyệt thế kiếm thần này chỉ phế bỏ tu vi của những tà tu tầng lớp cấp cao này không giết bọn họ như vậy người của những thế lực đến đây xem náo nhiệt sẽ động thủ sau khi vị tuyệt thế kiếm thần này đi bọn họ sẽ không bỏ qua cho tu sĩ tà đạo những hai tay dính đầy máu tanh này hạ hâm nhìn thấy tất cả mọi người tập trung nhìn hắn hắn một tay chỉ thiên kiếm ý và kiếm khí kinh khủng bắt đầu ngưng tụ trên trên không huyết thần điện từng chuôi linh khí trường kiếm do kiếm khí ngưng tụ thành nhanh chóng thành hình chừng hơn vạn chuôi thần thông sát thương quần thể vạn kiếm quy tông thi triển hạ hâm vung ngón tay lên hơn vạn chuôi linh khí trường kiếm do hắn ngưng tụ thành hình lập tức giết xuống mỗi một chuôi đều có lực lượng có thể nhẹ nhõm đánh giết tu sĩ tàng cung cảnh trở xuống trong nháy mắt khi vạn chui linh khí trường kiếm giết xuống tu sĩ của tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm phía dưới bị dọa đến lập tức chạy trốn tứ tán đáng tiếc không có tác dụng hơn vạn chui linh khí trường kiếm này giống như có mắt tốc độ cực nhanh mục tiêu chuẩn xác nhắm thẳng tu sĩ của tam đại thế lực tà đạo trong khu vực huyết thần điện giống như ở phệ hồn cung lần trước tà tu hóa hải cảnh trở lên sẽ bị linh khí trường kiếm diệt sát tà tu hóa hải cảnh trở xuống thì sẽ bị linh khí trường kiếm xuyên qua đan điền phế bỏ tu vi một lát sau lít nha lít nhít hơn vạn chuôi linh khí trường kiếm xen kẽ mấy lần trong khu vực huyết thần điện cho đến khi diệt sát toàn bộ tà tu hóa hải cảnh trở lên phế bỏ tu vi của toàn bộ tà tu hóa hải cảnh trở xuống của tam đại thế lực tà đạo trong khu vực huyết thần điện làm xong tất cả hạ hâm quay người rời đi trong thần châu đại địa tầng lớp cấp cao còn lại tam đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm bị diệt sạch sau này thế lực tà đạo trong thần châu đại địa xem như triệt để bị đánh ngã hoàn toàn không đứng dậy nổi từ nay về sau trong thần châu sẽ không còn thế lực tà đạo đỉnh tiêm Hạ Hâm dẫn 12 người U Dương Tĩnh và Hách Liên Kiệt rời đi, sau đó dặn dò hai người bọn họ chia nhau dẫn theo năm người đi tổng bộ Âm Thi Giáo và Tà Hồn Tông một chuyến, càn quét tài nguyên trong tổng bộ hai cái thế lực tà đạo đỉnh tiêm này. Với tài nguyên trên người tất cả tà tu trong hai đại thế lực tà đạo đỉnh tiêm đem về cho hắn. Mặc dù tài nguyên trên người tầng lớp cấp cao của hai đại thế lực bị hắn cướp nhưng tài nguyên trong tổng bộ bọn họ còn chưa có bị cướp. Cướp toàn bộ tài nguyên trong tổng bộ bọn họ và tài nguyên trên người tất cả tà tu trong tổng bộ cũng là một con số không nhỏ. Trải qua chuyện khi Hạ Hâm giết người mà 12 người không có vọt lên cướp đoạt không gian giới chỉ, khiến cho Hạ Hâm thất vọng. Lần này Hạ Hâm hạ nhiệm vụ, bọn họ đều vỗ ngực can đoan nhất định sẽ cướp sạch tài nguyên trong bảo khố tổng bộ hai đại thế lực Tà đạo đỉnh tiêm còn lại và tài nguyên trên người tu sĩ ở đó đem tới cho Hạ Hâm. Hạ Hâm cầm lấy hơn 100 cái không gian giới chỉ đã đầy mới cướp được hôm nay, hài lòng trở về. Đi huyết thần điện đánh dấu một chuyến, lúc đến hai tay trống trơn, lúc về trên người có thêm hơn 100 cái không gian giới chỉ đã chứa đầy áp tài nguyên trong những không gian giới chỉ này còn nhiều hơn số tài nguyên cướp đoạt được ở phệ hồn cung lần trước chỉ sợ có thể luyện chế ít nhất 10 chén tiên thiên thần dịch trở lên tiên thiên thần dịch cho nương tử phục dụng trong 10 ngày tiếp theo có không hổ là thế lực đỉnh tiêm tài nguyên có được hoàn toàn không phải là những thế lực nhất lưu và thế lực nhị lưu có thể sánh được chờ phúc bá phân phối xong tất cả tài nguyên cướp đoạt được trước đó đưa tới đây lại thêm hai người u dương tĩnh và hách liên kiệt đến tổng bộ của hai thế lực tà đạo đỉnh tiêm còn lại cướp đoạt tài nguyên đủ để luyện chế thêm 20 chén tiên thiên thần dịch. Nói cách khác, hắn đã kiếm đủ tài nguyên luyện chế tiên thiên thần dịch cho nương tử phục dụng trong vòng một tháng tiếp theo, nhưng mà một tháng chẳng mấy chốc sẽ qua. Hắn phải phòng ngừa chu đáo, nhất định phải chuẩn bị tài nguyên cho tháng tiếp theo, không thể qua loa. Hắn chờ được, nương tử nhà mình đợi không được, tiên thiên đạo thể thánh thai đại pháp, một khi bắt đầu bồi dưỡng thì không thể gián đoạn, nếu không thì sẽ bồi dưỡng được bán thành phẩm. Như vậy thì không có ý nghĩa, hạ hâm suy nghĩ, chờ thiên môn thành lập ổn định, hắn đi kiếm đế thành đông hoang với vạn ma điện đánh dấu sau đó có thể suy tính cho phúc bá đến những thế lực tà đạo ở đông hoang tây vực bắc mạc nam lĩnh mượn tài nguyên còn nữa hai ngày nữa đi kiếm đế thành đông hoang đánh dấu hạ hâm chuẩn bị nghĩ cách hố tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đó một phen lấy một chút tài nguyên từ kiếm đế thành hắn nếu vị kiếm tiên đông hoang đó muốn tranh danh với hắn vậy cũng có thể coi như là nửa thúc bá của con hắn lấy chút tài nguyên bồi dưỡng chất tử chất nữ không quá đáng chứ đến lúc đó nghĩ cách đánh cược với hắn Cược xem trong quyết đấu ai là người có thể thắng, tiền đặt cược chính là toàn bộ thiên tài địa bảo tài nguyên trong bảo khố kiếm đế thành. Hắn tin tưởng hắn dùng phép khích tướng một phen, chắc chắn vị tuyệt thế kiếm tiên đó sẽ đồng ý. Dù sao tu hành kiếm đạo chính là vĩnh viễn không lùi bước, có bất khuất chi tâm, nếu như Hạ Hâm đưa ra tiền đặt cược mà hắn không dám nhận, vậy kiếm đạo chi tâm của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Hắn nhận tiền đặt cược, xin lỗi, với thực lực của Hạ Hâm hôm nay, thắng hắn dễ dàng, đến lúc đó tài nguyên trong bảo khố kiếm đế thành hắn sẽ là của mình một cái kiếm đế thành có được cường giả luân hồi cảnh chấn giữ có thể nói là vượt qua thế lực đỉnh tiêm đạt đến phạm chủ thế lực siêu cấp chắc chắn tài nguyên cất giữ trong đó sẽ rất khủng bố vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đó không biết hắn còn chưa có chiến đấu với hạ hâm thì thiên tài địa bảo tài nguyên trong bảo khố nhà mình đã khó giữ được tài nguyên trong bảo khố gặp nguy hạ hâm nghĩ tới đây tâm tình rất không tệ trên đường đi ngâm nga mấy điệu hát dân gian trở về vương triều đại hạ ở huyền vực mà lúc này vương triều đại hạ hoàng thành bên trong căn cứ của thiên ma giáo tám ma hỗn nguyên ma quân cực kỳ thấp thỏm quỳ gối trước mặt cơ thụy nhi tâm tình rất khẩn trương bởi vì lúc này trên chủ tọa cơ thụy nhi cười nụ cười rất quái dị khiến cho bọn họ cực kỳ mất tự nhiên không biết chủ thượng nhà mình đang nghĩ chuyện gì cười quái dị như thế là vì lúc nãy cơ thụy nhi biết được thần tượng của bọn họ giao phối phương của bí pháp dưỡng thai cho bọn họ từ lúc đó thì cơ thụy nhi bắt đầu cười khi thì ngọt ngào khi thì oán trách khi thì u oán dù sao rất không bình thường chuyện là như thế này tám ma bọn họ khoe khoang khắp nơi trong thiên ma giáo nói thần tượng kiếm thần nhà mình khắc một cái hình xăm thần kiếm trên tay bọn họ đồng thời tám ma bọn họ tìm các ma đầu trong thiên ma giáo dùng thiên tài địa bảo của mình đổi lấy thiên tài địa bảo ghi lại trên danh sách thiên tài địa bảo cần trong bí pháp dưỡng thai mà thần tượng kiếm thần giao cho bọn họ hơn nữa khi tám ma ở trong hoàng thành vương triều đại hạ thì còn đi tìm đồng mỗ đổi đồng mỗ lấy được danh sách thiên tài địa bảo thì nói cho cơ thụy nhi Cơ Thụy Nhi nhìn thấy thiên tài địa bảo trên danh sách giống y như thiên tài địa bảo dùng trong bí pháp luyện chế thần dịch an thai mà phu quân nhà mình luyện chế cho nàng tối hôm qua. Chỉ là tám ma hỗn nguyên ma quân chỉ có danh sách, không có phương pháp luyện chế mà phu quân nhà mình có. Mà danh sách trên người tám ma hỗn nguyên ma quân đến từ thần tượng của bọn họ. Kiếm thần, như vậy thì cũng chứng minh một chuyện. Phu quân chính là vị thần tượng mà bọn họ nói, vị tuyệt thế kiếm thần đại danh đỉnh đỉnh trong thần châu đại địa. Chủ thượng, chúng ta làm gì sai sao? Hỗ nguyên ma quân thấp thỏm bất an hỏi chủ thượng nhà mình đã cười quái dị một hồi trong lòng bọn họ không nắm chắc không có lúc này sắc mặt cơ thụy nhi khôi phục bình thường mở miệng nói với đồng mỗ chúng ta đi mua đồ ăn sau đó đi về sáng sớm hôm nay phu quân đã ra ngoài bây giờ hẳn là đã về ta đi làm cơm cho hắn cơ thụy nhi dùng giọng điệu nói chờ hắn về nhà cho hắn một niềm vui bất ngờ nói xong cơ thụy nhi dẫn đồng mỗ rời khỏi căn cứ địa thiên ma giáo sau khi hai người rời đi Tử xuyên quỷ vương nhỏ giọng hỏi, chủ thượng chúng ta không có sao chứ, lần trước nàng dùng loại giọng điệu này nói chuyện thì đã diệt mấy cái tông môn. Không biết, không biết có phải là phu quân của chủ thượng làm chuyện gì đắc tội nàng hay không, lần này chủ thượng về nhà, hy vọng người không có việc gì. Hỗn nguyên ma quân nghĩ đến tính tình nóng nảy của chủ thượng nhà mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mà lúc này, hạ hâm đang kích động hưng phấn, gấp gáp trở về phủ thân vương ở vương triều đại hạ. Đột nhiên hắt xì hơi một cái, có chuyện gì thế, chẳng lẽ là nương tử nhớ ta muốn ta nhanh về nhà hạ hâm tự lẩm bẩm đồng thời tăng tốc độ về phủ thân vương mấy phần muốn nhanh chóng gặp được nương tử nhà mình trên đường trở về phủ thân vương cơ thụy nhi tỉnh táo một chút suy tư trên người tám ma có được đơn thuốc giống như bí pháp dưỡng thai của phu quân danh sách trên người tám ma đến từ vị thần tượng kiếm thần của bọn họ thật ra thì cũng không thể đại biểu phu quân nhà mình là vị tuyệt thế kiếm thần đó cũng có khả năng chính là danh sách này đúng là lấy được trong di tích là của côn bằng đó để làm phần thưởng cho tu sĩ sông vạn pháp tháp mà sao chép rất nhiều phần không chỉ có một người sông vạn pháp tháp người nhận được phu quân nhà mình có vị tuyệt thế kiếm thần đó cũng có bởi vì nàng cũng không xác định được là có phải là vị tuyệt thế kiếm thần đó chỉ biết danh sách thiên tài địa bảo mà bí pháp an thai cần chứ không hiểu được phương pháp luyện chế thần dịch loại chuyện này nàng cũng không thể đi kiểm chứng cũng có thể là phu quân nhà mình có quen biết vị tuyệt thế kiếm thần đó hơn nữa quan hệ không tệ cho nên vị tuyệt thế kiếm thần đó chia sẻ bí pháp cho hắn Chuyện này cũng có thể, trước khi chưa có xác định được chân tướng, nàng sẽ không vội vã đi hỏi tham phu quân, nàng tin tưởng phu quân nhà mình làm như thế chắc chắn là có lý do của hắn. Huống hồ không phải nàng cũng có bí mật giấu giếm phu quân nhà mình sao, ví dụ như là nàng là nữ đế thiên ma giáo. Nếu như phu quân đúng là vị tuyệt thế kiếm thần đó thì nàng cũng sẽ không trách phu quân giấu giếm nàng, sẽ chỉ rất kinh hỉ, rất chờ mong. Đương nhiên, nàng sẽ không bởi vì phu quân nhà mình đột nhiên mạnh lên, là vị tuyệt thế kiếm thần đó mà càng thích hắn hơn cũng không bởi vì phu quân nhà mình không phải vị tuyệt thế kiếm thần đó, vẫn là trưởng lão bất hủ cảnh đạo tông thì thất vọng với hắn. Tình yêu nàng dành cho phu quân vĩnh viễn không thay đổi, cũng như nàng tin chắc rằng sau khi phu quân biết được nàng là giáo chủ Thiên Ma giáo thì cũng sẽ nghĩa vô phản cố chọn tiếp tục yêu nàng. Sở dĩ nàng không công khai thân phận của mình cho phu quân không chỉ là bởi vì sợ phu quân biết thân phận chân thật của nàng thì sẽ tự ti, cảm thấy thân phận của hai người chênh lệch quá xa, còn có thế lực của hai người cũng ảnh hưởng hai người ở bên cạnh nhau nữa. Nàng là giáo chủ Thiên Ma giáo thực lực ngập trời toàn bộ thiên ma giáo do nàng vi tôn đương nhiên nàng có thể không thèm để ý đến bất kỳ người nào phản đối mà ở bên cạnh phu quân nhưng phu quân thì sao phu quân là trưởng lão đạo tông thân phận địa vị kém xa nàng nam tử trên thế gian này đặc biệt là người tu hành không ai muốn đi ăn bám cả cũng không ai muốn bị người ta nói là đồ ăn bám cũng không ai muốn bị người trong thế gian xem thường cả nàng không thèm để ý cái nhìn của những người bên ngoài nhưng nàng không thể không suy tính cho phu quân mình đến lúc đó nếu như chuyện hai người ở bên cạnh nhau thân phận bại lộ ra, phu quân sẽ phải lựa chọn giữa nàng và đạo tông, dù cho phu quân vì nàng mà lựa chọn từ bỏ thân phận trưởng lão đạo tông, đi theo nàng đến Thiên Ma giáo, như vậy thì đúng là một chuyện tốt với phu quân, nhưng mà trong mắt của người ngoài thì phu quân chỉ là một người may mắn trèo lên được cành cao của giáo chủ ma giáo thôi, chỉ là một tên ăn bám mà giáo chủ ma giáo nuôi, cả một đời phu quân đều không ngóc đầu lên được dưới ánh mắt của người trong thần châu đại địa, mà bên trong Thiên Ma giáo thì phu quân cũng sẽ bị người khác xem thường sau này con của bọn họ ra đời thì cũng sẽ bởi vì phụ thân là người ở rể mà không ngóc đầu lên nổi chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện mà nàng muốn nhìn thấy cho nên bây giờ nàng sẽ không dễ dàng để cho phu quân biết được thân phận nàng là giáo chủ ma giáo đồng thời trong lòng nàng có chút chờ mong phu quân chính là vị tuyệt thế kiếm thần đó nếu là như vậy thì thân phận của hai người sẽ trở nên xứng đôi trong mắt của những người bên ngoài ai cũng không dám nói phu quân ăn bám về phần bên phía đạo tông thì tạm thời chờ một chút sau này thời cơ chính mùi rồi công khai cũng không muộn trong lúc cơ thụy nhi suy tư đã đến phủ thân vương giống như thường ngày bắt đầu nấu cơm cho phu quân hầm canh đại bổ thật ra thì ở trong lòng nàng càng có khuynh hướng phu quân chính là vị tuyệt thế kiếm thần đó bởi vì phu quân có thể một lần lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy chắc chắn thân phận của hắn cũng không đơn giản một tu sĩ bất hủ cảnh bình thường thì sao có thể lập tức lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy được chứ hơn nữa phu quân tu hành chính là kiếm đạo cho nên rất có thể hắn chính là vị tuyệt thế kiếm thần đó cho dù không phải thì chắc chắn cũng có liên quan nhiều đến vị tuyệt thế kiếm thần đó. Tại sao lại nói là có thể không phải? Bởi vì căn cứ tin tức gần đây trong Thần Châu Đại Địa, vị tuyệt thế kiếm thần đó chẳng những tu vi cực mạnh, hơn nữa dưới trướng có được một phương thế lực đỉnh tiêm là Thiên môn, dưới trướng cũng có không ít cao thủ, ngay cả cường giả tàng cung cảnh cũng có. Phu quân thường thường không có gì lạ, sao có thể đột nhiên lắp mình thay đổi, biến thành nhân vật kinh thiên như vậy được? Phải biết lần đầu tiên nàng quen biết với phu quân trong di tích thì nàng cực kỳ chắc chắn phu quân chỉ có thực lực bất hủ cảnh tam trọng đồng thời thân phận là một vị trưởng lão trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm của đạo tông chỉ như thế thôi không đến hai tháng phu quân lập tức lắc mình thay đổi biến thành một vị tuyệt thế kiếm thần có được chiến lược luân hồi cảnh dưới trướng còn khống chế một phương thế lực đỉnh tiêm có tưởng tượng như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện này là chuyện hoàn toàn không thể nào cho dù nàng là đại đế thượng giới chuyển thế thì cũng không thể nào biến một vị tu sĩ bất hủ cảnh tam trọng thành một vị tuyệt thế kiếm thần có được chiến lực luân hồi cảnh dưới trướng có vô số cường giả trong vòng không đến hai tháng như thế được không thể nào thôi chờ phu quân trở về nàng chậm rãi thăm dò điều tra là được bây giờ vị tuyệt thế kiếm thần đó đã ra khỏi di tích côn bằng không phải vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đã mời hắn đến kiếm đế thành quyết chiến sao đến lúc xem thử xem phu quân có ở bên cạnh nàng hay không là biết mà nếu như khi vị tuyệt thế kiếm thần đó chiến đấu với vị tuyệt thế kiếm tiên ở kiếm đế thành ở đông hoang mà phu quân không có ở bên cạnh nàng thì nàng có thể lén chạy đến kiếm đế thành xem thử hư thật đến lúc đó nhìn một phát là biết được sự thật ngay chủ thượng cũng không biết trong khoảng thời gian này phúc bá đã đi đâu nữa đồng mỗ thất lạc nói từ mấy ngày trước đó hắn vội vàng trở về phủ thân vương sau khi gặp mặt ta thì lại rời đi làm sao vậy ngươi nhớ hắn cơ thụy nhi hứng thú Trêu gạo, đối với tâm tư của Thủ hạ mình là đồng mỗ dành cho Phúc bá, đương nhiên nàng cũng nhìn ra được. Dù sao từ chuyện mỗi ngày đồng mỗ đều chạy đến hỏi phu quân nhà mình một lần xem Phúc bá đã về chưa cũng có thể nhận ra được. Thủ hạ mình lại động phàm tâm, sắp rơi vào trong bể tình. Ừm. Đồng mỗ gật gật đầu, nói, hắn nói là ta chờ hắn, bây giờ hắn ra ngoài phấn đấu, sau này nhất định sẽ nở mày nở mặt trở về cưới ta. Vậy thì cũng tốt mà, Cơ Thụy nhi đáp, cho nên ngươi đang thất lạc cái gì? Ai? Đồng mỗ thở dài, nói, ta đang lo lắng, nếu như Phúc Bá biết thân phận chân thật của ta, sẽ còn thích ta hay không. Đồng mỗ lo lắng như vậy cũng rất bình thường, bởi vì người trong ma đạo, trong mắt người phàm tục thì cực kỳ đáng sợ. Ở trong mắt nàng, Phúc Bá là một người khéo hiểu lòng người, hài hước khôi hài, bình dị gần gũi. Khi biết nàng là một đại ma đầu vô thủy cảnh viên mãn giết người không chớp mắt của thiên ma giáo rồi thì sẽ còn yêu nàng không, còn dám cưới nàng không. Một người tốt như Phúc Bá, đoán chừng ngay cả người cũng chưa từng giết chứ, nàng rất lo lắng, sau khi phúc bá biết được thân phận của nàng thì không chấp nhận được nàng ta sợ phúc bá biết thân phận của chúng ta kém xa nhau thì sẽ không nghĩa vô phản cố cưới ta nữa đồng mỗ nói mặc dù phúc bá nói bây giờ hắn ra ngoài phấn đấu sau này sẽ nở mày nở mặt trở về cưới nàng nhưng phúc bá chỉ là một tiểu tu sĩ thần lực cảnh có phấn đấu thì cũng có thể phấn đấu ra thành tích gì được chứ hẳn là chỉ là một vài cái thành tích không đáng chú ý thôi đương nhiên không phải nàng ghét bỏ phúc bá sau khi chọn trở thành đạo lữ của phúc bá nàng đã không để ý đến những thứ này, nàng chỉ lo lắng Phúc Bá biết được thân phận của nàng thì sẽ cảm thấy tự ti rồi bắt đầu xa lánh nàng thôi. Dù sao ở trong mắt nàng, Phúc Bá là một người có da mặt mỏng, hắn đâu có muốn ăn bám mình. Nàng cảm thấy thế giới này, ai cũng có thể ăn bám nữ nhân, chỉ Phúc Bá là nàng chắc chắn hắn sẽ không. Sao ngươi cứ lo lắng mấy chuyện này, ngươi giấu giếm Phúc Bá, không cho hắn biết thân phận thật của ngươi không được sao, không phải ta và phu quân cũng như vậy sao không phải bây giờ vẫn sống rất tốt đó sao về phần sau này có thể bị hắn phát hiện hay không thì đó là chuyện của sau này cơ thụy nhi nói bây giờ giữ lấy người mình thích mới là chuyện quan trọng nhất cơ thụy nhi khuyên bảo đồng mỗ chúng ta là người trong ma đạo không cần để ý tới cái nhìn của người ngoài chỉ cần người chúng ta thích cũng thích chúng ta là đủ rồi về phần lừa gạt giấu giếm thân phận mình trên thế gian này có ai mà không có chút bí mật chỉ cần là giấu vì thiện ý vì tốt cho cả song phương thì cũng không cần phải để ý đến những thứ này cơ thụy nhi giải thích giống như là khuyên bảo đồng mỗ cũng là khuyên bảo chính nàng đồng mỗ nghe vậy thì suy nghĩ sau đó gật đầu chủ thượng nói rất đúng sợ phúc bá vì thân phận mình mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai người vậy thì giấu giếm thân phận của mình với hắn là được thế gian này ai mà không có chút bí mật chỉ cần không nói bí mật này ra là vì muốn tốt cho cả hai bên vậy thì cứ giữ bí mật này cũng được giữ lấy người trước mặt mình mới là chuyện quan trọng nhất nghĩ thông suốt tâm tình đồng mỗ đã khá lên nhiều nói chờ phúc bá trở về ta sẽ khiến cho ta và hắn có phu thê tri thực sau này cho dù hắn có biết thân phận thật của ta thì hắn cũng không dám bỏ ta nếu không thì ta thiến hắn đồng mỗ khẽ nói mà lúc này đang ở trong linh vực bận rộn giám sát xây dựng tổng bộ thiên môn phúc bá đột nhiên hát xì có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ là tiểu đồng nhớ hắn rất có thể là như thế trong lúc nhất thời phúc bá tăng cường cường độ giám sát một chút muốn nhanh chóng xây dựng xong thiên môn đồng thời tận tâm tận lực làm việc cho chủ nhân để chủ nhân chứng thực chuyện đệ nhất nguyên lão thiên môn cho hắn đến lúc đó hắn là đệ nhất nguyên lão thiên môn bên trong thiên môn địa vị của hắn chỉ dưới mỗi chủ nhân cao hơn vạn người lúc đó hắn đi cưới tiểu đồng còn ai dám không đồng ý nữa ha 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 phúc bá nghĩ như thế tâm tình cũng vui vẻ mấy phần có thể lấy được tiểu đồng cũng không ủng công hắn bôn ba trong khoảng thời gian này lúc này hạ hâm đã quay về phủ thân vương sau đó gọi vân bà triệu tập một đội trưởng đội hộ vệ năm tên hộ vệ tới lấy một viên thị thần đan và năm viên thần nô đan mới lấy được ban thưởng cho bọn họ đội trưởng đội hộ vệ như thế này phủ thân vương có rất nhiều có mấy trăm người hắn để thăng một chút hộ vệ làm thị thần và thần nô sau đó vân bà sẽ chiêu người mới đến thay thế cho nên phủ thân vương sẽ không xuất hiện chuyện hộ vệ giảm bớt vị đội trưởng đội hộ vệ mới trở thành thị thần này tên là hàn lôi nhận được thị thần đan và thị thần quyết đã trở thành tử trung với hắn tu vi đạt tới tàng cung cảnh thập trọng hơn nữa thị thần quyết mà hắn và phúc bá vân bà tu hành trong đó có sát phạt chi thuật mạnh mẽ để bọn họ dù cho đối mặt với tu sĩ luân hồi cảnh nhất trọng cũng có sức đánh một trận dưới luân hồi cảnh bọn họ hoàn toàn là vô địch trừ phi gặp được những tu sĩ yêu nghiệt có được năng lực vượt cấp khiêu chiến bây giờ có thêm hàn lôi hạ hâm đã có được 6 vị thị thần tàng cung cảnh thập trọng và 25 vị thần nô tàng cung cảnh nhất trọng 25 vị thần nô tu luyện công pháp thần nô quyết cũng là công pháp thần cấp trở lên so với thị thần quyết thì cũng không kém bao nhiêu để cho bọn họ có được chiến lực vô địch cùng cảnh giới dù cho đối mặt với đối thủ mạnh hơn bọn họ 10 cái tiểu cảnh giới thì cũng có sức đánh một trận. Thị thần và thần nô cộng lại, chính là 31 vị cường giả tàng cung cảnh, có thể so với lão tổ thế lực đỉnh tiêm, chiến lực tầng lớp cấp cao của thiên môn đã cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Hâm có một ý tưởng, chờ mấy ngày nữa, hắn đi kiếm đế thành ở Đông Hoang đối chiến với vị tuyệt thế kiếm tiên Đông Hoang thì sẽ dẫn 5 vị trong số 6 vị thị thần này theo. Để vân bà ở lại trong phủ thân vương bảo vệ nương tử là được. 25 thần nô, dẫn theo hết, chuẩn bị trang bức ở kiếm đế thành đông hoàng 30 vị cao thủ tàng cung cảnh đều là thủ hạ của cửu tiêu kiếm thần ta chỉ hỏi ngươi có sợ hay không chờ chuyện này truyền đến tai hạ tiểu tiểu đồng thời hắn lại thi triển ra tu vi luân hồi cảnh ở kiếm đế thành đến lúc đó hắn cũng là người có được cảnh giới luân hồi cảnh xem bảng thần tượng của cô gái nhỏ ngươi có đổi hay không nữ đế thiên ma giáo đúng không xem ta có chấn áp ngươi hay không hạ hâm nghĩ tới đây tâm tình nhẹ nhõm cho bọn người hàn lôi đi xuống trước ngày mai theo hắn đi linh vực một chuyến ngày mai hắn đi linh vực dẫn sáu người hàn lôi theo giúp phúc bá một tay trợ giúp hắn sớm ngày xây xong tông môn thiên môn đồng thời hắn cũng đi tổng bộ thiên môn xem thử thuận tiện đánh dấu ở đó luôn bây giờ đại trận hộ tông của thiên môn còn chưa có tin tức hạ hâm định chờ phần thưởng lấy được khi đánh dấu hắn biết tính của hệ thống bình thường khi hắn thiếu cái gì nhất thì khi đánh dấu sẽ nhận được cái đó cho nên hắn cảm thấy ngày mai đến thiên môn đánh dấu có lẽ sẽ nhận được một môn trận pháp hộ tông mạnh mẽ cũng không chừng hơn nữa hắn cũng muốn đi tổng bộ thiên môn vạch ra một kế hoạch với phúc bá tầm vài ngày sau hắn đi kiếm đế thành đông hoàng nên lợi dụng lần ước chiến này đánh cược như thế nào để có thể hố vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoàng đó một lần dù sao thì ở phương diện này thì phúc bá lành nghề hơn hắn không bằng phúc bá nghĩ đến đây hạ hâm giống như thường ngày đi diễn võ trường ở hậu viện chỉ điểm lâm hỏa nhi và hạ tiểu tiểu một phen sau đó đi tới phòng bếp tìm nương tử của hắn lúc này đồng mẫu không có ở trong phòng bếp chỉ có một mình nương tử ở trong phòng bếp hầm canh đại bổ ngẩn người hạ hâm ôm lấy eo nương tử từ phía sau hôn cắn vành tai của nương tử một chút ôn nhu nói nương tử đang suy nghĩ gì mà thử người ra thế cơ thụy nhi quay đầu nhìn thấy hạ hâm trở về thì trong lòng rất vui vẻ đồng thời cực kỳ chờ mong chờ mong câu trả lời cho câu hỏi nàng sắp hỏi ra phu quân đã về đến rồi sao cơ thụy nhi ngẩng đầu cũng hôn vành tai hạ hâm một cái ôn nhu nói ừm nương tử ngươi đang nghĩ chuyện gì thế thấy ngươi ngẩn ra hạ hâm hỏi cơ thụy nhi nở một nụ cười sau đó ghé môi sát vào tai hạ hâm nói ta đang nghĩ phu quân và vị tuyệt thế kiếm thần thanh danh vang dội trong thần châu có quan hệ như thế nào tại sao danh sách thần dịch dưỡng thai trên người phu quân vị tuyệt thế kiếm thần đó cũng có mà buổi tối hôm qua phu quân luyện chế dưỡng thai thần dịch dùng nhiều thiên tài địa bảo như vậy lại lấy từ đâu ra cơ thụy nhi tỏ vẻ nghi ngờ nói nghe vậy thân thể hạ hâm cứng đờ không tốt thân phận sắp bại lộ giỏi cho tám ma thiên ma giáo các ngươi thành sự không có bại sự có dư đồ đần hắn chỉ giao danh sách thiên tài địa bảo của tiên thiên đạo thể thánh thai đại pháp cho tám người bọn họ bây giờ bị nương tử nhà mình biết chắc chắn là tám người này cầm danh sách thu thập thiên tài địa bảo trong thiên ma giáo nương tử là trưởng lão thiên ma giáo chuyện này cũng bị nương tử nhà mình biết được cho dù cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót nhà hạ hâm cúi đầu nhìn nương tử nhà mình bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên tế nhị chuyện mình là tuyệt thế kiếm thần trước mắt không thích hợp nói cho nương tử. Một là hắn không thể giải thích tại sao tu vi của mình đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Từ một vị trưởng lão bất hủ cảnh bình thường của đạo tông biến thành một vị tuyệt thế kiếm thần luân hồi cảnh. Hai là những thủ hạ trong thiên môn hắn ở đâu ra. Cũng không thể nói là hệ thống đánh dấu tặng. Hệ thống là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể bại lộ. Đương nhiên, không phải hắn không tín nhiệm nương tử nhà mình mà là chuyện này tốt nhất chỉ có mình hắn biết cho thỏa đáng. Để tránh khiến cho người ta ngấp nghé trong thế giới này mặc dù cường giả mạnh nhất chỉ có bán thần cảnh nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm như vậy nếu như bí mật hắn trong hai tháng từ một vị tu sĩ bất hủ cảnh tăng lên tới tu sĩ luân hồi cảnh bị tiết lộ ra ngoài thì sợ là không chỉ những cường giả bán thần ở hạ giới sẽ điên cuồng mà cho dù là những cường giả mạnh hơn thần cảnh ở thượng giới cũng cảm thấy rất hứng thú với bí mật trên người hắn đến lúc đó rước lấy một đống phiền phức lớn sẽ không tốt không chỉ ảnh hưởng đến an toàn của hắn mà còn ảnh hưởng đến an toàn của vợ hắn và đứa nhỏ trong bụng còn có an nguy của cả nhà đại ca hạ chân và đồ đệ lâm hỏa nhi nữa thử nghĩ một hồi nếu như hắn tăng lên ba cái đại cảnh giới trong hai tháng từ một vị kiếm tu bình thường biến thành một vị tuyệt thế kiếm thần bí mật này bị tiết lộ ra ngoài bị những cường giả mạnh hơn thần cảnh trong thượng giới biết được muốn đến gây sự với hắn hắn có thể chạy trốn nhưng nương thì sao cả nhà đại ca thì sao đồ đệ lâm hỏa nhi thì sao hắn có lòng tin có thể dẫn toàn bộ bọn họ đi trước mặt những cường giả mạnh hơn thần cảnh đó sao cho nên Trước mắt thực lực hắn không thành thánh thì tất cả bí mật liên quan tới hệ thống đều không thể lộ ra ngoài. Về phần sau này có muốn cho nương tử biết hay không thì có thể đợi khi đưa con trong bụng nương tử chào đời rồi công khai cũng không muộn. Nương tử cần dùng Tiên Thiên Đạo Thể Thánh Thai Đại Pháp dưỡng thai 3 năm mới sinh ra con của bọn họ. Thời gian 3 năm, hắn có nắm chắc tăng tu vi của mình lên tới thánh nhân cảnh trở lên, vậy thì cho dù có đi thượng giới thì hắn cũng không phải là kẻ yếu, cũng có thể bảo vệ nương tử và con của hắn an toàn như vậy cũng không cần lo lắng bí mật bại lộ thì sẽ bị người ta ngấp nghé nương tử ngươi nghe ta nói thật ra thì vị tuyệt thế kiếm thần đó là một người bằng hữu của ta không phải ta hạ hâm nói với cơ thụy nhi một người bằng hữu của phu quân cơ thụy nhi quay qua nhìn hạ hâm chỉ là cười cười mà không nói lời nào thật sao cơ thụy nhi tiếp tục dùng ánh mắt trong sáng nhìn hạ hâm vậy tại sao hắn có được danh sách bí pháp thần dịch an thai giống như phu quân vậy chuyện này sao thật ra thì là như vậy Hạ Hâm nói ra cái cớ đã được hắn chuẩn bị trước đó, bởi vì lần trước đi di tích côn bằng đó, ta cứu được đồ đệ của hắn một mạng nên hắn vì cảm ơn ta. Đồng thời còn biết được thê tử của ta có thai cho nên mới tặng cái bí pháp an thai này lại cho ta. Cứu được đồ đệ hắn một mạng, cơ thụy nhi hơi nghi hoặc một chút, không sai, Hạ Hâm tiếp tục giải thích. Vị tuyệt thế kiếm thần này có một vị đệ tử thiên phú không tồi, lần trước cũng đi vào di tích côn bằng, hơn nữa ngẫu nhiên giáng lâm ở trong di tích, địa điểm đó lại cách chỗ ta không xa mà vị đệ tử đó của hắn lại vì một số thiên tài địa bảo mà đã xung đột với tôn nữ của một vị lão tổ vạn ma điện bị tôn nữ của lão tổ vạn ma điện đó khống chế một con băng long ưng bất hủ cảnh nhất trọng truy sát gặp được ta nên ta đã xuất thủ cứu đệ tử của hắn một mạng vì thế vị tuyệt thế kiếm thần đó cảm kích ta mới tặng bí pháp an thai cho ta hơn nữa hắn biết được bí pháp này khi luyện chế thần dịch thì cần rất nhiều thiên tài địa bảo sợ là chỉ dựa vào một tu sĩ bất hủ cảnh như ta không có giàu có gì nên hắn còn cố ý tặng toàn bộ thiên tài địa bảo trên người hắn cho ta những thiên tài địa bảo trên người ta đều có nguồn gốc như thế vị tuyệt thế kiếm thần đó rất trân trọng ân cứu mạng của ta với đệ tử hắn lại đặc biệt thưởng thức quyết đoán của ta khi ta quyết định dùng bí pháp an thai này bồi dưỡng con chúng ta hắn còn quyết định giúp ta thu thập thiên tài địa bảo cần để luyện chế thần dịch an thai này hắn chỉ có một yêu cầu chính là chờ sau này khi con chúng ta ra đời bài hắn làm thầy là được như vậy cũng không ủng công hắn thu thập thiên tài địa bảo cho con của chúng ta hạ hâm giải thích xong vẫn không quên thêm một câu không tin ngươi có thể đi tìm hắn hỏi rõ hạ hâm mặt không đỏ tim không đập giải thích như vậy mọi chuyện đều có thể hiểu được tại sao trên người hắn lại có nhiều thiên tài địa bảo như vậy với tại sao trên người vị tuyệt thế kiếm thần đó cũng sẽ có danh sách bí pháp dưỡng thai thậm chí sau này hắn vô duyên vô cớ lấy thiên tài địa bảo ra thì cũng có thể dùng lý do là vì vị tuyệt thế kiếm thần này muốn nhận đứa con còn chưa ra đời của hắn làm đồ đệ cho nên tìm giúp. Bởi vì nương tử cũng biết chỗ lợi hại của cái bí pháp dưỡng thai này, dùng cái bí pháp này bồi dưỡng con cái, sinh ra chắc chắn sẽ thiên phú dị bẩm. Vị tuyệt thế kiếm thần đó tâm động, muốn chủ động bồi dưỡng đệ tử mình cũng là chuyện rất bình thường. Toàn bộ mọi chuyện đều có thể giải thích được. Không cần biết là cơ thụy nhi tìm vạn ma điện điều tra hoặc là đi tìm tuyệt thế kiếm thần rằng co thì đều không tra ra được dấu vết để lại, bởi vì băng ma lão tổ của vạn ma điện và tôn nữ hắn đúng là vì chuyện thiên tài địa bảo mà từng truy sát đồ đệ của vị tuyệt thế kiếm thần đó cuối cùng bị phản sát sau này qua một thời gian ngắn hắn lấy thân phận tuyệt thế kiếm thần đi vạn ma điện đánh dấu khiêu chiến cũng có thể giải thích được dù sao bây giờ vạn ma điện đang kêu gào ở trong thần châu đại địa kêu hắn lấy chứng cứ chứng minh khi băng ma lão tổ bị giết trong di tích thì hắn không có mặt ở đó chắc chắn hắn phải đi vạn ma điện một lần giải thích cho bọn họ đúng là như vậy sao cơ thụy nhi nửa tin nửa ngờ hạ hâm giải thích rất viên mãn không tìm ra được lỗ thủng như vậy thì có thể giải thích được tại sao trên người hạ hâm lại có nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng giải thích được tại sao vị tuyệt thế kiếm thần đó sẽ có danh sách bí pháp giống y như của phu quân chuyện gần đây vị tuyệt thế kiếm thần đó có mâu thuẫn với vạn ma điện cũng có thể giải thích được trước đó nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phu quân không thể nào trong hai tháng mà từ một vị trưởng lão bất hủ cảnh của đạo tông nhảy lên trở thành một vị tuyệt thế kiếm thần có được thực lực luân hồi cảnh còn thống trị một phương thế lực đỉnh tiêm có quy mô như thiên môn được, như vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi, bây giờ phu quân giải thích như vậy, tất cả đều rõ ràng. Hóa ra là vì phu quân cứu được đệ tử của vị tuyệt thế kiếm thần đó nên mới lấy được những thứ này. Với thân phận thần bí và thực lực mạnh mẽ với bối cảnh mạnh mẽ của vị tuyệt thế kiếm thần đó, lấy ra bí pháp an thai mạnh mẽ và nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù hết thảy mọi chuyện đều rất hợp lý nhưng trong nội tâm nàng vẫn có một suy nghĩ là phu quân của nàng chính là vị tuyệt thế kiếm thần đó. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có thể nói là giác quan thứ sáu của nữ nhân hoặc có thể nói là trực giác của nữ nhân. Vậy thì tốt, phu quân có thể kết bạn với vị kiếm thần thần bí đó thì cũng là duyên phận. Cơ Thụy Nhi đáp, mặt ngoài nàng tin tưởng hạ hâm, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Qua mấy ngày, chờ vị tuyệt thế kiếm thần đó đi đông hoang chiến đấu với vị tuyệt thế kiếm tiên đó. Nàng cũng muốn xem thử xem phu quân có ở cạnh nàng không, Đồng thời cũng sẽ lén chạy tới kiếm đế thành ở Đông Hoang một chuyến, xem thử xem là vị tuyệt thế kiếm thần đó có phải là phu quân của nàng hay không, như vậy nàng mới yên tâm được, nếu như không làm như vậy thì nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện này. Ừm. Hạ Hâm gật gật đầu, nói, hắn chỉ là một bằng hữu của ta, không phải ta. Đêm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Hâm lại lấy ra một phần thiên tài địa bảo mượn được từ ban ngày, luyện chế ra một chén tiên thiên thần dịch cho Cơ Thụy Nhi, bồi dưỡng con mình. Hạ Hâm không biết là một chén tiên thiên thần dịch này lại suýt chút nữa là giúp cho Thê tử Cơ Thụy Nhi đột phá lần nữa. Đoán chừng lại dùng một hai chén nữa thì Cơ Thụy Nhi có thể đột phá tu vi lần nữa, muốn đến thần cảnh, đoán chừng nửa tháng là được rồi. Hạ Hâm liều mạng đánh dấu tăng cao tu vi, kết quả còn không có tăng lên nhanh như nương tử dùng tiên thiên thần dịch. Ngày kế tiếp, Hạ Hâm tiếp tục rời khỏi phủ Thân Vương, dẫn 6 người Hàn Lôi rời đi, đến tổng bộ Thiên môn ở linh vực. Hôm nay số lần đánh dấu đổi mới, vừa hay đi tổng bộ Thiên môn đánh dấu xem có thể đánh dấu ra được đại trận hộ tông hay không. Dẫn sáu người hàn lôi đi không bao lâu thì đã tới dãy núi linh khí nồng đậm ở linh vực, nơi đang xây dựng tổng bộ thiên môn. Dưới nền đất dãy núi là một cái linh mạch, đủ để thành lập tổng bộ tông môn, để linh khí trong tổng bộ tông môn gấp hơn 10 lần bên ngoài. Bây giờ tổng bộ thiên môn đã xây dựng được gần một nửa kiến trúc. Lúc đầu kế hoạch một tháng, bởi vì phúc bá quá không phải người, lệnh cho con đại yêu bị hắn cưỡng chế thu phục làm thần thú hộ tông thiên môn thúc đẩy một đống yêu thú đến đây làm lao động tay chân hỗ trợ xây dựng tông môn những cự thạch mấy chục vạn cân tu sĩ nhân loại không dễ vận chuyển đều là phúc bá lệnh cho con đại yêu tàng cung cảnh đó thúc đẩy những yêu thú phi hành trở tới đây còn có một đống đại yêu khác cũng bị ép đến đây làm lao động tay chân cuối cùng thiên môn chỉ cần nửa tháng là đã xây xong tất cả đều là công lao của phúc bá lúc này phúc bá đang chỉ huy mấy con đại yêu vận chuyển cột đá xây dựng đại điện tông môn cột đá đó chính là đá kim cương đường kính 5 mét cao trăm mét nặng đến hơn ngàn vạn cân Mười con yêu thú cự ma vượn mới có thể vác nổi. Hạ Hâm không có quấy giày hắn, mà trực tiếp lơ lửng trên không tổng bộ thiên môn. Mở giao diện hệ thống đánh dấu ra, hệ thống đánh dấu ở tổng bộ thiên môn, Hạ Hâm mặc niệm với hệ thống. Đinh, đánh dấu ở tổng bộ thiên môn thành công, chúc mừng túc chủ nhận được một trong thập đại thánh cấp đại trận viễn cổ cửu tiêu thần lôi tụ linh đại trận. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Hạ Hâm kích động, nhận được một môn trận pháp thật, hơn nữa còn là một trong thập đại thánh cấp đại trận viễn cổ cửu tiêu thần lôi tụ linh đại trận. Cửu Tiêu Thần Lôi tụ linh đại trận này cực kỳ mạnh mẽ, là trận pháp hộ tông, cũng là trận pháp tụ linh, còn mạnh hơn thần cấp trận pháp. Bố trí trận pháp ở trong thiên môn thì có thể tụ tập linh khí ở địa vực xung quanh đến tông môn, để khu vực bị đại trận bao trùm trong tông môn có linh khí tăng lên gấp trăm lần, càng đến gần khu vực đại trận thì nồng độ linh khí càng cao. Đồng thời nó làm đại trận hộ tông chẳng những có thể che chở toàn bộ tông môn mà còn có thể dẫn động cửu tiêu thần lôi rơi xuống, công kích kẻ địch đến xâm phạm. Uy lực cụ thể lớn bao nhiêu thì căn cứ linh thạch để trong trận cơ quyết định. Nếu khi bố trí trận pháp trận cơ, để đủ nhiều linh thạch vào trong đó thì thậm chí nó còn có thể chống cự cường giả thần cảnh trở lên công kích. Chỉ là mỗi khi gánh lấy một đòn công kích của cường giả thần cảnh trở lên thì đều sẽ tiêu hao không ít linh thạch. Khả năng bây giờ linh thạch tích lũy bên trong thiên môn không có chống cự được cường giả thần cảnh trở lên công kích mấy lần thì sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà như vậy cũng bình thường, muốn chống cự công kích mạnh hơn thì đương nhiên tiêu hao sẽ lớn. Có thể nói trận pháp này làm trận pháp hộ tông cho thiên môn kiêm luôn đại trận tụ linh thì đã dư xài tuyệt đối là đỉnh tiêm thế giới này cho dù là trận pháp hộ tông trong những thế lực siêu cấp như đạo tông và thiên ma giáo cũng không sánh được với nó bởi vì hạ hâm rõ ràng đại trận hộ tông của đạo tông mạnh nhất cũng chỉ có thể ngăn cản cường giả bán thần công kích mà thôi nhưng mà cũng không gánh được mấy lần thì sẽ bị công phá đánh dấu kết thúc hạ hâm gọi phúc bá tới chuẩn bị giao trận pháp này cho hắn đồng thời thương lượng với hắn mấy ngày nữa sẽ đi đông hoang một chuyến nên làm sao để dùng phương pháp đánh cược hố vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đó một lần. Chủ nhân, Phúc Bá đi tới trước mặt Hạ Hâm, hành lễ nói, "Ừm." Hạ Hâm gật gật đầu, nói, "Lần này tới đây là có mấy chuyện muốn dặn dò ngươi một chút." Nói xong, Hạ Hâm giao phương pháp bố trí cửu tiêu thần lôi tụ linh đại trận cho Phúc Bá, dặn hắn chuẩn bị, đồng thời nói chuyện mấy ngày nữa hắn sẽ đi ứng chiến vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đó, lệnh Phúc Bá nghĩ xem có cách nào để mượn một chút tài nguyên từ chỗ vị kiếm tiên đó về hay không. Phúc Bá nghe Hạ Hâm nói xong thì vận dụng cái đầu đầy trí tuệ của hắn suy tư một lát, sau đó nói với Hạ Hâm, "Chủ nhân, lão nô có một kế, có thể tối đa hóa lợi ích đạt được trong lần đi kiếm đế thành ở Đông Hoang này." "A, à, nói nghe thử một chút." Hạ Hâm hứng thú. Phúc Bá nói, "Trước khi chúng ta đi kiếm đế thành ở Đông Hoang thì có thể tuyên truyền rộng rãi, mời toàn bộ cao thủ trên thế giới này, cho dù là Đông Hoang, Bắc Mạc, Tây Vực, Nam Định hay là trong Thần Châu đại địa đến xem quyết đấu, sau đó chúng ta có thể lập bàn đánh cược." cược ai thua ai thắng để cho những người tu hành đến quan sát đó đặt cược với bản lãnh của chủ nhân thắng vị tuyệt thế kiếm tiên đó cũng đâu có khó đến lúc đó chủ nhân thắng chúng ta sẽ thu hoạch được tài nguyên của toàn bộ người tu hành trên thế giới này như vậy còn không phải là kiếm đầy bồn đầy bát sao bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tuyên truyền chọn ngày đối chiến là năm ngày sau nói sau năm ngày nữa chúng ta sẽ đến kiếm đế thành ở đông hoang so kiếm với vị tuyệt thế kiếm tiên đó mời toàn bộ người tu hành trên thế giới này đi tham gia lần thịnh hội này ý tưởng này không tệ hạ hâm gật gật đầu không hổ là phúc bá nghĩ ra một kế này cũng không tệ là do hắn cách cục nhỏ khi hắn mỗi ngày vẫn nghiên cứu nên hố vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang như thế nào phúc bá người ta đã nghĩ đến chuyện hạ thủ với người đến xem chiến đấu trong toàn bộ thế giới cho dù là ở đông hoang bắc mạc tây vực nam lĩnh phúc bá chơi chiêu này là muốn nhổ rau hẹ tận gốc nha bọn họ lập bàn đánh cược giống như là ngầm thao tác hắn dám khẳng định cuối cùng hắn có thể thắng đánh cược khi đã biết được kết quả cuối cùng này là muốn cắt toàn bộ giao hẹ trên thế giới này nha không hổ là phúc bá châu nghĩ ra kế hay như vậy vậy thì làm theo lời ngươi đi mấy ngày này ngươi sắp xếp cho người đi quảng cáo nhất định phải làm cho rầm rộ vào sau năm ngày ta muốn tụ tập toàn bộ cao thủ trên thế giới này đến kiếm đế thành ở đông hoang cắt một đợt rau hẹ hạ hâm nói chủ nhân yên tâm chuyện này lão nô sẽ làm thỏa đáng lão nô sẽ tung tin chủ nhân sợ chiến để người bên ngoài cho là vì chủ nhân sợ vị tuyệt thế kiếm tiên đó, sau đó tăng tỷ lệ đặt cược của chủ nhân lên cao một chút. Đến lúc đó chúng ta có thể kiếm nhiều tài nguyên thêm một chút nữa. Phúc bá nói, có thể, ngươi cứ làm đi. Hạ hâm gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai Phúc bá, nói, làm rất tốt, sau này thiên môn, trừ ta ra, ngươi là lớn nhất. Phúc bá nghe hắn nói câu này thì lập tức đứng thẳng người lên, nói, nguyên sông pha khói lửa vì chủ nhân, có chết cũng không nao lòng. Hạ hâm hài lòng gật đầu, nếu như có thêm mấy tên thủ hạ như phúc bá nữa thì tốt biết bao nhiêu cho hắn có thêm mấy phúc bá nữa khi đến thượng giới hắn cũng có can đảm cắt giao hẹ của những đại giáo thánh địa ở thượng giới nhưng mà như bây giờ cũng tốt mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi chỉ chờ 5 ngày sau hắn đến kiếm đế thành ở đông hoang một chuyến được cả danh và lợi đại sát tài nguyên tứ phương cắt giao hẹ của toàn bộ giới tu hành hạ hâm đem những thiên tài địa bảo mà phúc bá đã cướp đoạt phân loại trước đó về vương triều đại hạ trở lại cuộc sống như cũ năm ngày Chớp mắt là đến. Ngày đầu tiên khi hắn trở về vương triều Đại Hạ thì chuyện vị tuyệt thế kiếm thần đó xuất hiện ở thế lực Tà đạo Đỉnh Tiêm Huyết Thần Điện truyền khắp Thần Châu. Môn chủ Thiên Môn, tuyệt thế kiếm thần xuất hiện ở tổng bộ Huyết Thần Điện, đối chiến lão tổ của Tam đại thế lực Tà đạo Đỉnh Tiêm trong Thần Châu Đại Địa, biểu hiện ra tu vi luân hồi cảnh nhất trọng, một kiếm chảm diệt 14 vị lão tổ của Tam đại thế lực Tà đạo Đỉnh Tiêm, trong đó bao gồm Huyết Thần lão tổ nửa bước luân hồi cảnh, một lần nữa thay đổi nhận thức của thế nhân về hắn khiến cho mọi người hứng thu với chuyện mấy ngày sau hắn sẽ đấu với vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoàng bởi vì có tin tức nói là vị tuyệt thế kiếm thần đó đã đồng ý lời khiêu chiến của vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoàng chuẩn bị sau 4 ngày nữa sẽ đến kiếm đế thành ở đông hoàng quyết chiến trong lúc nhất thời vô số tu sĩ cho dù là ở thần châu hay là nam lĩnh bắc mạc tây vực đều nhao nhao chạy tới đông hoàng muốn chứng kiến một trận chiến khoáng thế này một vị là kiếm tiên ngàn năm trước đã vô địch khắp thiên hạ một vị là kiếm thần mới cuột khởi bây giờ Ai có thể mạnh hơn một bậc cùng một ngày? 12 người hách liên kiệt dọn sạch tài nguyên ở tổng bộ Tà Hồn Tông và Âm Thi Giáo, đem về đưa cho Hạ Hâm. Bây giờ, tất cả tài nguyên trên người Hạ Hâm cộng lại đã có thể đủ cho hắn luyện chế Tiên Thiên Thần Dịch cho nương tử dùng trong một tháng. Đêm đó, Hạ Hâm luyện chế Tiên Thiên Thần Dịch cho Cơ Thụy Nhi phục dụng, tu vi Cơ Thụy Nhi đột phá lần nữa, đến luân hồi cảnh bát trọng, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Hạ Hâm liên tục luyện chế Tiên Thiên Thần Dịch cho Cơ Thụy Nhi phục dụng trong 3 ngày, để tu vi nàng lại tăng lên đến luân hồi cảnh cửu trọng. Ngày mai chính là ngày thứ năm, ngày mà Hạ Hâm ước chiến vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoàng đó. Chính thức đến, trước đó, Hạ Hâm rời khỏi phủ thân vương vương triều đại hạ. Hắn không biết là hắn vừa mới ra ngoài không bao lâu thì cơ thụy nhi đã lặng lẽ đi theo hắn, cũng rời khỏi phủ thân vương. Tu vi nàng cao hơn Hạ Hâm, lại có bản lãnh ẩn giấu khí tức cực mạnh, lại thêm Hạ Hâm cũng không có chú ý sau lưng mình sẽ có người đi theo hay không, cho nên Hạ Hâm không có phát hiện nàng cơ thụy nhi một đường đi theo hạ hâm ra khỏi vương triều đại hạ nhìn thấy hạ hâm đổi hoàng bào thân vương trên người thành áo bào đen lại đeo mặt nạ lên trong mắt cơ thụy nhi lộ ra vẻ chấn kinh một lát sau khóe miệng nàng nở một nụ cười hừ đồ lừa đảo còn nói ngươi không phải vị tuyệt thế kiếm thần đó giấu giếm người ta lâu như vậy hại người ta cứ lo lắng cho ngươi mãi sợ ngươi tự ti đồ xấu xa trong lúc nhất thời các loại cảm xúc xuất hiện trong lòng nàng có cảm động có kinh hỉ Cơ Thụy Nhi cũng không có lập tức đi lên vạch trần Hạ Hâm, một ý nghĩ thú vị xuất hiện trong đầu nàng. Đồ xấu xa, ngươi muốn gạt người ta đúng không? Được, người ta sẽ giả vờ như không biết, mỗi ngày xem ngươi diễn kịch. Khóe miệng Cơ Thụy Nhi nở một nụ cười hóm hình, cứ đi theo Hạ Hâm như vậy, một đường rời khỏi vương triều đại hạ. Nếu phu quân là vị tuyệt thế kiếm thần đó, hẳn là bây giờ hắn sẽ đi quyết đấu với vị kiếm tiên đông hoàng đó. Phu quân quyết đấu, đương nhiên nàng sẽ không bỏ lỡ. Đương nhiên là phải nhanh chóng đến xem, một đường đi theo hạ hâm rời khỏi vương triều đại hạ tốc độ hạ hâm tăng lên rất nhanh nếu không phải bây giờ nàng đã đạt tới luân hồi cảnh cửu trọng thì sẽ theo không kịp bởi vì hạ hâm có được thần hành thuật tăng tốc độ lên gấp 10, khiến cho tốc độ của hắn là gấp 10 tu sĩ luân hồi cảnh nhất trọng bình thường đương nhiên cực nhanh hạ hâm rời khỏi vương triều đại hạ tiến về đông hoàng mà trong tổng bộ thiên môn ở linh vực lúc này chỉ có công tượng phụ trách xây dựng tông môn và con đại yêu tàng cung cảnh bị phúc bá thu phục vẫn còn ở đó ngũ đại thị thần dưới trướng hạ hâm gồm phúc bá cát tuyên hách liên kiệt u dương tĩnh hàn lôi dẫn tiểu lục tử tiểu lý tử tiểu linh với hơn 25 vị thần nô đến kiếm đế thành ở đông hoang trước một bước đến trước để phô trương thanh thế chờ hắn giáng lâm lúc này đông hoang kiếm đế thành kiếm đế thành là một tòa thành trì truyền thừa phi thường lâu đời có mấy vạn năm lịch sử là thánh địa của kiếm tu ở đông hoang bây giờ do luân hồi cảnh tuyệt thế kiếm tiên đông hoang tọa chấn tăng khí thế của kiếm đế thành lên tới đỉnh phong bây giờ kiếm đế thành đã kín người hết chỗ bởi vì mấy ngày qua rất nhiều tu sĩ các giới lần lượt chạy tới không chỉ tu sĩ đông hoang mà còn có ở thần châu bắc mạc tây vực nam lĩnh cũng là vì muốn tận mắt nhìn thấy hai cường giả đỉnh cao có thiên phú kiếm đạo cao nhất ngàn năm qua quyết đấu một vị là kiếm tiên là nhân vật đáng sợ ngàn năm trước đã vô địch khắp thiên hạ tàng cung cảnh cửu trọng thì đã có chiến tích đánh bại cường giả luân hồi cảnh một vị kiếm thần thần bí mới cuột khởi bây giờ là đồ biến thái liên tục xông qua 100 tầng của vạn pháp tháp ở trong di tích côn bằng một kiếm bổ vạn pháp tháp ra bây giờ hai người đều là cường giả luân hồi cảnh còn ai mạnh ai yếu không ai có thể nói rõ được nhưng mà trong khoảng thời gian này có lời đồn lan truyền nói là vị tuyệt thế kiếm thần đó sợ chiến không bằng vị tuyệt thế kiếm tiên này không biết có phải là thật hay không bởi vì lời đồn này một vị nguyên lão của thế lực đỉnh tiêm thiên môn sau lưng vị tuyệt thế kiếm thần đó giận dữ Lập bàn đặt cược, một mình thế lực đỉnh Tiêm Thiên Môn muốn đánh cược với tu sĩ toàn thế giới một trận, Thiên Môn Cực Môn chủ của bọn họ, Kiếm Thần thắng, không cho phản bác. Hơn nữa, trận đánh cược này, Thiên Môn vì lấy lại tôn nghiêm, Nguyên lão Thiên Môn là Phúc Bá nói, Thiên Môn muốn làm nhà cái, đối địch với toàn bộ tu sĩ giới tu hành. Tất cả tu sĩ đến quan chiến, đặt cược bao nhiêu không quan trọng, nhưng nhất định phải tham gia đánh cược mới có thể quan sát trận chiến đấu này. Cử động của Thiên Môn, trong nháy mắt chọc giận một đám tu sĩ đặc biệt là những tu sĩ ở Đông Hoang, lấy lực lượng một tông đánh cược với toàn bộ giới tu hành, thiên môn bọn họ cùng như thế sao? Đông Hoang bọn họ là người ủng hộ vị tuyệt thế kiếm tiên đó, lại bị thiên môn coi thường, dám lấy lực lượng một tông đánh cược với toàn bộ giới tu hành. Đây rõ ràng là xem thường, xem thường vị tuyệt thế kiếm tiên Đông Hoang bọn họ, cảm thấy lần này chắc chắn vị tuyệt thế kiếm tiên này sẽ thua tuyệt thế kiếm thần của bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ Đông Hoang đến kiếm đế thành quan sát chiến đấu đều cùng chung mối thù trực tiếp đặt cược nửa gia sản trên người đánh cược với thiên môn cược tuyệt thế kiếm tiên đông hoang bọn họ có thể thắng đặc biệt là tu sĩ kiếm đế thành bọn họ càng không chịu được khí thế phách lối của thiên môn trực tiếp lấy toàn bộ của cải ra đánh cược với thiên môn đối với tu sĩ kiếm đế thành bọn họ trong lòng bọn họ tuyệt thế kiếm tiên đông hoang là tồn tại vô địch là thần trong lòng bọn họ thần tượng của mình bị người ta coi thường sao bọn họ có thể nuốt trôi cơn giận này được hoàn toàn không thể nuốt trôi cơn giận này được nhất định phải tranh một hơi, đặt cược toàn bộ tài sản, cho dù trên người chỉ còn lại một cái quần đùi cũng phải cược vị tuyệt thế kiếm thần đó thua. Tuyệt thế kiếm tiên của Kiếm Đế Thành và những tu sĩ dưới trướng hắn lấy tất cả tài nguyên trên người và bảo khố của Kiếm Đế Thành ra đặt cược. Nếu Thiên Môn đã dám lấy lực lượng một tông đánh cược với toàn bộ giới tu hành, vậy Kiếm Đế Thành bọn họ cũng không thể để cho khí thế yếu hơn được, cũng lấy toàn bộ tài nguyên của Kiếm Đế Thành đặt cược. Cực vị tuyệt thế kiếm thần đó thua, bọn họ thắng, bị bên Đông Hoang ảnh hưởng những tu sĩ đến quan chiến còn lại cũng nhau nhau đặt cược cược kiếm đế thành ở đông hoang sẽ thắng bọn họ khó chịu khi thấy thế lực thiên môn sau lưng kiếm thần kiêu ngạo như vậy đều là đại kiếm tu luân hồi cảnh dựa vào cái gì tuyệt thế kiếm thần nhà ngươi tự tin là mình ăn chắc vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang này tuyệt thế kiếm tiên đông hoang nổi tiếng sớm trên toàn bộ thế giới cho dù là đông hoang hay là tây vực nam lĩnh hoặc là bắc mạc thậm chí ngay cả trong thần châu đại địa cũng có được một đống người hâm mộ hắn những người hâm mộ này chính là quân chủ lực đặt cược tuyệt thế kiếm tiên đông hoang thắng lợi thậm chí rất nhiều người còn đặt cược 80% tài sản của mình muốn cược thần tượng kiếm tiên nhà mình thắng trong mắt bọn họ thần tượng tuyệt thế kiếm tiên nhà mình là nhân vật mà ngàn năm trước cũng đã vô địch khắp thiên hạ ở tăng cung cảnh thập trọng thì đã có thể đánh bại luân hồi cảnh có được năng lực vượt cấp mà chiến kiếm tu vốn nổi tiếng với lực công kích vị kiếm tiên đông hoang này vô địch kiếm đạo sau đó đi vào kiếm đế thành ẩn cư dưỡng kiếm dưỡng kiếm ngàn năm Bây giờ đã đạt tới tu vi luân hồi cảnh, ngàn năm dưỡng kiếm, nếu xuất kiếm há là tuyệt thế kiếm thần mới xuất thế ngươi có thể so sánh được, cho nên bọn họ dám đặt 80% tài sản trên người. Cược thần tượng kiếm tiên nhà mình thắng, bây giờ, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn thấy được vị tuyệt thế kiếm thần đó của Thiên Môn thua. Thiên Môn lấy sức một mình đánh cược với toàn bộ tu sĩ giới tu hành, cuối cùng ngay cả quần lót trên người mình cũng thua sạch. Bốn phía kiếm đế thành, rất nhiều tu sĩ tụ tập rất nhiều cường giả đỉnh cao của thế lực siêu cấp cũng chạy tới bọn họ không có đặt cược bao nhiêu chỉ vì chứng kiến đại kiếm tu luân hồi cảnh chiến một trận ngay cả vị mỹ nữ thánh chủ của đệ nhất thế lực siêu cấp đông hoang là man hoang thánh tông người được xưng là đệ nhất mỹ nhân đông hoang thiên phú và mỹ mạo đều có không đến trăm năm thì đã tăng tu vi lên tới luân hồi cảnh khương tuyền hy cũng tới nàng tới đây không vì sao cả chỉ vì nhìn thấy vị tuyệt thế kiếm thần đó chiến một trận lần trước ở bên trong di tích côn bằng sau khi gặp được vị tuyệt thế kiếm thần đó, trong lòng của nàng vẫn in đậm hình bóng của hắn, vô cùng hứng thú với hắn, bởi vì trong số những người nàng gặp được từ nhỏ đến giờ, vị tuyệt thế kiếm thần đó là người duy nhất có thiên phú và thực lực đều mạnh hơn nàng. Ở trong Vạn Pháp Tháp, nàng toàn lực bắn vọt cũng chỉ xông qua được tầng thứ 91, không thể nào tiếp tục đột phá nữa, mà vị tuyệt thế kiếm thần đó lại một hơi xông qua tầng thứ 100 một cách dễ dàng, cuối cùng còn một kiếm bổ Vạn Pháp Tháp ra. Nàng xem tại hiện trường, cảm giác bị nghiền ép cả về trên thiên phú lẫn trên thực lực đó, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng có được, rất kỳ diệu. Nàng kiêu ngạo, chỉ thần phục nam nhân có thể chinh phục nàng. Vị tuyệt thế kiếm thần đó, bàn về thiên phú, bàn về thực lực, bàn về bối cảnh, đều không kém nàng, hình như còn rất xứng. Trong khoảng thời gian này, từ khi nàng đi ra khỏi di tích, thỉnh thoảng ở trong lòng nàng sẽ hiện ra bóng dáng vị tuyệt thế kiếm thần đó. Nàng mơ mộng mong có thể gặp lại hắn một lần nữa bây giờ nghe nói hắn muốn quyết chiến với kiếm tiên đông hoang ở kiếm đế thành nàng hưng phấn vài ngày lập tức chạy đến có chút chờ mong không biết có thể kết bạn với vị tuyệt thế kiếm thần đó làm quen một chút hay không xem thử xem hai người có duyên phận hay không lúc này phía trên kiếm đế thành 12 vị đại kiếm tu tàng cung cảnh dậm chân đi từ trong hư không ra đứng ở tám cái phương vị khi thế nở rộ hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của kiếm đế thành kiếm đế thành không chỉ có tuyệt thế kiếm tiên đã đạt tới luân hồi cảnh tọa chấn còn có 12 vị đại kiếm tu tàng cung cảnh này, thực lực nội tình như vậy, đã hoàn toàn có thể sánh ngang với một vài thế lực siêu cấp hạng chót. Bây giờ 12 người cùng nhau xuất hiện chính là muốn nói cho những người đến đây quan chiến hôm nay, nội tình kiếm đế thành Đông Hoang bọn họ cũng không phải là thiên môn vừa mới thành lập đó có thể sánh được. Dù sao có lời đồn là thiên môn vừa mới thành lập, chỉ có được mấy vị tàng cung cảnh với hơn 10 vị cao thủ vô thủy cảnh thôi. Mặc dù có một vị tuyệt thế kiếm thần tọa chấn như nhân số tầng lớp cấp cao tàng cung cảnh vẫn không nhiều hơn kiếm đế thành. Đây là vấn đề nội tình. Nội tình của kiếm đế thành bọn họ cũng không phải là thiên môn có thể sánh được. Nhìn thấy 12 vị tàng cung cảnh kiếm tu của kiếm đế thành dậm chân đi từ trong thành ra, tọa chấn 12 phương vị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ Đông Hoang đều kích động. Ở địa bàn của bọn họ, phải có khí thế như thế này hiển lộ rõ ràng nội tình của Đông Hoang, đặc biệt là tu sĩ của kiếm đế thành nhìn thấy 12 tàng cung cảnh kiếm tu bên mình đã xuất hiện. Thế lực thiên môn gì đó trong thần châu đại địa còn không có một chút động tĩnh nào, bọn họ lập tức sôi trào lên. Nên có khi thế như thế, ép cho toàn bộ thiên môn không thở nổi. Có một vị tuyệt thế kiếm thần tọa chấn thì đã sao? Cao thủ tàng cung cảnh không nhiều như kiếm đế thành bọn họ, như vậy cũng không là cái gì cả. Đây là, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của những tu sĩ đông hoang và những kiếm tu của kiếm đế thành đó. Sắc mặt tu sĩ bên phía thần châu đại địa cũng có chút khó coi, bọn họ không thích nhìn dáng vẻ đắc ý của những tu sĩ đông hoàng đó giống như là nội tình của thế lực trong thần châu đại địa bọn họ không sánh được với bọn họ vậy đặc biệt là tu sĩ của thiên ma giáo bọn họ là những người khó chịu khi nhìn thấy sắc mặt của những tu sĩ của đông hoàng lẫn những tu sĩ của kiếm đế thành đó nhất thiên ma giáo bởi vì tám ma hỗn nguyên ma quân được vị tuyệt thế kiếm thần đó cứu ở kim cương tự cực kỳ có hảo cảm với vị tuyệt thế kiếm thần đó những ma đầu của ma giáo chính là người kiểu ngươi không ưa bọn họ thì bọn họ cũng không ưa ngươi nếu như ngươi có ơn với bọn họ thì bọn họ sẽ báo ơn ngươi. Tâm ngoan thủ lạt, có ân tất báo, có oán tất trả. Tám ma hỗn nguyên ma quân và một vài ma đầu thiên ma giáo đứng bên cạnh nhìn, nhìn thấy đám người đang dương dương đắc ý của Đông Hoàng. Chỉ hận không thể xông lên quất cho bọn họ mấy cái bộp tay. Nhưng mà bọn họ cũng không có làm như thế. Bây giờ nhân vật chính bên phía thần châu đại địa bọn họ, vị tuyệt thế kiếm thần đó còn chưa có ra sân. Bọn họ không vội, để cho đám người này đắc ý thêm một hồi nữa đi chờ tuyệt thế kiếm thần bên bọn họ đến kết quả sẽ nhanh chóng hiện ra thôi trong thần châu đại địa tuyệt thế kiếm thần có lai lịch bí ẩn tính cả những cao thủ trong thiên môn cũng thế ai cũng không biết được bối cảnh của vị tuyệt thế kiếm thần này và những cao thủ trong thiên môn đó như thế nào nội tình như thế nào nhưng mà bọn họ tin tưởng có thể đạt đến luân hồi cảnh đồng thời chiến lược ngập trời nội tình của thiên môn dưới trướng tuyệt thế kiếm thần chắc chắn sẽ không yếu bao nhiêu bây giờ không vội để cho đám người ở đông hoang này đắc ý một lát đi mà đúng lúc này khi đông hoang và những kiếm tu trong kiếm đế thành đó đắc ý năm vị thị thần nguyên lão thiên môn phúc bá dẫn 25 vị thần nô hộ pháp dẫm chân đi từ hư không xa xa tới toàn bộ 30 người bọn họ đều khoác áo bào đen đeo mặt nạ không có triển khai toàn bộ tu vi khí thế nhìn khí tức mơ hồ trên người bọn họ 30 người bọn họ ít nhất đều là tu sĩ tàng cung cảnh 30 vị tàng cung cảnh trong lúc nhất thời biến cố xuất hiện trên không trung lập tức khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ những người này là ai là tầng lớp cấp cao của thiên môn sao sao có thể như vậy được? Sao thiên môn lại có được nhiều cao thủ tàng cung cảnh trở lên như vậy được? Nội tình như thế này, cho dù là so với đệ nhất thế lực ma đạo thiên ma giáo và đệ nhất thế lực chính đạo đạo tông trong thần châu đại địa cũng không kém bao nhiêu. Đã có thể có thể so với đệ nhất thế lực siêu cấp ở Đông Hoang, Man Hoang Thành Tông, phải biết. Trong thần châu đại địa, thế lực chính đạo xếp hạng thứ hai Phật Tông và thế lực ma đạo xếp hạng thứ hai Vạn Ma Điện, cường giả tàng cung cảnh trong đó cũng chỉ hơn 20 vị mà thôi. Chỉ có thế lực xếp hạng thứ nhất như Đạo Tông và Thiên Ma Giáo mới có được hơn 30 vị cường giả tàng cung cảnh. Sao thiên môn này cũng có được 30 vị cường giả tàng cung cảnh như vậy được? Chẳng lẽ nội tình của thiên môn có thể có thể so với thiên ma giáo hoặc là đạo tông hay sao? Tất cả mọi người nhìn 30 người phúc ba đang chậm rãi dậm chân bước trên hư không, từ từ đi đến kiếm đế thành. Chờ bọn họ tự báo thân phận, xem rốt cuộc bọn họ có phải là cao thủ thiên môn hay không. Mặc dù trước đó thiên môn có thả ra phong thanh, muốn dùng lực lượng một tông đánh cược với toàn bộ giới tu hành nhưng những chuyện này đều di một vị nguyên lão của thiên môn là phúc bá ra mặt làm cho nên bọn họ cũng không biết thiên môn ngoại trừ một vị cường giả là phúc bá ra thì còn có những cường giả khác không rất nhiều người đang có mặt ở đây cũng không biết những cao thủ của thiên môn mặc đồ này nhưng mà người của thế lực tà đạo từ trong thần châu đại địa đến đây trước đó bị mấy người phúc bá cướp bóc nhưng không có diệt bọn họ nhìn thấy cách ăn mặc của đám người phúc bá thì đều hận đến nghiến răng chính là bọn họ chính là bầy thổ phỉ cường đạo này bọn họ chính là người của thiên môn lúc này 30 người phúc bá đi đến khoảng không cách kiếm đế thành không bao xa sau đó đồng loạt quay người lại hướng về thần châu đại địa hơi khom người cung kính mở miệng nói cung nguyên môn chủ giáng lâm 30 người khí thế như hồng vang vọng đất trời khiến cho tất cả tu sĩ trong khu vực kiếm đế thành đều bị chấn động đám người phúc bá nói như vậy chứng tỏ bọn họ chính là tầng lớp cấp cao của thiên môn tới trước một bước tới đón tiếp môn chủ thiên môn bọn họ tuyệt thế kiếm thần giáng lâm thiên môn thật sự có nội tình như thế 30 vị cao thủ tàng cung cảnh trở lên mạnh hơn 12 vị đại kiếm tu tàng cung cảnh của kiếm đế thành nhiều lập tức những tu sĩ đông hoang và kiếm tu của kiếm đế thành còn đang đắc ý thì đều im bặt nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn không phục nội tình mạnh một chút thì thế nào môn chủ không được cũng là uổng phí môn chủ thiên môn chắc chắn không phải là đối thủ của kiếm tiên bọn họ chờ một lát nữa thua lấy toàn bộ thiên môn ra bù những tu sĩ của đông hoang không phục còn tu sĩ trong thần châu đại địa đến đây quan chiến thì hưng phấn quá nhiệt huyết mới nãy bọn họ đều cho rằng nội tình của thiên môn dưới trướng tuyệt thế kiếm thần sẽ bị kiếm đế thành ở đông hoang chèn ép bây giờ thì hay rồi 30 vị tầng lớp cấp cao tàng cung cảnh của thiên môn xuất thế nội tình chấn áp 12 vị kiếm tu kiếm đế thành đảo ngược quá nhanh thoải mái bọn họ thích nhìn dáng vẻ nghẹn họng của những tu sĩ đông hoang đó ha 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 vẫn là thần tượng của chúng ta lợi hại hố nguyên ma quân mở miệng nói ta biết thế lực dưới trướng thần tượng chắc chắn không đơn giản sắp sánh ngang thiên ma giáo chúng ta rồi đúng vậy hơn nữa thực lực thần tượng chúng ta còn mạnh hơn tu sĩ luân hồi cảnh thế lực nội tình dưới trướng lại thâm hậu như vậy đúng là tuyệt phối với chủ thượng chúng ta thật đáng tiếc tử xuyên quỷ vương nói ai nói không phải đâu đáng tiếc bây giờ nói cái gì cũng đã muộn con của thần tượng chúng ta sắp chào đời luôn rồi thiên ảnh sát thủ nói tám ma nhao nhao cảm thán ba chỗ còn lại quanh kiếm đế thành là bắc mạc nam lĩnh tây vực mặc dù chấn kinh với nội tình của thiên môn nhưng không có phản ứng kịch liệt như tu sĩ trong thần châu đại địa và đông hoàng dù sao không phải người trong khu vực bọn họ tham dự quyết đấu tâm tính bọn họ vẫn tương đối bình ổn tu sĩ ở ba khu vực này nhìn chằm chằm vào chỗ mà 30 vị cao thủ tàng cung cảnh của thiên môn kho người bái muốn xem thử xem vị tuyệt thế kiếm thần đó có dáng lâm hay không khi mọi người ở đây hiếu kỳ hạ hâm mặt áo bào đen đeo mặt nạ xuất hiện ở không trung nơi xa thi triển thần hành thuật lúc hành tẩu hắn giống như là xúc địa thành thốn lắc mình mấy cái thì đã đi tới trước mặt bọn người phúc bá tham kiến môn chủ hạ hâm đến 30 người phúc bá quỳ xuống trên hư không bái kiến hạ hâm khi có người ngoài bọn họ không gọi hạ hâm là chủ nhân mà là gọi hạ hâm là môn chủ ừm đứng lên đi hạ hâm gật gật đầu ra hiệu cho mấy người phúc bá đứng dậy mấy người phúc bá tuân lệnh đứng dậy đi ra sau lưng hạ hâm ngóng nhìn kiếm đế thành phía trước hạ hâm đến khiến cho hiện trường sôi trào lên lần nữa một trong hai nhân vật chính của hôm nay môn chủ thiên môn kiếm thần thần châu đã đến so với vô số người bốn phía trấn kinh hạ hâm lại không chút hoang mang mở giao diện hệ thống đánh dấu ra đã đến kiếm đế thành vậy thì đánh dấu trước chuyện khác nói sau hệ thống đánh dấu ở kiếm đế thành hạ hâm âm thầm nói với hệ thống đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu ở kiếm đế thành thành công hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đinh chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng ba trăm năm tu vi tinh thuần đinh Chúc mừng Túc chủ nhận được một viên đan dược thị thần đan. Đinh, chúc mừng Túc chủ nhận được năm viên đan dược thần nô đan. Đinh, chúc mừng Túc chủ nhận được thánh nhân kiếm pháp Thánh đạo Tam kiếm. Trong nháy mắt khi tiếng nhắc nhở kết thúc, phần thưởng 300 năm tu vi quán thâu vào trong cơ thể hạ hâm, để cho cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên. Luân hồi cảnh nhị trọng, luân hồi cảnh tam trọng. Luân hồi cảnh, lấy ngũ hành chi lực vận chuyển tự thân, tu luyện tự thân, diễn hóa luân hồi, từ nhục thân đến tinh thần, sau đó lại câu thông thiên địa quy tắc ở bên ngoài sinh ra linh tính, tái tạo chân ngã, 300 năm tu vi tinh thuần giúp cho hắn tăng lên hai trọng cảnh giới, khóe miệng hạ hâm nở một nụ cười, nhanh như vậy thì đã tăng lên hai trọng tu vi, quá dễ dàng, không cho hắn có cơ hội cố gắng, ha ha ha, hết cách rồi, nếu là nhiệm vụ hệ thống tặng, hắn không thể cự tuyệt, cũng đành nhận lấy. Bây giờ tu vi hắn đến luân hồi cảnh tam trọng, sáu người phúc bá có thể đạt tới luân hồi cảnh nhị trọng, bây giờ, thiên môn có thêm hắn, coi như đã có được 7 vị cường giả luân hồi cảnh lại thêm hắn vừa mới đánh dấu lấy được một viên thị thần đan, như vậy thì sẽ có thêm một vị nữa, chính là tám vị cường giả luân hồi cảnh. Chủ yếu nhất là tu vi của bảy vị thị thần phúc bá này sẽ tăng lên theo hắn, như vậy thì quá mạnh, đợi sau này hắn đến thánh nhân cảnh, mấy người phúc bá cũng sẽ tăng lên theo, bên người dẫn theo một đống thánh nhân, vọt tới thượng giới, ai còn dám đối đầu với hắn nữa. Về phần phần thưởng còn lại, thánh nhân kiếm pháp thánh đạo tam kiếm là kiếm chiêu mạnh nhất mà hắn đánh dấu lấy được từ trước tới giờ, chính là kiếm pháp mà thánh nhân tu luyện còn mạnh hơn nhất kiếm cửu tiêu vạn kiếm quy tông nhất căn thảo kiếm pháp lấy thực lực trước mắt của hắn muốn thi triển thánh đạo đệ nhất kiếm cũng rất miễn cưỡng cần chờ thực lực lại tăng lên một chút nữa ít nhất phải đến thần cảnh thì mới có thể miễn cưỡng thi triển ra kiếm thứ nhất nhưng mà hạ hâm cũng không gấp gáp bây giờ không thi triển ra được chậm rãi cảm ngộ tu hành trước có thêm một cái sát chiêu đỉnh cấp có thể so với thần cấp dưỡng kiếm thuật là chuyện tốt phần thưởng lấy được khi đánh dấu khiến cho hạ hâm rất hài lòng lần tới kiếm đế thành ở đông hoang này rất đáng giá lúc này một vị tuyệt sắc nữ tử mặc bạch y đeo khăn che mặt màu trắng từ khâu trung nơi xa dậm chân lên hư không chậm rãi đi tới chỗ hạ hâm chính là đệ nhất thế lực siêu cấp đông hoang thánh chủ ma hoang thành tông khương tuyền hy nàng đã chờ vị tuyệt thế kiếm thần này đến lâu rồi bây giờ thấy hạ hâm dáng lâm nàng vội chạy tới chào hỏi khương tuyền hy đi tới chỗ cách hạ hâm không xa chậm rãi tháo khăn che mặt trên mặt xuống khẽ cười một tiếng với hạ hâm lộ ra dung nhan tuyệt mỹ tiểu nữ tử tham kiến kiếm thần khương tuyền hy nói lớn lần trước may mắn gặp được phong thái của kiếm thần trong di tích côn bằng tiểu nữ tử cực kỳ ngưỡng mộ hôm đó kiếm thần vội vàng rời đi chưa thể kết bạn với kiếm thần hôm nay chuyên tới để kết bạn với kiếm thần khương tuyền hy không có vì nàng là thánh chủ man hoang thánh tông mà tự cho mình là thanh cao cũng không có che giấu sự hâm mộ mình dành cho vị tuyệt thế kiếm thần này nàng thoải mái nói ra đồng thời tỏ vẻ muốn kết bạn với hạ hâm có cảm giác như muốn làm bạn trước sau đó biến thành muội muội cuối cùng trở thành tiểu bảo bối mà tu sĩ ở bốn phía thì đều bị khiếp sợ, cho dù là tu sĩ Đông Hoang hay là bốn địa phương còn lại gồm Thần Châu, Tây Vực, Bắc Mạc, Nam Lĩnh. Từng người đều bị chấn kinh đến không ngậm miệng được, so với khi mới biết được trong thiên môn có được 30 vị cao thủ tàng cung cảnh thì còn kích động hơn. Tại sao chứ? Bởi vì thân phận của Khương Tuyền Hy quá đặc biệt. Khương Tuyền Hy, đệ nhất thế lực siêu cấp Đông Hoang, thánh chủ Man Hoang Thánh Tông, đệ nhất mỹ nhân Đông Hoang. Đệ nhất nhân vật cấm kỵ yêu nghiệt ở Đông Hoang trong vạn năm qua, tu hành trăm năm thì đạt tới luân hồi cảnh là nữ thần trong lòng vô số tu sĩ Đông Hoang, vậy mà lại công khai gỡ khăn che mặt xuống, để lộ dung nhan tuyệt thế ra, bày tỏ sự hâm mộ với kiếm thần Thần Châu, mở miệng muốn kết bạn. Đây là khái niệm gì? Đối với người có thân phận như hai người thì làm như vậy tương đương với nàng tỏ tình với vị kiếm thần đó. Ý của nàng chính là ngươi rất tốt, thiên phú thực lực đều chinh phục ta, ta có ý với ngươi, muốn kết bạn với ngươi, tìm hiểu thử. Vị kiếm thần Thần Châu này, phải nói là nghịch thiên, vậy mà được đệ nhất mỹ nhân Đông Hoang hâm mộ. Nếu cưới được nàng thì chẳng phải là tương đương với toàn bộ Man Hoang Thánh Tông đều thành thành của hồi môn sao? Như vậy cũng quá ngon chứ? Sau đó, Hạ Hâm có lợi hay không tạm thời không nói. Phía sau Hạ Hâm, ở khu vực cách kiếm đế thành một khoảng cách, Cơ Thụy Nhi lén lút đi theo Hạ Hâm tới Đông Hoang, quan sát hắn quyết chiến đã nắm chặt nắm đấm lại, hàm răng nghiến chặt, giỏi lắm, hôm nay không đi theo phu quân thì còn không biết, đi theo một cái là giật mình. Vậy mà có người muốn quyến rũ phu quân nhà nàng, sao? tỏ tình quang minh chính đại như vậy sao? Ngay trước mặt tránh cung nàng, là cho rằng nhà mẹ đầy nàng. Những ma đầu trong thiên ma giáo đó không dám đụng đao hay sao? Man hoang thành tông ngươi phách lối như thế, cơ thụy nhi ơi là cơ thụy nhi. Ngươi phải nhẫn nhịn, phải khắc chế, không nên vọng động, không thể trực tiếp vọt lên xé nàng. Bây giờ ngươi lén lút đi theo phu quân, không thể bại lộ, để cho nàng đắc ý trước. Nếu như nàng vẫn minh ngoan bất linh dây dưa phu quân thì xé nàng cũng không muộn. Ngươi là người rộng lượng, cách cục lớn, Đừng có chấp nhặt với loại người này." Cơ Thụy Nhi không ngừng thuyết phục mình để cho mình không nên vọng động, đi lên xe thánh chủ Man Hoang Thánh Tông đó. Hơn nữa, bây giờ phu quân vẫn chưa trả lời nàng, người khác đào chân tường là một chuyện, phu quân đáp lại như thế nào lại là một chuyện khác. Nếu như phu quân không để ý nàng, nàng còn dây dưa thì rất tốt, nàng đang gây hấn với chính thất như mình. Nếu như phu quân phản ứng lại nàng, đó chính là một chuyện khác. Nếu như phu quân dám làm như thế, nàng sẽ vặn đầu hắn xuống lão nương tân tân khổ khổ ở nhà mang thai sinh con cho ngươi ngươi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ không muốn sống đúng không trên không trùng kiếm đế thành hạ hâm nhìn khương tuyền hy đột nhiên đi lên chào hỏi lắc đầu nói ta có nương tử hơn nữa nương tử của ta đã có thai làm bạn thì không cần vậy thì thôi vậy khương tuyền hy xấu hổ nàng vạn lần không ngờ được mình chủ động đi lên chào hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy đồng thời nàng cũng âm thầm nghi ngờ sức hấp dẫn của mình vị tuyệt thế kiếm thần này yêu vợ hắn như thế sao Đại mỹ nữ như nàng mà cũng chẳng thèm ngó tới, quả quyết cự tuyệt, hoặc là mình quá kém, trong mắt vị tuyệt thế kiếm thần này thì kém vợ hắn. Người ở bốn phía nghe hạ hâm trả lời như vậy, cũng có chút khó tin. Kiếm thần đã có nương tử sao, ngay cả con cũng có. Nếu nhân đó ra tay nhanh như vậy, đúng là thế sự vô thường, không tính trước được chuyện gì. Hơn nữa bọn họ kinh ngạc là vị tuyệt thế kiếm thần này lại yêu nương tử của hắn như thế, vì vợ hắn, ngay cả đệ nhất mỹ nhân đông hoang ưu tú như vậy cũng cự tuyệt. Giới tu hành cường giả có được tam thế tứ thiếp rất bình thường vị kiếm thần này phẩm cách rất khó được đại khái là tình yêu trong mắt phàm nhân đi nam nhân quý ở một vợ trong mắt bọn họ hạ hâm vì nương tử hắn mà cự tuyệt kết bạn với đệ nhất mỹ nhân đông hoàng cũng không phải là vì vợ hắn tốt bao nhiêu chỉ là vì hai người bọn họ quen biết trước thành thân trước thôi dù sao trong mắt người ở hiện trường thì nữ tử nào có thể hơn được vị đệ nhất mỹ nhân đông hoàng này hoàn toàn không có nương tử vị kiếm thần này gặp may gặp được người si tình có trách nhiệm như kiếm thần nếu không gặp người bạc tình bị đệ nhất mỹ nhân đông hoang đào chân tường như vậy chỉ sợ đã luân hãm bỏ rơi vợ con đến với nàng nàng có thể trở thành thê tử kiếm thần chỉ là vận may tốt thôi mà hạ hâm thì không dây dưa quá nhiều với khương tuyền hy hắn thấy đây là một khúc nhạc đệm thôi ở trong mắt hắn nương tử chính là người tốt nhất không ai có thể thay thế mà khương tuyền hy bị cự tuyệt cũng không có lập tức rời đi ngược lại lại càng cảm thấy hứng thú với vị tuyệt thế kiếm thần này hơn Tu sĩ có thực lực mạnh, thiên phú cao, bối cảnh lớn cũng có như những người đó có hơn phân nửa là người bạc tình bạc nghĩa, xem nữ nhân như đồ chơi, mà vị tuyệt thế kiếm thần này đối mặt sự cám dỗ của nàng mà vẫn bất vi sở động, còn nói mình đã có thê tử, cự tuyệt. Nam nhân si tình biết tìm ở đâu, mà nàng không chịu rời đi còn có một nguyên nhân, chính là nàng nghĩ mãi mà vẫn không rõ, mình ưu tú như vậy, muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn thiên phú có thiên phú, muốn bối cảnh có bối cảnh tại sao trong mắt vị tuyệt thế kiếm thần này mình lại không bằng nương tử hắn nàng muốn hỏi rõ ràng đồng thời muốn nhìn thử xem nương tử vị kiếm thần này là nhân vật như thế nào vậy mà có thể mê hắn đến thần hồn điên đảo như thế không biết thê tử kiếm thần là nhân vật phương nào vậy mà có thể được kiếm thần yêu ái khiến cho tiểu nữ tử rất hâm mộ khương tuyền hy tiếp tục nói những lời này của nàng nói có chút đê tiện thật ra thì là đang dùng ngôn ngữ thăm dò muốn hỏi xem vợ hắn là nhân vật nào khiến cho trong lòng hạ hâm không thích nương tử của ta là nhân vật phương nào thì liên quan gì tới ngươi thế nào ta không hứng thú với ngươi ngươi lập tức muốn tìm hiểu nương tử ta ngươi tự tin như vậy sao không thể trả lời hạ hâm lạnh nhạt nói nghe giọng điệu lạnh nhạt của hạ hâm khương tuyền hy cười khẽ một tiếng từ phản ứng của hạ hâm nàng cũng nhận ra vấn đề chắc chắn nương tử của vị tuyệt thế kiếm thần này không bằng mình nếu như mạnh hơn mình điều kiện tốt hơn mình chắc chắn vị kiếm thần này sẽ nói ngay chắc chắn là vợ hắn không bằng mình hắn mới thạnh quá thành giận khương tuyền hy nói tiếp kiếm thần không cần tức giận tiểu nữ tử chỉ hỏi một chút mà thôi mới nãy tiểu nữ tử còn tưởng rằng có thể được kiếm thần yêu ái thì cũng là người giống tiểu nữ tử là người thống trị một phương thế lực siêu cấp siêu cấp cao thủ luân hồi cảnh không ngờ là tiểu nữ tử nghĩ sai vị cô nương này đúng là may mắn có thể được kiếm thần yêu ái tiểu nữ tử nói hơi nhiều kiếm thần đừng trách chúc kiếm thần có thể thắng lần quyết đấu này khương tuyền hy nói nói xong dẫn theo người man hoang thánh tông rời đi Mục đích nàng tới nơi này chính là muốn gặp vị tuyệt thế kiếm thần này một lần, bày tỏ sự hâm mộ của mình dành cho hắn. Ai ngờ lại bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, mặc dù nàng cảm thấy hứng thú với hắn, thưởng thức sự si tình của hắn nhưng nàng cũng không phải là loại người biết người khác có thê tử mà còn muốn miễn cưỡng quấn lấy. Nàng ở lại, hỏi thăm tình huống của thê tử vị kiếm thần này, chỉ là muốn xem xem người khiến cho vị kiếm thần này mê đến thần hồn điên đảo, không thèm ngó tới mình này. Rốt cuộc cùng là nhân vật phương nào, là sức hấp dẫn của mình quá kém hay là vợ vị kiếm thần này quá kinh diễm bây giờ nàng đã lấy được câu trả lời không phải nàng không được chỉ là vị kiếm thần này là người si tình mà thôi thê tử hắn hẳn là thường thường không có gì lạ không bằng mình biết thê tử vị kiếm thần đó không bằng mình trong lòng nàng thoải mái hơn tâm tình khó chịu khi bị tuyệt thế kiếm thần cự tuyệt ngay trước mặt nhiều tu sĩ như vậy cũng bị quét sạch sành xanh không phải nàng không được chỉ là vị tuyệt thế kiếm thần này không có ánh mắt không có phúc phận có được nàng mà thôi bây giờ nàng quay người rời đi cũng không tính là mất mặt với danh đệ nhất mỹ nhân đông hoang thánh chủ man hoang thánh tông của nàng nhìn thấy khương tuyền hy tiêu sái rời đi tu sĩ bốn phía nhao nhao cảm thán vị tuyệt thế kiếm thần này thực lực thiên phú quả là không tệ chỉ đáng tiếc là ánh mắt không được tình nguyện trung thủy với vị thê tử bình bình thường thường đó chứ cũng không chịu đáp lại khương tuyền hy nếu là bọn họ khi khương tuyền hy đến đây bắt chuyện thì chắc chắn sẽ phủ nhận chuyện mình có thê tử sau đó đi liếm khương tuyền hy mà hạ hâm thì không có nói thêm cái gì nữ nhân này đi lên bắt chuyện với hắn không thành sau đó âm thầm nói nương tử hắn không tốt sau đó bỏ đi vợ hắn không phải là cường giả luân hồi cảnh cũng không phải người thống trị thế lực siêu cấp gì đó nhưng ở trong mắt hạ hâm hắn một trăm người cũng kém một vợ hắn thứ đồ gì đắc ý thành như vậy đương nhiên hạ hâm cũng không vì mấy câu nói như vậy mà đánh nhau với nàng một trận đối mặt loại nữ nhân như thế này không cần thiết khiến cho người ta cảm thấy hắn nhỏ nhen nhưng mà hạ hâm không thèm để ý cơ thụy nhi đã triệt để nổ bà nội ngươi lão nương không bằng ngươi lão nương không phải tu sĩ luân hồi cảnh không phải người thống trị thế lực siêu cấp ai cho ngươi can đảm để nói ra những lời này còn âm dương quái khí nói phu quân lão nương ánh mắt không tốt đúng không cảm thấy phu quân cưới lão nương là lỗ không có ngon như ngươi đúng không ngươi ngon ngươi có gan một hồi lão nương dẫn cao thủ thiên ma giáo đánh tới man hoang thánh tông ngươi lúc đó ngươi đừng khóc mới giỏi cơ thụy nhi càng nghĩ càng giận trực tiếp quay người trở về thần châu đại địa ở chỗ này nàng một phút cũng không muốn ở lại, phu quân giao đấu cũng không thèm xem. Hôm nay, nàng nhất định phải xé tiểu tiện nhân này. Hơn nữa nàng không đi một mình, nàng muốn dẫn theo toàn bộ cao thủ thiên ma giáo đến đó. Một mình nàng đến, mặc dù cũng có thể đánh được man hoang thánh tông nhưng thanh thế lại hơi nhỏ. Hơn nữa một mình nàng thì có vẻ hơi giống một người đàn bà tranh chua bị chọc tức. Sau đó một mình đi đánh kẻ thứ ba, nàng không đi một mình, nàng muốn dẫn theo toàn bộ cao thủ bất hủ cảnh trở lên của thiên ma giáo qua đó để cho tiểu tiện nhân đó mở mang kiến thức một chút người nhà mẹ đẻ nàng lợi hại như thế nào. Thánh chủ man hoang thánh tông rất đáng gờm phải không, xem thường lão nương đúng không. Rất tốt, hôm nay để cho ngươi biết cái gì là cảm giác áp bách. Cơ Thụy Nhi quay người hỏa tốc chạy về tổng bộ thiên ma giáo trong thần châu đại địa, đồng thời lấy một cái ngọc bài thiên ma lệnh cấp 1, trực tiếp bóp nát. Đây là một loại thủ đoạn để triệu tập tất cả cao thủ bên ngoài về tổng bộ của thiên ma giáo. Khi thiên ma lệnh bị bóp nát, tất cả phân bộ thiên ma giáo, Toàn bộ ma tu hóa hải cảnh trở lên đều sẽ cảm nhận được. Đẳng cấp được chia làm Thiên Ma lệnh cấp 3, Thiên Ma lệnh cấp 2, Thiên Ma lệnh cấp 1. Cấp 1 là cấp cao nhất, chỉ có giáo chủ Thiên Ma giáo mới có quyền sử dụng. Khi giáo chủ sử dụng Thiên Ma lệnh cấp 1 thì đại biểu trong giáo có chuyện lớn xảy ra. Muốn triệu tập tất cả ma đầu bên ngoài lập tức chạy về tổng bộ. Trong nháy mắt khi Cơ Thụy Nhi bóp nát Thiên Ma lệnh cấp 1, toàn bộ ma tu Thiên Ma giáo ở bốn phía kiếm đế thành đều thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc cũng không xem hai vị tuyệt thế kiếm tu quyết đấu trực tiếp quay người trở về tổng bộ thiên ma giáo ở thần châu đại địa thiên ma lệnh cấp một không giống với thiên ma lệnh cấp hai hoặc là cấp ba cấp một chỉ có giáo chủ có quyền sử dụng giáo chủ sử dụng thiên ma lệnh triệu hồi ma tu bên ngoài chắc chắn có chuyện lớn xảy ra tám ma hỗn nguyên ma quân cũng như thế khi cảm nhận được có thiên ma lệnh cấp một triệu hồi thì lập tức rời khỏi kiếm đế thành thần tượng do đấu cũng không xem chắc chắn thần tượng sẽ thắng chủ thượng bọn họ sử dụng thiên ma lệnh cấp một chắc chắn có chuyện lớn gì xảy ra, bọn họ phải lập tức chạy trở về. Đồng thời trong lòng bọn họ còn hơi kinh ngạc, không phải chủ thượng ở phủ thân vương trong vương triều đại hạ, trải qua cuộc sống với vị trưởng lão bất hủ cảnh đạo tông đó sao. Bây giờ giờ gặp được chuyện lớn gì, vậy mà trực tiếp sử dụng thiên ma lệnh. Không chỉ 8 người bọn họ lập tức khởi hành chạy từ kiếm đế thành về tổng bộ thiên ma giáo, các ma tu khác cũng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giáo chủ gặp được chuyện lớn gì, hoặc là trong giáo gặp được nguy cơ sinh tử tồn vong gì mà trực tiếp vận dụng thiên ma lệnh, gọi tất cả ma đầu bên ngoài trở về chẳng lẽ là phật tông đánh tới cửa không đúng chút thực lực của phật tông đánh tới cửa cũng hẳn là không cần làm lớn như vậy chẳng lẽ là đạo tông đánh tới cửa cũng không thể nào thiên ma giáo bọn họ đã mấy ngàn năm không động tay với đạo tông dù sao song phương đều là thế lực xếp hạng thứ nhất động thủ hy sinh cao thủ song phương không có ý nghĩa vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vô số ma tu đang chạy từ bên ngoài về tổng bộ thiên ma giáo cực kỳ khó hiểu từ đông hoang kiếm đế thành chạy về thiên ma giáo hơi xa lấy tốc độ của tu sĩ bất hủ cảnh thì cần một hai ngày cho nên ở đây ma đầu vô thủy cảnh viên mãn nửa bước tàng cung cảnh đều sẽ dẫn theo những ma tu yếu nhỏ còn lại cùng quay trở lại lấy tốc độ của cường giả nửa bước tàng cung cảnh mấy canh giờ là có thể chạy trở về mọi người muốn nhanh chóng biết được rốt cuộc thiên ma giáo xảy ra chuyện gì mà lúc này bên trong tổng bộ thiên ma giáo sâu trong từng dãy núi ma khí vờn quanh mấy chục cỗ khí thế cường đại xuất hiện trong nháy mắt là hơn 10 vị lão tổ tàng cung cảnh đã tị thế không ra trong thiên ma giáo, cảm nhận được thiên ma lệnh cấp một triệu hoán, bọn họ trực tiếp xuất thế. Chờ đợi đương đại giáo chủ ma giáo trở về, muốn biết giáo chủ đột nhiên sử dụng thiên ma lệnh là có chuyện gì. Là muốn khai chiến với thế lực chính đạo siêu cấp xếp hạng cao nào đó sao, rất tốt, đã nhiều năm bọn họ không có động thủ với ai, đã đến lúc đi ra hoạt động một chút. Chỗ sâu nhất trong thiên ma giáo, có 5 cái đại trận tụ linh, bên trong mỗi cái đại trận đều có một cung điện, trong cung điện có một vị lão ma đế luân hồi cảnh bế quan không xuất thế năm người này vị mạnh nhất đã sống vài vạn năm tu vi đến luân hồi cảnh cửu trọng cách bán thần cũng không xa năm vị lão ma đế từ trong cung điện đi ra bọn họ đều là sư phụ của cơ thụy nhi cùng dạy bảo nàng tu hành bây giờ vị đệ tử này của bọn họ đột nhiên sử dụng thiên ma lệnh cấp 1, chỉ sợ là gặp được chuyện khó giải quyết gì bọn họ nhất định phải xuất quan tới xem một chút không chỉ lão ma tàng cung cảnh trở lên bên trong thiên ma giáo rất nhiều ma đầu vô thủy cảnh chấn giữ trong giáo cũng cực kỳ kinh ngạc. Trong giáo xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả thiên ma lệnh cấp một cũng sử dụng. Một đám ma đầu châu đầu ghé tai trong thiên ma giáo. Ta đoán là Phật Tông hoặc là mấy tông môn chính đạo xếp hạng cao lại có tiểu động tác gì, khiến cho giáo chủ nổi giận, cho nên muốn triệu tập mọi người cho bọn họ một bài học. Bên trong thiên ma giáo, có ma đầu vô thủy cảnh mở miệng nói. Bên cạnh hắn, một vị ma đầu vô thủy cảnh khác nói, ta cảm thấy không thể, những thế lực chính đạo đó, ngoại trừ đạo tông ra thì đều là quả hồng mềm chỉ dám diễu võ dương oai trước mặt thế lực ma đạo khác lấn yếu sợ mạnh trước mặt thiên ma giáo chúng ta bọn họ không dám cản rỡ ta cảm thấy có thể là những thế lực ma đạo xếp hạng cao như vạn ma điện có tiểu động tác gì đó chọc cho giáo chủ không vui muốn cảnh cáo bọn họ một chút ma đầu đó tiếp tục nói dù sao trước đó một chút thế lực ma đạo xếp hạng cao từng ngấp nghé vị trí lãnh tụ đệ nhất thế lực ma đạo của thiên ma giáo âm thầm cấu kết với thế lực siêu cấp bên tây vực đối phó thiên ma giáo tạo thành phiền toái không nhỏ cho thiên ma giáo trong lúc nhất thời rất nhiều ma đầu suy đoán không ngừng đồng thời trong thần châu đại địa hoặc là mấy phân bộ của thiên ma giáo ở tây vực bắc mạc nam lĩnh các ma tu vẫn đang liên tục chạy về thiên ma giáo không bao lâu thiên ma giáo sẽ vạn ma hội tụ quần ma loạn vũ sau đó binh phát man hoang thánh tông mà lúc này bên đồng hoàng vừa rời khỏi kiếm đế thành không lâu đám người của man hoang thánh tông và khương tuyền hy còn đang âm thầm cảm thán lúc nãy nói thê tử của tuyệt thế kiếm thần đó mấy câu đúng là sảng khoái mặc dù bị vị tuyệt thế kiếm thần đó cự tuyệt tại chỗ thì có chút mất mặt nhưng biết thê tử của vị tuyệt thế kiếm thần đó không bằng nàng lại âm thầm rèm pha nàng vài câu trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều không cần biết sau này vị tuyệt thế kiếm thần đó sống với vợ hắn như thế nào chuyện này cũng không quan trọng nữa hôm nay xem như nàng cũng giữ được mặt mũi đáng tiếc nàng không biết là vài câu rèm pha khiêu khích của nàng đã gây ra chuyện lớn mà Thiên Ma giáo đột nhiên cử động như vậy cũng kinh động đến những thế lực chính đạo xếp hạng cao như đạo tông, Phật tông. Với những thế lực ma đạo xếp hạng cao như Vạn Ma Điện, Tiêu Diêu tông, dù sao tất cả mọi người là thế lực siêu cấp trong Thần Châu đại địa, bình thường đều có thám tử âm thầm chú ý lẫn nhau, có tiểu động tác gì. Mọi người có thể sẽ không quan tâm, nhưng dính đến chuyện lớn như giáo chủ trực tiếp vận dụng Thiên Ma lệnh cấp 1, triệu tập tất cả ma đầu bên ngoài về tổng bộ, bọn họ không thể không phòng dù sao lập tức triệu tập nhiều ma đầu như vậy trở về nếu đột nhiên giết đến thế lực siêu cấp nào cũng sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển cho bọn họ bởi vì nhiều ma đầu như vậy đột nhiên một hơi đánh tới rất dễ tiêu diệt một cái thế lực siêu cấp bên trong đạo tông trên một ngọn tiên sơn mây mù lượn lờ hào quang lưu chuyển linh khí bốc lên bảy vị lão đạo luân hồi cảnh ngồi trên bồ đoàn suy tư bọn họ cũng đang kinh ngạc hành động lần này của thiên ma giáo là vì sao chẳng lẽ phong ấn thiên ngoại tà tộc ở trong tổng bộ thiên ma giáo ở thần châu nới lỏng hay sao thiên ma giáo triệu tập quần ma trở về là vì chấn áp phong ấn lần nữa hay là gặp được tình huống khác một vị lão đạo mở miệng nói không biết nhưng mà ta cảm thấy hẳn là không thể chỗ phong ấn trong thiên ma giáo yếu hơn phong ấn trong đạo tông rất nhiều có năm vị lão ma đề đó chấn áp ngàn năm nữa cũng không thành vấn đề trong bảy vị lão đạo một vị mở miệng nói có thể là gặp được chuyện khác đi người trong ma đạo tính tình nóng này gấp gáp gặp được chuyện nhỏ thì đã triệu tập một đống cao thủ đi đối phó người khác. Nghe nói bây giờ vị giáo chủ thiên ma giáo đó vẫn chỉ là tiểu nữ oa chừng 30 tuổi. Mặc dù thiên phú yêu nghiệt, thực lực đạt tới luân hồi cảnh nhưng đoán chừng tính cách còn không có chững chạc lắm, sử dụng thiên ma lệnh cũng bình thường. Trong đạo tông, vị lão đạo tôn tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất, đã sống vài vạn năm, tu vi đến cảnh giới bán thần mở miệng nói. Trong đạo tông chúng ta, hẳn là không có người có thiên phú và tốc độ tu hành có thể vượt qua nữ oa thiên ma giáo một vị lão đạo mở miệng nói, có một người trong vòng 10 năm liên tục đột phá 6 cái đại cảnh giới, nhưng mà thời gian trước phạm chút sai lầm, bị ta phạt đi tư quá nhai diện bích. Trong bảy vị lão đạo, đương đại trưởng giáo đạo tông, tu vi thấp nhất, chỉ có luân hồi cảnh nhị trọng mở miệng nói, người hắn nói chính là Hạ Hâm, là thiên tài có thiên phú yêu nghiệt nhất của đạo tông trong ngàn năm qua. Kiếm đạo của Hạ Hâm là hắn phụ trách truyền thụ. Hạ Hâm vào đạo tông 10 năm, đột phá 6 cái đại cảnh giới, tốc độ tu hành nhanh chóng khiến cho hắn rất là giật mình. Tiểu nữ oa thiên ma giáo đó mặc dù hơn 30 tuổi thì đã tăng tu vi lên tới luân hồi cảnh. Thế nhưng tiểu nữ oa đó từ nhỏ đã tu luyện bên người năm vị lão ma đế, có tài nguyên cung ứng liên tục. Tu luyện gần 30 năm, mà hạ hâm của đạo tông bọn họ, 20 tuổi mới đến đạo tông bái sư cầu đạo, bỏ ra 10 năm thì đã tu luyện đến bất hủ cảnh. Lại cho hắn 20 năm, chưa hẳn không thể đuổi theo tiểu nữ oa thiên ma giáo đó, cho dù không bằng nàng, không đến được luân hồi cảnh thì ít nhất cũng có thể đến tàng cung cảnh. Nhưng mà, nghe trưởng giáo đạo tông nói như vậy, vị lão đạo tôn bán thần cảnh đạo tông lại nói hừ hối lỗi ở tư quá nhai danh con đó đã chạy ra ngoài lâu rồi ngươi còn nói hắn bế quan hối lỗi còn hối lỗi thêm hai năm nữa sợ là con của người ta cũng chào đời trở về gọi ngươi sư tổ lão đạo tôn cười nói nhưng mà danh con đó vẫn lợi hại lắm lại thông đồng được với nữ oa thiên ma giáo đó thành thân với nàng tiểu oa thiên ma giáo này tính khí nóng này rất được chân truyền của năm vị lão mà đề đó những năm này nàng diệt môn không ít thế lực ta đoán hẳn là nàng đã cãi nhau với phu quân kiếm thần của nàng cũng là người đang hối lỗi ở tư quá nhai nhưng thật ra thì đã lén chuồn ra ngoài thành thân với nàng mới làm ra chuyện sử dụng thiên ma lệnh triệu hồi vạn ma này lão đạo tôn mở miệng nói lão đạo tôn khiến cho sáu vị lão đạo luân hồi cảnh còn lại giật mình chuyện của hạ hâm sáu người bọn họ đều chú ý đến dù sao cũng là đệ nhất thiên tài trong ngàn năm qua của đạo tông đương nhiên sẽ được bọn họ âm thầm chú ý hạ hâm tốn 10 năm có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng là nhờ bọn họ âm thầm chú ý, âm thầm cung cấp tài nguyên. Ngay cả chuyện trưởng giáo đạo tông phạt hắn đi tư quá nhai diện bích hối lỗi bọn họ cũng biết, đồng thời đồng ý. Bọn họ không nghĩ tới bây giờ lão đạo tôn lại nói thằng danh con này đã lén chạy ra ngoài lâu rồi. Còn thành thân với tiểu nữ oa kinh khủng đó của thiên ma giáo. Nhìn thấy sáu người nghi hoặc, lão đạo tôn giải thích, không phải sáu người các ngươi không biết. Thể chất và thiên phú của danh con đó còn kinh khủng hơn các ngươi tưởng tượng nhiều, chỉ sợ đương thời không ai có thể địch nổi thể chất của hắn. Lão đạo tôn nói, bắt đầu giải thích cho sáu người. Hóa ra, lúc trước, khi hạ hâm bị phạt đến tư quá nhai diện bích, thức tỉnh hồng mông kiếm thể, hắn đã bị lão đạo tôn chú ý đến. Hắn thức tỉnh thể chất cấm kỵ hồng mông kiếm thể, khiến cho tất cả kiếm trong tay kiếm tu trong đạo tông rên rỉ, sinh ra dị tượng. Có thể giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được lão đạo tôn đã đạt tới bán thần cảnh, nắm giữ quy tắc trì lực. Lúc ấy, ngay cả lão đạo tôn cũng bị khí tức do thể chất kinh khủng của hắn tỏa ra hù dọa loại thể chất này dù hắn kiến thức rộng rãi sống mấy vạn năm cũng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lúc ấy hắn kết luận hạ hâm đã thức tỉnh một thể chất cấm kỵ cực kỳ kinh khủng tuyệt đối không phải những thể chất hạ giới có thể sánh được từ khi đó hắn cũng bắt đầu chú ý hạ hâm trong khi trưởng lão đạo tông khắp nơi tìm kiếm vị thiên tài tạo thành dị tượng vạn kiếm triều bái trong đạo tông hắn không có ra mặt vạch trần dị tượng này chính là do hạ hâm làm ra hắn biết yêu nghiệt thức tỉnh loại thể chất cấm kỵ này tương lai chắc chắn phải có con đường của riêng hắn bọn họ chỉ có thể âm thầm trợ giúp hộ đạo bảo vệ an toàn của hắn cho nên từ đó trở đi hạ hâm nhận lâm hỏa nhi làm đồ đệ sau đó ngưng tụ thế thân diện bích thay hắn lén chuồn ra khỏi đạo tông đi dạo khắp nơi trong thần châu đại địa sau đó về vương triều đại hạ thành thân với giáo chủ thiên ma giáo toàn bộ đều nằm trong mắt lão đạo tôn lão đạo tôn chưa hề lộ diện nhưng lại làm đúng trách nhiệm người hộ đạo âm thầm bảo vệ hắn thành tựu của hạ hâm trong khoảng thời gian này lão đạo tôn rõ như lòng bàn tay hai tháng tăng lên ba cái đại cảnh giới đến luân hồi cảnh hơn nữa một tay thành lập thế lực đỉnh tiêm thiên môn khiến cho hắn vô cùng chấn động bây giờ hắn đã không đoán ra bí mật trên người hạ hâm nữa nhưng mà hắn chưa từng có ý đồ xấu gì vẫn như một một trưởng bối âm thầm bảo vệ hắn chứng kiến hắn trưởng thành cho nên mới nãy hắn nói với trưởng giáo đạo tông bây giờ còn tưởng rằng danh con đó đang diện bích ở tư quá nhai lại qua mấy năm nữa thì con của người ta cũng chào đời sau đó quay về gọi ngươi sư tổ lão đạo tôn một năm một người kể lại chuyện của hạ hâm cho sáu người bây giờ hạ hâm đã trở thành một kiếm thần đại danh đỉnh đỉnh trong thần châu đại địa nói cho sáu người bọn họ biết chuyện của hắn cũng không sao sáu người nghe lão đạo tôn nói xong biết vị tuyệt thế kiếm thần đó lại chính là thằng danh con mà đạo tông bọn họ bồi dưỡng lập tức có chút không biết nói cái gì mấy người đều sống trên vạn tuổi lại bị danh con này qua mặt nhưng mà đối với thành tựu hạ hâm lấy được bọn họ vẫn rất an ủi không ủng công bọn họ nuôi dưỡng hắn 10 năm. Chỉ là thằng danh con này có vợ thì quên tông môn, vậy mà lén chạy ra ngoài cũng không nói cho bọn họ một tiếng. Lẽ nào sợ bọn họ ăn hắn hay sao? Thằng danh con này, ta đoán là cãi nhau với tiểu nương tử thiên ma giáo. Lão đạo tôn thú vị nghĩ thầm, ai, các ngươi nói xem, nếu như hai nhóc con này cãi nhau, tiểu nữ oa đó đi tìm người nhà mẹ để thiên ma giáo dạy dỗ thằng danh con nhà chúng ta. Chúng ta có đi hỗ trợ hắn một lần hay không, để cho hắn bị năm lão ma đầu đó đánh ít một chút cũng tốt không đi, ai thích đi thì người đó đi, lén chạy ra ngoài thành thân cũng không nói cho sư phụ ta, tốt xấu gì lão đạo ta cũng dạy bảo hắn 10 năm, cái đồ quên ơn này." Trưởng giáo đạo tông mở miệng nói, lão đạo tôn cười cười, đương nhiên hắn biết trưởng giáo đạo tông đang nói mát. Quả nhiên, một lát sau, trưởng giáo đạo tông nói, "Ta xuống núi một chuyến, đi thăm danh con đó một chút, thuận tiện đưa chút tài nguyên cho hắn, không phải hắn cướp bóc tài nguyên của những thế lực tà đạo đó để bồi dưỡng con hắn sao?" đứa bé đó cũng xem như là nửa đồ tôn của lão đạo ta, không thể không cho một chút. Được, ngươi đi đi, thuận tiện chúng ta cũng đưa chút tài nguyên cho hắn, tức thì tức, thằng danh con này vẫn phải đưa một chút tài nguyên cho hắn, năm vị lão đạo còn lại nói. Trong đạo tông cũng có phong ấn thiên ngoại tà tộc, hơn nữa cái phong ấn này chỉ có đến lão đạo tôn bán thần cảnh mới có thể ra tay trấn áp. Thiên ngoại tà tộc là công địch của thế giới này, mục tiêu là xâm lấn phương thế giới này, cho nên trong thế giới này cho dù là thế lực chính đạo hay là ma đạo đều nhất trí về chuyện thiên ngoại tà tộc nhất trí đối ngoại trong lịch sử chỉ có một ít tu sĩ thế lực tà đạo phản nhân loại mới liên hợp với thiên ngoại tà tộc xâm lấn thần châu đại địa nhưng mà đều bị tất cả thế lực chính đạo và thế lực ma đạo trong thần châu đại địa liên thủ đánh bại âm mưu của bọn họ cho nên trong đạo tông gặp được chuyện này mới sẽ tính đến chuyện có phải phong ấn thiên ngoại tà tộc trong thiên ma giáo xảy ra vấn đề hay không bây giờ đã biết không phải phong ấn thiên ngoại tà tộc xảy ra vấn đề mọi người yên tâm chỉ là danh con thiên tài trong đạo tông ra ngoài, xảy ra mâu thuẫn với tiểu nương tử hắn, vậy để cho danh con đó tự mình đi giải quyết đi. Những người làm tiền bối như bọn họ chỉ cần cung cấp một chút tài nguyên trợ giúp là được rồi, căn cứ vừa rồi lão đạo tôn giải thích, danh con đó cần rất nhiều thiên tài địa bảo tài nguyên bồi dưỡng vợ hắn, cho nên bọn họ cung cấp một chút thiên tài địa bảo tài nguyên cho hắn trong khả năng là được rồi. Bọn họ là thế hệ trước, chỉ có thể như vậy. Trưởng giáo đạo tông dẫn 6 vị lão đạo tặng tài nguyên, trực tiếp xuống núi muốn đi gặp danh con đó, khá lắm, giấu giếm lâu như vậy, vậy vi sư sẽ khiến cho ngươi ngạc nhiên. Lão đạo tôn mạnh nhất đạo tông, nhìn thấy trưởng giáo đạo tông rời đi, không nói thêm gì mà cầm một phần tài nguyên, đưa cho trưởng giáo đạo tông, để hắn đem đến cho danh con đó. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn vẫn đi theo danh con đó, ngầm bảo vệ hắn, nhưng mà cái tên này cũng không biết đến sự tồn tại của hắn. Vẫn là để cho trưởng giáo đạo tông cầm tài nguyên của bọn họ đến cho danh con đó đi hơn nữa danh con đó bây giờ cũng không cần bọn họ bảo vệ bây giờ hắn là thần châu kiếm thần đại danh đỉnh đỉnh trong thần châu cường giả luân hồi cảnh cũng không phải đối thủ của hắn nếu gặp được cường giả bán thần trở lên muốn đối địch với hắn bọn họ lại ra tay trợ giúp là được lão đạo tôn đạo tông với thiên phú của hắn thì có thể đột phá thần cảnh lâu rồi bởi vì vài ngàn năm trước hắn cũng đã đột phá đến bán thần cảnh tại sao hắn lại chọn không đột phá là bởi vì hắn đang lo lắng cho phong ấn thiên ngoại tà tộc bởi vì thế giới này có đại trận giới diện thế giới này không thể có người đột phá thần cảnh nếu không có cường giả thần cảnh xuất hiện đại trận giới diện sẽ bị phá đến lúc đó thiên ngoại tà tộc sẽ vì đại trận giới diện bị phá mà xâm lấn thế giới này đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ phải gánh chịu kiếp nạn cho nên khi có thể đột phá thần cảnh lão đạo tôn đạo tông không có chọn đột phá mà chọn ở lại bán thần cảnh che chở thế giới này nếu như hắn chọn đột phá đến thần cảnh chắc chắn thế giới này sẽ bị thiên ngoại tà tộc xâm lấn cho nên lão đạo tôn mới chọn ở lại cảnh giới bán thần cảnh chỉ vì ở lại đối kháng thiên ngoại tà tộc che chở phương thế giới này cho nên lần này hắn mới cho trưởng giáo đạo tông cầm tài nguyên hắn tặng đi đưa cho danh còn đó bảy người bọn họ tặng tài nguyên vốn liếng bảy vị luân hồi cảnh cất giữ chắc chắn có thể đủ cho danh con đó sử dụng một thời gian trưởng giáo đạo tông thì cầm tài nguyên của sáu người còn lại bao gồm tài nguyên của lão đạo tôn rời khỏi sơn môn đạo tông đi đến đông hoàng đại địa lúc này đông hoàng đại địa hạ hâm đuổi khương tuyền hy đi sau đó lơ lửng giữa không trung chờ tuyệt thế kiếm tiên đông hoang ra môn chủ thiên môn tuyệt thế kiếm thần thần châu đến đây ứng chiến hạ hâm nói vọng vào kiếm đế thành đông hoàng lập tức giữa thiên địa yên tĩnh lại chờ kiếm đế thành đông hoàng đáp lại tuyệt thế kiếm thần thần châu được tuyệt thế kiếm tiên đông hoàng mời đến đây ứng chiến chỉ chờ tuyệt thế kiếm tiên ngươi xuất hiện hạ hâm dẫn 30 vị cường giả tàng cung cảnh trở lên của thiên môn giáng lâm kiếm đế thành cho dù là từ nội tình hay là từ cường giả đỉnh cao đều không yếu hơn vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoàng đó đồng thời thiên môn còn dùng lực lượng một tông đánh cược với toàn bộ giới tu hành phách lực như thế bây giờ mọi người chỉ chờ phản ứng của kiếm đế thành vị tuyệt thế kiếm tiên của kiếm đế thành còn dám tới ứng chiến không khi tất cả mọi người đều tập trung chú ý bên trong kiếm đế thành một cỗ kiếm ý kiếm khí mạnh mẽ bộc phát kiếm trong tay tất cả kiếm tu đang có mặt ở đây ngoại trừ kiếm của hạ hâm toàn bộ kiếm trên người những người khác đều run rẩy lên giống như đang bái kiến quân vương trong kiếm tuyệt thế kiếm tiên đông hoang gánh trường kiếm mặc áo trắng rậm chân trên hư không đi từ trong kiếm đế thành ra từng bước đi ra đi tới chỗ hạ hâm trên không trung tuyệt thế kiếm tiên đông hoang ngàn năm trước đã vô địch thiên hạ bây giờ xuất hiện quyết chiến với tuyệt thế kiếm thần đông hoang nhìn thấy tuyệt thế kiếm tiên đông hoang giáng lâm tất cả mọi người đang có mặt ở đây sôi trào lên đại quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu song phương lơ lửng trên bầu trời kiếm đế thành cách không nhìn nhau Trường kiếm trên lưng hai người bắt đầu run rẩy lên. Hai người đều là cường giả kiếm đạo, muốn xuất kiếm tỷ thí. Kiếm trên thế gian này giống như là trở nên tầm thường khi hai người xuất kiếm. Hai người mới là người có tư cách sử dụng kiếm nhất trên đời này. Hạ Hâm rút xích tiêu kiếm trên lưng ra, thi triển nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý kiếm thế giữa thiên địa bắt đầu hội tụ. Mà vị tuyệt thế kiếm tiên Đông Hoang đó cũng rút kiếm trên người ra, kiếm của hắn là một thanh linh khí mạnh hơn thiên cấp, thần quân kiếm cũng thi triển nhân kiếm hợp nhất. Vô tận kiếm khí kiếm ý bắt đầu hội tụ ở xung quanh hắn. Tu vi của hắn cũng không phải luân hồi cảnh nhất trọng mà là luân hồi cảnh nhị trọng, bởi vì hắn bỏ ra ngàn năm dưỡng kiếm, để ngũ hành chi lực của mình hợp nhất vận chuyển quanh người, vậy mà trực tiếp thông qua ngàn năm tích lũy đột phá đến luân hồi cảnh nhị trọng. Hắn có nắm chắc dựa vào tu vi luân hồi cảnh nhị trọng với hơn ngàn năm dưỡng kiếm, đánh thắng vị kiếm thần thần châu này, khi hai người chuẩn bị chiến đấu, Phúc Bá đứng dậy, mở miệng nói, "Khoan đã, trước khi quyết đấu, lấy tất cả tài nguyên đánh cược ra trước." miễn cho lát nữa ta phải đi lấy từng người. Tu sĩ đang có mặt ở đây nghe vậy, lập tức nổi nóng, bọn họ có can đảm đến xem quyết đấu, còn tham dự đánh cược. Lẽ nào lại sợ bọn họ có sức chơi không có sức chịu hay sao? Lập tức, tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ. Vô số tu sĩ đang có mặt ở đây nhao nhao lấy những tài nguyên mình dùng để đánh cược ra, đưa cho Phúc Bá, tham dự đánh cược. Dòng rã một canh giờ, tất cả những người tham dự đánh cược mới giao hết toàn bộ tài nguyên dùng để đánh cược trên người ra. Đặc biệt là tu sĩ của Kiếm Đế Thành, Bọn họ càng điên cuồng hơn, ngoại trừ đồ lót trên người bọn họ thì những đồ vật còn lại đều bị bọn họ lấy ra. Bọn họ nhất định phải cực tuyệt thế kiếm thần Đông Hoang này thua. Số tu sĩ Đông Hoang còn, dù có cực một nửa gia sản của mình cũng phải cực vị tuyệt thế kiếm thần này thua. Nhìn thấy tu sĩ đang có mặt ở đây lấy tài nguyên đánh cược ra hết, Phúc Bá gật gật đầu với Hạ Hâm, ra hiệu Hạ Hâm có thể động thủ. Nếu tài nguyên đã tới tay, chủ nhân cứ việc động thủ là được. Lập tức, Hạ Hâm mở kiếm đạo lĩnh vực ra trên không kiếm đế thành biến thành thế giới kiếm khí kiếm ý nhất căn thảo kiếm pháp trực tiếp thi triển hồng mông kiếm thể mở ra trong đan điền trên vạn trượng linh hải hư ảnh thanh tử sắc hồng mông thần kiếm run rẩy từng đạo hồng mông tử khí thấu thể mà ra quấn quanh xích tiêu kiếm của hắn một kiếm chém tới vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đó một hạt bụi có thể lấp biển một cọng cỏ có thể chảm nhật nguyệt tinh thần nhất căn thảo kiếm pháp chém ra vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đó nhìn thấy thực lực kiếm đạo của hạ hâm đã đạt tới vô địch kiếm vực thì cũng không có nương tay chút nào dơ cao thần quân kiếm vô tận kiếm khí ngưng tụ thi triển thần thông tiên thần nhất kiếm trảm thiên địa lập tức biến thành thế giới kiếm khí tiên thần nhất kiếm trảm là tuyệt chiêu của kiếm tiên đông hoang ngàn năm trước hắn dựa vào một kiếm này mà đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ trong nháy mắt khi tiên thần nhất kiếm trảm chém ra thế gian này tất cả kiếm khí đều giống như đình chỉ vây quanh thần quân kiếm của tuyệt thế kiếm tiên một kiếm chém xuống có thể chảm tiên thần cũng có chút thực lực hạ hâm lạnh nhạt nói một tiếng một kiếm này của tuyệt thế kiếm tiên đông hoang tu sĩ luân hồi cảnh nhị trọng bình thường chắc chắn không phải đối thủ của hắn hạ hâm mở hồng mông kiếm thể ra vạn trượng linh hải trong cơ thể trên hư ảnh tử sắc cấm kỵ chi kiếm trôi nổi trên linh hải trong một tia tử sắc hồng mông chi khí quấn quanh đó có một đạo hồng mông chi khí thấu thể mà ra hội tụ ở xích tiêu kiếm của hạ hâm trong nháy mắt trong phạm vi mấy chục vạn mét kinh thiên kiếm khí bị ngưng tụ tới lấy đạo hồng mông chi khí này làm hạch tâm quấn quanh xích tiêu kiếm tử sắc hồng mông chi khí và kiếm khí dung hợp lại với nhau hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong xích tiêu kiếm chém nhất can thảo kiếm pháp thi triển vô tận kiếm khí giữa thiên địa hội tụ hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang cực kỳ nội liễm chém ra va và vào tiên thần nhất kiếm chảm của kiếm tiên đông hoang trên không trung lập tức hủy diệt kiếm quang xé rách bốn phía không trung giống như tận thế tất cả mây trắng bị quét sạch tu sĩ đang có mặt ở đây bị dư ba chấn động đến lui lại. Vô số người kinh hô, chỉ là kiếm thứ nhất va và chạm vào nhau thì đã có uy thế như vậy. Đây là dư âm đại chiến của hai vị cường giả luân hồi cảnh đê dai hay sao? Cho dù là tu sĩ luân hồi cảnh trung dai, chiến lực uy thế cũng không gì hơn cái này. Hai người đối bính một kiếm xong. Trong phạm vi mấy vạn mét của hai bên đã không còn người tu hành, đều trốn ra xa quan sát. Quan chiến ở khoảng cách gần hai người quá nguy hiểm. Nếu bởi vì quan sát cuộc chiến đấu này mà mất mạng thì quá uổng phí. Lần va chạm đầu tiên, hẳn là song phương chỉ thăm dò, cũng không nhìn ra ai mạnh hơn một bậc. Có tu sĩ mở miệng nói, không ngờ được vị kiếm thần thần châu này đã mạnh như vậy, không phải nói tu vi hắn mới luân hồi cảnh nhất trọng sao, khi thế dao động đó, sợ là đã là luân hồi cảnh tam trọng chứ. Trong kiếm đế thành, một trong 12 vị đại kiếm tu tàng cung cảnh mở miệng nói, mới nãy hai người đối bính một chiêu, những người khác không nhìn ra mánh khóe trong đó. 12 người bọn họ lại nhạy bén cảm nhận được, tu vi vị tuyệt thế kiếm thần này hoàn toàn không phải là luân hồi cảnh nhất trọng như trong đồn đại mà là luân hồi cảnh tam trọng. Như vậy không phải là hắn cố ý hố người ta hay sao, đã nói tu vi chỉ có luân hồi cảnh nhất trọng, bây giờ đánh thì lại là luân hồi cảnh tam trọng, chúng ta dùng toàn bộ tài sản cược đó. Trong kiếm đế thành cũng có tu sĩ phát hiện mánh khóe. Bọn họ dám tốn toàn bộ tài sản đi cược với thiên môn, chính là bởi vì bọn họ biết tuyệt thế kiếm tiên của kiếm đế thành bọn họ là luân hồi cảnh nhị trọng còn cao hơn tu vi theo như lời đồn đại của vị tuyệt thế kiếm thần đó là luân hồi cảnh nhất trọng một trọng bây giờ thì hay rồi đã nói luân hồi cảnh nhất trọng lập tức biến thành luân hồi cảnh tam trọng không chơi nổi có phải hay không trong lúc nhất thời tất cả kiếm tu kiếm đế thành và tất cả những tu sĩ bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để đánh cược với phúc bá trong đông hoàng nhao nhao phẫn nộ nhìn phúc bá ngươi nha rất biết chơi nhưng mà phúc bá nhìn thấy đám người phẫn nộ nhưng lại hoàn toàn không có chút áy náy nào chính các ngươi muốn đánh cược bây giờ muốn đổi ý hay sao là ai không chơi nổi hắn cũng không có nói chủ nhân nhà mình chỉ có tu vi luân hồi cảnh nhất trọng thậm chí hắn còn không nói hạ hâm mạnh bao nhiêu tất cả đều là các ngươi tự mình nghĩ ra trách ai nhìn thấy dáng vẻ phúc bá như vậy những người đánh cược với phúc bá hận đến nghiến rằng ván này bọn họ thắng thì được thua thì bọn họ chỉ còn lại cái quần thật tân tân khổ khổ mấy trăm năm đùng một cái trở lại trước giải phóng hừ chắc chắn kiếm tiên sẽ thắng chúng ta tin tưởng hắn tu sĩ của kiếm đế thành mở miệng nói luân hồi cảnh tam trọng thì có làm sao ngàn năm trước kiếm tiên chúng ta ở nửa bước luân hồi cảnh thì đã có thể vượt cấp khiêu chiến đánh bại tu sĩ luân hồi cảnh bây giờ dưỡng kiếm ngàn năm đến luân hồi cảnh nhị trọng đánh bại luân hồi cảnh tam trọng cũng không có vấn đề có tu sĩ đông hoang mở miệng nói nghe bọn họ nói như vậy phúc bá khinh thường cười lạnh đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi chủ nhân mạnh mẽ há là các ngươi có thể tưởng tượng được chờ bị lão phu thắng được chỉ còn cái quần đi không ngờ được ngươi đã đạt tới một bước này. Lúc này, trên không chiến trường, tuyệt thế kiếm tiên đông hoang mở miệng nói. Ngươi cũng không tệ, miễn cưỡng có tư cách giao thủ với bản tôn. Hạ hâm đáp lại, hắn biết vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang này nói đạt tới một bước này là có ý gì. Hắn chấn kinh vì cảnh giới kiếm đạo của hạ hâm đã đạt tới vô địch kiếm vực. Tu vi đến luân hồi cảnh, tu vi kiếm đạo đến cấp ngưng tụ vô địch kiếm vực thì sẽ có tư cách vượt cấp khiêu chiến. Nhưng mà nếu như chỉ là như vậy thì còn chưa đủ tuyệt thế kiếm tiên đông hoang mở miệng nói không đủ vậy thì ngươi thử một chút đi hạ hâm lạnh nhạt đáp lại một tiếng lập tức bốn phía hạ hâm có kiếm khí cùng bạo lưu chuyển bắt đầu ấp ủ kiếm thứ hai chỉ một thoáng cho dù là kiếm trong tay người tu kiếm bên trong kiếm đế thành hay là bên ngoài kiếm đế thành lẫn kiếm trong tay tu sĩ đang quan sát bốn phía đều run rẩy lên giống như cảm nhận được có một kiếm cực kỳ khủng bố đang ấp ủ kiếm này còn chưa thành hình thì đã câu thiên địa đại thế đi theo vạn kiếm sợ hãi kiếm thế mà kiếm đạo cấp thần cảnh mới có thể thi triển ra xuất hiện hạ hâm dơ xích tiêu kiếm trong tay lên kiếm khí kinh khủng hình thành phong bạo lấy hắn làm trung tâm mà xoay tròn toàn bộ khu vực kiếm đế thành đều bị kiếm đạo đại thế vờn quanh thiên địa kiếm thế tuyệt thế kiếm tiên đông hoang sắc mặt nghiêm lại vị tuyệt thế kiếm thần này có tu vi kiếm đạo đã đạt tới cường giả thần cảnh một kiếm này bại ngươi hạ hâm mở miệng nói chuẩn bị thi triển thần thông kiếm đạo tuyệt thế của hắn nhất kiếm cửu tiêu kiếm khí tung hoành ba vạn dặm nhất kiếm cửu tiêu không người địch cuồng vọng không phải chỉ có một mình ngươi có kiếm đạo chạm tới ngưỡng cửa thiên địa kiếm thế tuyệt thế kiếm tiên đông hoang mở miệng nói hắn là tuyệt thế yêu nghiệt kiếm đạo ngàn năm trước đã lĩnh ngộ ra vô địch kiếm đạo lĩnh vực bây giờ đã qua ngàn năm hắn cũng đã lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực đến viên mãn tu luyện ra thiên địa kiếm thế vô tùng kiếm thể mở kiếm tiên đông hoang hét lớn mở thể chất thượng đẳng của hắn vô tướng kiếm thể ra hắn có thể có thành tựu kiếm đạo như thế này không thể bỏ qua công lao của vô tướng kiếm thể. Vô tướng kiếm thể là thể chất thượng đẳng, vô hình vô tướng, gần như là đạo, chẳng những có thể giúp cho tốc độ tu hành tăng lên gấp 5 lần trở lên, hơn nữa trong lúc chiến đấu, nếu mở nó ra thì có thể giao hòa với đạo, giúp cho thiên địa kiếm thế của hắn phóng đại, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, kiếm tiên đông hoang mở vô tướng kiếm thể ra, kiếm thần thần châu sẽ xong đời. Có người mở miệng nói, sự đáng sợ của vô tướng kiếm thể, những tu sĩ đã có tuổi ở đây cũng có nghe nói đến. Nếu mở ra thì có thể giúp cho thiên địa kiếm thế của mình phóng đại, hơn nữa khi xuất kiếm thì vô hình vô tướng, khó mà ngăn cản, ngàn năm trước kiếm tiên Đông Hoang dựa vào nó mà vượt cấp khiêu chiến, lấy tu vi nửa bước luân hồi cảnh đánh bại cường giả luân hồi cảnh, có thể làm cho kiếm tiên mở vô tướng kiếm thể ra, vị kiếm thần thần châu này cũng đủ để kiêu ngạo. Có người hâm mộ điên cuồng của kiếm tiên Đông Hoang nói: "Thiên Khuynh, kiếm tiên Đông Hoang hét lớn, toàn lực thi triển một kiếm mạnh nhất của hắn, Thiên Khuynh lấy trạng thái vô tướng kiếm thể mở ra thi triển thiên khuynh thiên địa đại thế đi theo chém tới hạ hâm một kiếm này vô hình vô tướng có thể khiến cho trời lật ngược hạ hâm thấy thế thì cũng mở thể chất cấm kỵ hồng mông kiếm thể ra cũng không chỉ một mình ngươi có thể chất mạnh mẽ hơn nữa hồng mông kiếm thể của hạ hâm còn là thể chất mạnh mẽ hơn vô tướng kiếm thể của kiếm tiên đông hoang này vô số lần huống hồ hạ hâm không chỉ có kiếm thể còn có kiếm tâm trong nháy mắt khi mở hồng mông kiếm thể ra hạ hâm khí thế bạo tăng một cỗ sức mạnh cấm kỵ từ trong cơ thể hắn lộ ra cầm cố hư không bốn phía lại khiến cho kiếm khí trong không gian bốn phía đều ngừng lưu chuyển một màn này khiến cho người ở bốn phía khiếp sợ cảm nhận được sức mạnh kiếm đạo cấm kỵ kinh khủng này tất cả mọi người đang có mặt ở đây thay đổi sắc mặt đây là thể chất kinh khủng gì trước giờ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy khi mở ra thì có thể cầm cố kiếm khí trong hư không lại trước mặt cấm kỵ kiếm đạo chi lực này những kiếm khí lưu chuyển phiêu đãng ở bốn phía giống như như gặp phải đế hoàng trong kiếm không dám lỗ mãng, Hạ Hâm mở Hồng Mông kiếm thể ra, đồng thời kiếm tâm cũng mở ra, trong cơ thể, trên linh hải, tử sắc hồng mông tử khí hóa thành kiếm đạo chi lực, quấn quanh xích tiêu kiếm của hắn, nhất kiếm cửu tiêu, Hạ Hâm hét lớn. Trên xích tiêu kiếm của Hạ Hâm ngưng tụ huy hoàng mà cấm kỵ kiếm đạo chi lực, đột nhiên chém giết xuống, thiên uy kinh khủng đi theo, chỉ trong nháy mắt, kiếm đạo đại thế trên không kiếm đế thành bị điều động, dẫn động vô số kiếm khí phong bạo, hóa thành kiếm ý lộng lẫy nhất, ngưng tụ trên một kiếm này chém tới tuyệt thế kiếm tiên đông hoàng giờ phút này thiên địa đã mất đi sắc thái giống như trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều dừng lại chỉ còn lại một kiếm đoạt thiên địa tạo hóa này một kiếm này có cấm kỵ kiếm đạo chi lực của hồng mông kiếm thể gia trì lại thêm kiếm tâm chinh phục và điều động thiên địa kiếm đạo đại thế hạ hâm lấy tu vi luân hồi cảnh tam trọng thi triển ra cho dù là cường giả luân hồi cảnh cửu trọng muốn chống cự cũng cực kỳ khó khăn làm không tốt thì sẽ bị một kiếm này chém giết nhìn thấy một kiếm này của hạ hâm kinh khủng như thế kiếm tiên đông hoang toàn lực thi triển vô tướng kiếm thể đồng thời kiếm ý bắt đầu bốc cháy lên vô cùng vô tận vô tướng kiếm khí dung hợp vào trong một kiếm hắn chém ra một kiếm này của hạ hâm khiến cho hắn cảm nhận sinh mệnh của mình bị uy hiếp hắn không dám bảo lưu lại chút nào thi triển toàn bộ nội tình mình có muốn toàn lực nên đón một kiếm này trong nháy mắt khi vô tướng kiếm thể của hắn toàn diện mở ra trong phạm vi vạn mét vô hình vô tướng kiếm khí hội tụ tới chỗ hắn vô tướng kiếm khí sắc bén thậm chí cắt đến không gian cũng bị bóp méo vô tướng thiên khuynh một kiếm trung cực của vô tướng kiếm thể vô tướng thiên khuynh hắn ôn dưỡng vô tướng kiếm thể ngàn năm mới có thể chém ra một kiếm này chém ra một kiếm này bản nguyên vô tướng kiếm đạo mà hắn ôn dưỡng ngàn năm cũng không còn cần ngàn năm mới có thể khôi phục lại tất cả chỉ đổi lấy một kiếm trung cực này nếu như một kiếm này còn không chiến thắng được hạ hâm chứng tỏ kiếm đạo của hạ hâm hơn xa hắn có thể bại trong tay kiếm thần như thế này hắn không lời oán trách vô tướng thiên khuynh bao trùm một kiếm hắn mới chém ra cả hai dung hợp lại chém vào một kiếm hạ hâm chém tới nhìn một kiếm vô tướng thiên khuynh không ngừng bay về phía hạ hâm giờ khắc này tất cả mọi người đang có mặt ở đây cho dù là người của kiếm đế thành hay là người đến đây quan chiến đều nín thở thắng bại ở trong giây phút này oanh một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc vô tướng thiên khuynh và cào cấm kỵ nhất kiếm cửu tiêu của hạ hâm trên không trung vô tướng kiếm khí của kiếm tiên đông hoang và vào cấm kỵ hồng mông kiếm khí của hạ hâm phong bạo lập tức quét sạch bốn phía giờ phút này không gian bị cắt đứt Tầng mây bị thổi thành hư vô trong nháy mắt, dư âm khuếch tán ra, khiến cho vật thể dưới mặt đất, cho dù là núi đá cỏ cây đều bị chấn động đến vỡ nát trong nháy mắt. Tu sĩ Hóa Hải Cảnh trở xuống đang quan chiến ở kiếm đế thành bị chấn động đến thổ huyết bay rớt ra ngoài, có người bay mấy ngàn mét mới rơi xuống đất, bị trọng thương. Cường giả Hóa Hải Cảnh trở lên chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại dư âm đó, nhưng mà cũng bị thương không nhỏ, từng người khí huyết cuồn cuộn, không trung dư âm tán đi, vô số tu sĩ vội vàng nhìn lên trên không muốn xem kết quả đối kháng lần này là kiếm tiên đông hoang thắng hay là kiếm thần thần châu thắng khi mọi người thấy rõ tình huống trên không trung hoàng sợ phát hiện một kiếm trung cực vô tướng thiên khuynh mà kiếm tiên đông hoang không tiếc hao tổn bản nguyên kiếm thể ngàn năm thi triển ra đã tiêu tán mà hạ hâm ngưng tụ thiên địa đại thế chém ra một kiếm uy lực không có giảm bao nhiêu vẫn kéo theo huy hoàng thiên uy có thể hủy diệt hết thảy chém xuống chỉ thấy một đạo kiếm quang kinh khủng không gì sánh kịp chém tới mình sắc mặt kiếm tiên đông hoang tái nhợt hắn bại hắn không phải là đối thủ của vị kiếm thần thần châu này một kiếm này của hạ hâm hồng mông tử khí vườn quanh thần cảnh kiếm thế đi theo những nơi đi qua không gian vỡ ra kéo theo uy thế không thể địch nổi chém về phía hắn một kiếm vô tướng thiên khuynh của hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được bao nhiêu uy thế của một kiếm này của hạ hâm hai người tranh lệch quá lớn kiếm tiên đông hoàng nhắm mắt lại chờ một kiếm này giáng lâm hắn tu luyện kiếm đạo kiếm ý cương trực công chính chạy trốn lùi bước là chuyện không thể nào hắn tu kiếm cả đời có thể chết ở trong tay một vị kiếm thần như thế này thì cũng có thể coi như chết có ý nghĩa nhưng mà hắn nhắm mắt lại chờ đợi hồi lâu nhưng một kiếm này của hạ hâm không có chém lên trên người hắn mà là bay lướt qua bên cạnh hắn rơi xuống kiếm đế thành phía sau hắn chém kiếm đế thành từ giữa ra một chẻ thành hai ngã sụp ra hai bên đồng thời trên mặt đường còn đường ở trung ương kiếm đế thành xuất hiện một cái khe rãnh cực lớn chính là bị một kiếm này của hạ hâm chém ra cái khe rãnh này dài mấy chục vạn mét giống như kéo dài vô tận chia toàn bộ kiếm đế thành thành đôi cũng không phải là hắn muốn cố ý hủy thành trì của kiếm tiên người ta mà là hắn thi triển ra một kiếm này nếu chém ra thì không thể thu hồi hắn chỉ có thể khống chế lại không chém giết vị đông hoang kiếm tiên đó thôi về phần kiếm đế thành phía sau hắn hạ hâm đã không thể ra sức hắn cũng rất bất đắc dĩ cấm kỵ kiếm thể và kiếm tâm cùng mở ra uy lực quá lớn ai bảo kiếm tiên này không kháng đánh như thế ngay cả một nửa uy lực trong một kiếm này của hắn cũng không có chống cự được có đôi khi quá mạnh cũng không tốt, Hạ Hâm cảm thấy bây giờ nếu như bán thần không ra, hẳn là hắn là đỉnh chiến lược trong thế giới này. Ai, vô địch đúng là tịch mịch, một người kháng đánh một chút cũng không có. Cảm ơn, Kiếm Tiên Đông Hoang mở miệng nói với Hạ Hâm một câu, ngươi thắng. Ta không bằng ngươi, hắn nói cảm ơn đương nhiên là vì mới nãy, đến thời khắc cuối cùng Hạ Hâm đổi hướng một kiếm đó, không có lấy tính mạng hắn. Bốn phía kiếm đế thành, giờ phút này, tất cả người tu hành đều yên tĩnh lại. Bọn họ còn chấn kinh với uy thế kinh khủng của một kiếm vừa rồi của Hạ Hâm. Quá mạnh, mạnh không gì sánh kịp, đây là thực lực của vị kiếm thần Thần Châu này sao? Thể chất kiếm đạo kinh khủng, lại có kiếm tâm, đồng thời lĩnh ngộ thiên địa kiếm thế mà cường giả thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra được. Vị kiếm thần Thần Châu này, bàn về thực lực kiếm đạo thì tuyệt đối là đệ nhất thế giới này. Tuyệt thế kiếm tiên Đông Hoang thua không oan, hắn rất mạnh, chỉ là kiếm thần Thần Châu mạnh hơn mà thôi, bởi vì mới nãy, một kiếm của kiếm tiên Đông Hoang Mặc dù là Tiêu Hao ngàn năm kiếm đạo bản nguyên chém ra nhưng cũng đã có thể sánh ngang với công kích của cường giả Luân hồi cảnh cao giai. Lấy Luân hồi cảnh nhị trọng chém ra công kích của cường giả Luân hồi cảnh cao giai, đủ để kiêu ngạo. Thế gian này, có được mấy người có thể vượt bốn cái tiểu cảnh giới trở lên chiến đấu. Kiếm Tiên Đông Hoang đã rất yêu nghiệt, chỉ đáng tiếc hắn sinh cùng một thời đại với vị kiếm thần thần châu này mà thôi. Sinh cùng một thời đại với nhân vật cấm kỵ như kiếm thần thần châu thì số mệnh đã định, tất cả yêu nghiệt đều sẽ bị trấn áp. Cùng thời đại cùng cảnh giới vị kiếm thần thần châu này tuyệt đối vô địch có lẽ chỉ có những yêu nghiệt trong thượng giới mới có tư cách tranh phong với vị kiếm thần thần châu này hạ giới không có trong lòng tu sĩ của kiếm đế thành và tu sĩ ủng hộ tuyệt thế kiếm tiên của đông hoang cảm thấy rất khó chịu thần tượng của bọn họ vị tuyệt đối sẽ không thua trong lòng bọn họ thua hắn thua ngay cả tài nguyên bọn cược với thiên môn là hắn thắng cũng không còn những tu sĩ bỏ toàn bộ tài sản ra chỉ còn lại cái quần trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ có khổ mà không nói được rất muốn khóc. Nếu biết như vậy thì đã không hâm mộ, nếu biết như vậy thì đã không đánh cược. Nhất thời đánh cược nhất thời thoải mái, thua thì mất sạch toàn bộ tài nguyên, không có tài nguyên. Sau này bọn họ chỉ có thể căng thẳng hấp thu thiên địa linh khí tu hành. Lúc này, Phúc Bá đang cười ha hả dẫn bốn vị thị thần còn lại và 25 vị thần nô của thiên môn đi thu tài nguyên trên người của đám người đánh cược đó. Coi như không tệ, lần này đánh cược lấy được tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên của tất cả tu sĩ trong kiếm đế thành và bảo khố kiếm đế thành vốn liếng của một thế lực siêu cấp tăng thêm tài nguyên của tất cả người tham dự đánh cược ở đây lần này thu hoạch không ít nói là cắt rau hẹ của toàn bộ giới tu hành không khác gì nhiều toàn bộ những tư nguyên này cộng lại đã có thể vượt tất cả tài nguyên mà bọn họ cướp được trong thời gian này có thể còn nhiều hơn một chút cho dù hạ hâm luyện chế tiên thiên thần dịch cho cơ thụy nhi một ngày một chén thì ít nhất cũng có thể luyện chế khoảng một tháng rưỡi phúc bá vơ vét tất cả tài nguyên tới cười ha hả đưa cho hạ hâm hạ hâm nhìn thấy lần này lại thu hoạch được nhiều tài nguyên như vậy cực kỳ hài lòng nếu có thêm vài lần tỉ thí như thế này nữa thì quá tốt đáng tiếc hạ hâm biết chuyện này chỉ có thể làm một lần lần sau những tu sĩ này sẽ thông minh hơn chắc chắn sẽ không rơi vào bẫy nữa ngươi rất không tệ hạ hâm tán dương kiếm tiên đông hoang một câu hắn khen đương nhiên không phải nói kiếm tiên đông hoang này có thực lực mạnh mà là khen bảo khố của kiếm đế thành hắn nhiều không hổ là thế lực truyền thừa trên vạn năm hắn và kiếm tiên đông hoang này không có oán thủ gì cho nên mới nãy hắn không có hạ sát thủ chỉ không cẩn thận hủy quê quán kiếm đế thành của kiếm tiên này thôi một kiếm của hắn trực tiếp chém vào giữa kiếm đế thành chẻ nó ra làm đôi nhưng mà hạ hâm cũng hết cách rồi trong lòng rất bất đắc dĩ đến kiếm đế thành đánh dấu là nhiệm vụ mà hệ thống phá rỡ phát hắn biết cho dù hắn đã cẩn thận chú ý nhưng cuối cùng vẫn bị hệ thống đắc thủ khiến cho kiếm đế thành của kiếm tiên người ta bị chém ra làm đôi bây giờ hệ thống phá rỡ rất vui vẻ khi đạt được mục đích nhưng mà hạ hâm khen nhưng kiếm tiên đông hoang lại không hiểu là có ý gì hắn đang khen thực lực của ta mạnh vậy là tán thành ta rồi trong lòng kiếm tiên đông hoang có chút vui mừng mặc dù thua sạch tài nguyên và tiền đặt cược nhưng có thể được vị kiếm thần thần châu này tán thành cũng được hạ hâm nói xong thì dẫn một đám thị thần và thần nô của thiên môn rời khỏi đây chuyện đã xong ở lại đây cũng không có ý nghĩa bây giờ hắn còn có một địa điểm trong nhiệm vụ đánh dấu thế lực ma đạo xếp hạng thứ hai vạn ma điện bởi vì chuyện của băng ma lão tổ vạn ma điện muốn hắn đến giải thích vậy thì hắn đến Tài nguyên trong bảo khố của vạn ma điện cũng không ít, nếu muốn hắn đến giải thích, vậy tới đó thuận tiện mượn một chút tài nguyên cũng không quá đáng chứ. Lại đánh dấu ở vạn ma điện một cái, có lẽ có thể tăng tu vi lên tới luân hồi cảnh tứ trọng trở lên, như vậy cách thần cảnh cũng không xa. Đến thần cảnh thì có thể phá thế giới bích trướng, đến những hạ giới khác mượn tài nguyên. Trên người hắn còn có côn bằng bảo cốt, câu cá chấp pháp, chuyện này đã lâu hắn không làm rồi. Đến lúc đó hắn có thể lẻn qua thế giới khác, ẩn giấu tu vi đến tàng cung cảnh, sau đó lấy côn bằng bảo cốt ra tản bộ một vòng với sự hấp dẫn của côn bằng bảo cốt với tu sĩ đến lúc đó còn không bị tu sĩ thế giới đó truy sát khắp thế giới muốn cướp đoạt côn bằng bảo cốt của hắn sao đến lúc đó hắn lại cướp ngược lại lại có tài nguyên luyện chế tiên thiên thần dịch cho nương tử đi mấy tiểu thế giới khác làm y như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người tu hành đến cướp bóc côn bằng bảo cốt trên người hắn sau đó hắn cướp ngược lại có thể nói đây là một con đường phát tài nhưng mà trước khi làm như vậy thì hắn cần phải nghĩ cách tăng tu vi lên tới thần cảnh mới được. Trước tiên phải chuẩn bị thêm một chút tài nguyên, bây giờ tài nguyên trên người hắn chỉ có thể đủ luyện chế tiên thiên thần dịch cho nương tử phục dụng trong vòng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi cũng không biết có đủ hay không. Thôi, trong khoảng thời gian này, cho Phúc Bá dẫn một đám thần nô đi thăm thế lực Tà đạo ở Đông Hoang, Bắc Mạc, Tây Vực, Nam Lĩnh một chút đi. Thế lực Tà đạo trong Thần Châu đại địa đã mượn đủ hết rồi, nên đến mượn bọn họ vì bồi dưỡng con mình mượn một chút tài nguyên cũng đâu quá đáng đúng không việc xây dựng thiên môn đã đi vào quỹ đạo có đại yêu tàng cung cảnh do phúc bá thu phục giám sát mấy người phúc bá không cần mỗi ngày thủ chỗ đó bây giờ tu vi năm vị thị thần phúc bá đã đạt tới luân hồi cảnh nhị trọng còn có 25 vị thần nô tàng cung cảnh tam trọng những thế lực tà đạo trong đông hoang tây vực bắc mạc nam lĩnh và trong thần châu đại địa người mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước luân hồi cảnh bọn họ có thể ăn được hết chờ mấy người phúc bá mượn sạch tài nguyên trong tay thế lực ta đạo ở mấy khu vực này về Số lượng thiên tài địa bảo ít nhất cũng có thể đủ cho hắn luyện chế Tiên Thiên Thần Dịch 4 tháng, 4 tháng thêm 2 tháng rưỡi, như vậy trong vòng nửa năm hắn cũng không cần lo về vấn đề tài nguyên luyện chế Tiên Thiên Thần Dịch cho nương tử nhà mình. Trong vòng nửa năm này, hắn sẽ nghĩ cách tăng tu vi lên tới thần cảnh trở lên, bắt đầu kế hoạch câu cá chấp pháp, kiếm tài nguyên. Nhìn thấy Hạ Hâm dẫn một đám cao thủ thiên môn rời đi, tu sĩ tụ tập bốn phía kiếm đế thành cũng nhao nhao rời đi. Chuyện xảy ra trong kiếm đế thành hôm nay, hẳn là không bao lâu thì sẽ truyền khắp toàn bộ giới tu hành kiếm tiên đông hoang đánh với kiếm thần thần châu một trận là kiếm tiên đông hoang thua hơn nữa bị thua rất triệt để kiếm thần thần châu lĩnh ngộ kiếm đạo đã đạt tới thần cảnh bước lên đỉnh thế giới này hơn nữa lần ước chiến này khi song phương so đấu nội tình thiên môn cường thế triển lộ ra nội tình có được 30 cường giả tàng cung cảnh trở lên của bọn họ lại thêm kiếm thần thần châu có tu vi luân hồi cảnh tam trọng nữa thiên môn đã nhảy vọt lên trở thành thế lực siêu cấp có thể sánh ngang với các thế lực siêu cấp xếp hạng cao trong thế giới này như phật tông vạn ma điện Hạ Hâm dẫn bọn người Phúc Bá một đường trở về Thần Châu Đại Địa. Đi vào Thần Châu, Hạ Hâm nói với Phúc Bá, ngươi dẫn bọn họ đi làm một chuyện. Phúc Bá nghe vậy thì nói, xin chủ nhân cứ dặn dò, lão nô sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử, cũng không phải chuyện lớn gì, chính là. Hạ Hâm từ từ nói cho Phúc Bá, chính là sai Phúc Bá dẫn bốn vị thị thần còn lại và 25 vị thần nô đi thế lực Tà Đạo ở Đông Hoang, Tây Vực, Nam Lĩnh, Bắc Mạc mượn một chút tài nguyên mà thôi. Phúc Bá nghe xong thì nở nụ cười hèn mọn, nói chủ nhân yên tâm lão nô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ừm hạ hâm cũng nở nụ cười nói mượn sạch sẽ một chút đừng để lại gì cho bọn họ chủ nhân yên tâm việc này lão nô quen phúc bá hèn mọn cười nói cuối cùng phúc bá dẫn theo bốn vị thị thần còn lại và 25 vị thần nô chia tay hạ hâm mỗi người đi một ngả hạ hâm trở về vương triều đại hạ ở huyền vực mà 30 người phúc bá thì là đi tới bên bắc mạc ra tay với bắc mạc trước đi sau đó lại tới tây vực tiếp đó là nam lĩnh cuối cùng là đông hoàng mượn xong hết thì trở về phục mệnh mà lúc này thần châu đại địa trong thiên ma giáo quần ma loạn vũ vài canh giờ sau các ma đầu bên ngoài thiên ma giáo được thiên ma lệnh cấp một triệu hoán toàn bộ về tới thiên ma giáo năm vị lão ma đế thiên ma giáo với 38 vị lão tổ tàng cung cảnh còn có mấy trăm vị ma đầu vô thủy cảnh như hỗn nguyên ma quân đều có mặt trong đại điện thiên ma giáo chờ cơ thụy nhi về trên quảng trường bên ngoài đại điện mấy vạn ma tu hóa hải cảnh trở lên hội tụ ở đó ma khí trùng thiên lúc này Cơ Thụy Nhi sắc mặt khó coi từ bên ngoài bay về, đáp xuống quảng trường, tham kiếm giáo chủ. Trên quảng trường, mấy vạn ma tu hóa hải cảnh trở lên đồng loạt quỳ xuống, hành lễ với Cơ Thụy Nhi. Cơ Thụy Nhi gật gật đầu, nói, đứng lên đi. Nói xong, nàng đi thẳng vào trong đại điện thiên ma giáo, chủ thượng, giáo chủ, giáo chủ. Hỗn nguyên ma quân và các ma đầu đang có mặt ở đây nhao nhao hành lễ với Cơ Thụy Nhi. Cơ Thụy Nhi vào trong đại điện, đi thẳng đến trước mặt năm vị lão ma đế nhìn cơ thụy nhi sắc mặt khó coi đang nổi nóng lão ma đế mạnh nhất thiên ma giáo đại sư phụ của cơ thụy nhi luân hồi cảnh cửu trọng ma tôn mở miệng nói sao vậy đồ nhi sao đột nhiên sử dụng thiên ma lệnh là bị người ta bắt nạt hay sao nói cho đại sư phụ đại sư phụ giải quyết cho lão ma tôn dò hỏi nhị sư phụ cơ thụy nhi vị lão ma đế luân hồi cảnh bát trọng cũng mở miệng nói là ai dám khi dễ đồ nhi ngoan của chúng ta nói cho nhị sư phụ nhị sư phụ đi vặn đầu hắn xuống cho ngươi ai dám khi dễ thụy nhi nhà chúng ta không muốn sống sao ba lão ma đế còn lại cũng mở miệng nói bốn phía thiên ma giáo các lão tổ tàng cung cảnh và ma đầu vô thủy cảnh cũng đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn giáo chủ nhà mình ai dám khi dễ giáo chủ của bọn họ khiến cho giáo chủ của bọn họ không vui thì chính là khiến cho bọn họ không vui chính là khiến cho cả thiên ma giáo không vui trở lại tổng bộ thiên ma giáo giống như là về tới nhà mẹ đẻ nhìn thấy năm vị sư phụ và đông đảo ma đầu quan tâm mình trong lòng cơ thụy nhi thấy ấm áp nàng cắn răng mở miệng nói là thánh chủ của đệ nhất thế lực siêu cấp ở đông hoang man hoang thánh tông nữ nhân này hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nàng một trận cơ thụy nhi tức giận bất bình nói nữ nhân này quyến rũ phu quân nàng không thành thì âm dương quái khí nói nàng không được nói phu quân nàng không có mắt cưới nàng là phu quân nàng lỗ hôm nay nàng muốn cho nữ nhân này biết ai mới là thằng hề thánh chủ man hoang thánh tông thiên tài thánh chủ dùng trăm năm đột phá đến luân hồi cảnh đệ nhất thiên tài ở đông hoang trong vạn năm qua nhị sư phụ của cơ thụy nhi hỏi ngươi còn khen nàng cơ thụy nhi nghe nhị sư phụ mình nhắc đến nàng mà còn thêm nhiều sự tích như vậy tức giận đến dậm chân nàng chỉ là cái đồ không biết liêm sỉ là đồ tiểu nhân quyến rũ phu quân người ta không thành thì chỉ bới nương tử người ta mà thôi ngươi khen nàng đệ nhất thiên tài làm gì tại sao ngươi phải khen nàng nàng không xứng được rồi được rồi được rồi không nói nữa nhị sư phụ của cơ thụy nhi vội vàng nói nàng dám chọc đồ nhi ngoan của chúng ta không vui như vậy chính là khiến cho năm lão gia hỏa chúng ta không vui. Nhị sư phụ của cơ thụy nhi nhìn tất cả ma đầu đang có mặt ở đây, nói, chúng ma nghe lệnh, lập tức xuất phát. Đến man hoang thánh tông ở đông hoang, cho thánh chủ man hoang thánh tông đó biết lợi hại, tuần lệnh. Trong đại điện, một đám ma đầu lập tức khí thế hùng hổ, muốn đến man hoang thánh tông ở đông hoang dạy dỗ bọn họ một cái, giao ai cho giáo chủ của mình. Toàn bộ đều đi hết đi, một vị sư phụ và năm vị tàng cung cảnh ở lại thủ thiên ma giáo là được. Cơ Thụy Nhi nói, hôm nay ta phải khiến cho nữ nhân đó đẹp mặt. Trong thiên ma giáo có phong ấn thiên ngoại tà tộc, nhất định phải để lại một vị luân hồi cảnh chấn thủ. Lại thêm năm vị tàng cung cảnh với có đại trận hộ giáo, người bình thường không công phá được phòng ngự của thiên ma giáo. Cho dù là muốn công phá thì cũng phải tốn mấy canh giờ. Mấy canh giờ đã đủ cho nàng dẫn người chạy về. Man Hoang Thành Tông là đệ nhất thế lực ở Đông Hoang, lại thêm nữ nhân đó, tổng cộng có bốn vị luân hồi cảnh. Nàng dẫn bốn vị sư phụ qua đó, lại thêm nàng nữa thì chính là năm vị luân hồi cảnh, về số lượng thì đã nhiều hơn bọn họ còn về mặt chất lượng nàng và đại sư phụ đều là cảnh giới luân hồi cảnh cửu trọng tam sư phụ ở lại thủ thiên ma giáo thì không tính nhị sư phụ tứ sư phụ ngũ sư phụ lần lượt là luân hồi cảnh bát trọng luân hồi cảnh lục trọng luân hồi cảnh ngũ trọng bốn vị luân hồi cảnh của man hoang thánh tông người mạnh nhất là lão thánh chủ cũng chỉ là luân hồi cảnh bát trọng mà thôi ba người còn lại lần lượt là luân hồi cảnh lục trọng luân hồi cảnh tứ trọng luân hồi cảnh nhất trọng nữ nhân đó chính là người yếu nhất chỉ có luân hồi cảnh nhất trọng về mặt chất lượng thì cũng không sánh bằng người nàng dẫn qua đó hôm nay nàng muốn nghiền ép nữ nhân đó từ mọi phương diện nàng chính là người cuột cường như vậy nếu như chỉ là đơn đấu thì một mình nàng đến đó là có thể bãi bình man hoang thánh tông nhưng nàng không muốn nàng muốn để cho nữ nhân đó biết cái gì là cảm giác áp bách cơ thị nhi dẫn đầu dẫn bốn vị sư phụ và chúng ma trong đại điện khi thế hùng hổ đi ra sau đó dẫn theo mấy vạn ma đầu trong sân rộng do năm vị cường giả luân hồi cảnh bọn họ dẫn dắt phi hành trực tiếp đi đến man hoang thánh tông ở đông hoang mà lúc này hạ hâm đã trở về tới huyền vực chuẩn bị đi vào vương triều đại hạ đúng lúc này hạ hâm đang phi hành thì đột nhiên dừng lại chỉ thấy một lão đạo dựng râu trừng mắt lơ lửng ở trong không trung phía trước đang nhìn hắn chằm chằm không phải là trưởng giáo đạo tông thì còn là ai nữa hai người hạ hâm và trưởng giáo đạo tông mắt lớn trừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời khí tức đột nhiên trở nên kỳ diệu hạ hâm rất lúng túng trưởng giáo xem như là nửa sư phụ của hắn, chỉ là không có chính thức bái sư mà thôi. Hắn ở đạo tông 10 năm, phương diện kiếm đạo và tri thức tu hành đều là do vị trưởng giáo đạo tông này truyền thụ cho hắn, trưởng giáo làm người không tệ, là người hạ hâm tương đối kính trọng, cho nên trước đó khi bế quan ở tư quá nhai, đại ca hắn tới tìm hắn, hắn mới hỏi thăm trước xem trưởng giáo có biết được chuyện này hay không, có đồng ý cho hắn xuống hay không. Bây giờ thì ngon rồi, nói là bế quan ở tư quá nhai, kết quả lại lén lúc chạy ra ngoài đùa nghịch hai tháng gây chuyện khắp nơi trong thần châu đại địa, bây giờ trực tiếp đụng phải trưởng giáo, không nhận ra ta, không nhận ra ta. Hạ hâm thầm cầu nguyện trong lòng, bây giờ hắn đeo mặt nạ, hơn nữa tu vi tăng lên nhiều như vậy, hẳn là trưởng giáo không nhận ra hắn. Nhưng mà ngay lúc hạ hâm trột dạ, trưởng giáo đạo tông âm dương quái khí mở miệng nói, ai cha, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần trong thần châu đại địa sao. Đúng là khéo quá nha, bị lão đạo ta gặp được, không biết kiếm thần có biết một đứa quên ơn của đạo tông ta hay không phạt hắn bế quan ở tư quá nhai hắn thì ngon rồi lén lúc chạy ra ngoài cưới thê tử cũng không thèm nói không thèm thông báo cho mấy lão gia hỏa đã dạy dỗ hắn mươi năm như chúng ta đến uống rượu mừng những năm này sợ là dạy sai người nói xong trưởng giáo đạo tông còn cố ý chừng hạ hâm một cái bị bắt tại trận hạ hâm cũng không biết nên nói cái gì nên giải thích thế nào rất lúng túng hạ hâm đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào rõ ràng là trưởng giáo phát hiện thân phận của hắn hạ hâm nhìn nửa ngày chỉ thốt ra được một câu, trưởng giáo. Thật là đúng dịp, trưởng giáo đạo tông nhìn hắn, cố ý âm dương quái khí nói, đúng vậy, thật là đúng dịp, những lão gia hỏa chúng ta không xuống núi, sợ là có người ngay cả tông môn cũng quên luôn. Sao có thể như vậy được, hạ hâm ta sống là người của đạo tông, chết là quỷ của đạo tông, hạ hâm vội vàng nghiêm trang nói. À. Trưởng giáo đạo tông đưa mắt nhìn chằm chằm hắn, nói: "Có người chẳng những cưới ma nữ Thiên Ma giáo, còn tự thành lập thế lực riêng ở bên ngoài, thiên môn đó sợ là thực lực đã sánh ngang với đạo tông chứ nói như vậy không biết có chột dạ hay không chuyện này hạ hâm bị nói đến không biết nói gì hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian này những chuyện hắn hình như đều là đối nghịch với đạo tông rõ ràng bị phạt bế quan ở tư quá nhai hắn lại lén lúc xuống núi đây là sai lầm đầu tiên thân là trưởng lão đạo tông lại cưới nữ trưởng lão thiên ma giáo làm vợ đây là sai lầm thứ hai thân là người của đạo tông lại thành lập thế lực mới ở bên ngoài đây là sai lầm thứ ba những chuyện này gần như đều là đối nghịch với đạo tông nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể giải thích được vì những chuyện này đều là chuyện mà hắn nhất định phải làm đạo tông có ơn lớn truyền đạo dạy nghề cho hắn trưởng giáo đạo tông xem như nửa sư phụ của hắn mặc dù trưởng giáo không có chính thức cử hành nghi thức thu đồ nhưng trưởng giáo đối xử với hắn như là đệ tử thân truyền hắn vĩnh viễn là người của đạo tông đây là chuyện không thể nghi ngờ mà nương tử là người quan trọng nhất với hắn đã mang thai con hắn hắn không thể từ bỏ nương tử mình mà thiên môn là thế lực hắn một tay tạo dựng lên để cho hắn sử dụng phúc bá vân bà những thị thần đắc lực này đều là một tay hắn bồi dưỡng lên cũng không thể mất đi lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều là thịt hắn cũng rất khó khăn hắn cũng nghĩ xem có biện pháp song toàn nào không đáng tiếc không có cho nên một hắn vẫn chưa dám về đạo tông chỉ hy vọng thế thân trong đạo tông có thể man thiên quá hải ai ngờ vẫn bị trưởng giáo phát hiện trực tiếp tìm đến đây nhìn thấy hạ hâm hết sức khó xử trưởng giáo đạo tông hừ lạnh một tiếng lấy bảy cái không gian giới chỉ ra ném cho hạ hâm ngươi thành thân bảy lão gia hỏa chúng ta không có đến dự làm trưởng bối cũng không có thứ gì cho ngươi trong bảy cái không gian giới chỉ này là tài nguyên bảy lão gia hỏa chúng ta thu thập được không phải ngươi cần một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng con của ngươi sao đây là tấm lòng của mấy lão già chúng ta dành cho đứa nhỏ trưởng giáo đạo tông mở miệng nói hạ hâm nghe vậy thì trong lòng hết sức cảm động trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đạo tông quá tốt rồi 10 năm hắn ở đạo tông Trưởng giáo chăm chú dạy bảo hắn, cho hắn không ít tài nguyên, bởi vì chuyện hắn ở chung với nương tử trong di tích lộ ra, đạo tông bị chỉ trích, nhưng mà đạo tông cũng chỉ phạt hắn diện bích ở tư quá nhai, xem như tượng trưng thôi. Bây giờ hắn chẳng những lén mò xuống núi mà còn cưới trưởng lão Thiên Ma giáo, lại thành lập thế lực của mình. Đạo tông vẫn đối xử với hắn tốt như vậy, mặc dù mỗi câu nói của trưởng giáo đều trách hắn nhưng giấu sau đó lại là quan tâm. Đạo tông đối xử với hắn như mối tình đầu, hắn lại lừa đạo tông trăm ngàn lần, trưởng giáo các người quá tốt. Hạ Hâm không chế không nổi, chạy tới ôm trưởng giáo đạo tông một cái, trong mắt có chút ướt át. Hóa ra thế giới này còn có nhiều trưởng bối âm thầm quan tâm hắn như vậy. Hừ, trưởng giáo đạo tông hừ một tiếng, tỏ vẻ kiêu ngạo. Biết nói chúng ta tốt mà còn xuống núi lâu như vậy, thành thân cũng không cho chúng ta biết một tiếng, ta dù gì cũng coi như là nửa sư phụ của ngươi, ngươi lại khiến cho chúng ta ngay cả rượu mừng cũng không được uống. Trưởng giáo đạo tông vẫn không cho hắn sắc mặt tốt nhưng mà một cái tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hạ hâm mặc dù tiểu tử này làm việc có chút đáng giận nhưng mà những trưởng bối bọn họ cũng đâu có so đo với hắn nếu như bọn họ muốn trách phạt hắn thì lúc trước sẽ không chỉ phạt hắn diện bích ở tư quá nhai hơn nữa còn là diện bích nhưng tương đối tự do không điều động người trông coi tương đương với cho hắn quyển chọn một địa điểm ổn định làm nơi bế quan tiểu tử này thì ngon lắm chuồn đi chẳng những thành thân mà ngay cả con cũng có luôn rồi cũng không thông báo cho bọn họ lấy một tiếng đúng là khiến cho người ta tức chết nếu không phải lão đạo tôn nhắc nhở thì bọn họ vẫn chưa hay biết gì đâu ai nha lúc ấy đệ tử cũng không dám dù sao đệ tử lén trốn ra ngoài còn cưới người trong ma đạo sao đệ tử dám thông báo cho trưởng giáo sư phụ chứ không phải là đệ tử sợ bị sư phụ dần cho một trận sao đúng không hạ hâm ôm trưởng giáo một hồi hai người tách ra sau đó cười đùa tí từng nói biết trưởng giáo không có giận hắn hơn nữa còn đưa tài nguyên tới cho hắn hắn biết không phải trưởng giáo đến trách phạt hắn cũng không phải đến bắt hắn trở về. Hắn cũng yên tâm, dù sao bây giờ nương tử đang mang thai, hơn nữa bồi dưỡng thì vẫn còn cần một lượng lớn tài nguyên, bây giờ tuyệt đối không thể bị bắt về đạo tông diện bích được. Hừ, ngươi không dám, ta thấy lá gan của ngươi lớn hơn bất cứ ai luôn ấy chứ. Trưởng giáo đạo tông nghiêm mặt lại, nói, danh dự của đạo tông sắp bị ngươi làm cho mất sạch hết rồi. Hắc hắc, trưởng giáo yên tâm, những chuyện ta làm ở bên ngoài đều là dùng thân phận khác đi làm, không có ai biết ta là trưởng lão đạo tông đâu. Hạ hâm cười nói, hạ hâm ta có hố ai cũng không thể nào hố tông môn của mình được đúng không hoàn toàn chính xác hắn phái người cướp bóc thế lực tà đạo bốn phía khi làm những chuyện này hắn không có để cho người ta thân phận của hắn là trưởng lão đạo tông dù sao đạo tông không giống như là thiên ma giáo thiên ma giáo thấy ngươi trong tà đạo khó chịu thì có thể cướp chơi đạo tông thì không được đạo tông là thế lực chính đạo xếp hạng thứ nhất mọi cử động đều phải giữ vững phong phạm của thế lực đứng đầu chính đạo tương đối chú trọng mặt mũi làm chuyện gì cũng phải có lý có cứ không thể để cho người ta có cơ nói ra nói vào. Ừm, xem như tiểu tử ngươi tương đối thông minh, được rồi, xuống núi một chuyến, đến thăm ngươi một chút, đưa tấm lòng của mấy lão gia hỏa chúng ta đến tay ngươi là được rồi. Ta chuẩn bị trở lại đạo tông, phong ấn thiên ngoại tà tộc trong đạo tông cực kỳ quan trọng, liên quan đến an nguy của toàn bộ thế giới. Ta cũng không thể rời đi quá lâu, trưởng giáo đạo tông nói. Trưởng giáo đạo tông đưa bảy cái không gian giới chỉ trên tay cho hạ hâm, nói, ta đi xuống đây là muốn nói cho tiểu tử ngươi một tiếng, đạo tông không có trách ngươi ngươi không cần che che lấp lấp ngươi có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay những lão gia hỏa chúng ta đều rất vui mừng sau này ngươi muốn về đạo tông thì về gặp được chuyện gì không thể xử lý được hoặc là gặp được kẻ địch mạnh mẽ thì có thể đến đạo tông tìm chúng ta mấy lão gia hỏa chúng ta đều ủng hộ ngươi nghe vậy trong lòng hạ hâm lại ấm lên có đạo tông có trưởng giáo sư phụ và chư vị trưởng bối đạo tông thì quá tốt hắn là một người rất may mắn có thể gặp được những trưởng bối đạo tông như thế này trong giới tu hành tàn khốc nếu đổi thành thế lực khác thì chắc chắn đã ngấp nghé bí mật trên người hắn rồi nhưng đạo tông không những không có ngấp nghé bí mật trên người hắn mà còn nâng đỡ hắn nói nếu hắn gặp được chuyện rắc rối không thể giải quyết được thì có thể về tìm giúp đỡ hạ hâm quỳ xuống trên hư không thi lễ một cái với trưởng giáo đạo tông nói trưởng giáo yên tâm hạ hâm ta một ngày là người của đạo tông thì cả đời đều là người của đạo tông cho dù sau này ở bên ngoài ta phát triển thành như thế nào thì đạo tông vĩnh viễn là tông môn của ta nghe hạ hâm nói như vậy trưởng giáo đạo tông nở một nụ cười mừng rỡ quả nhiên không có ủng công bọn họ thương tiểu tử này với tiềm lực của tiểu tử này bây giờ thiên môn mà hắn thành lập chắc chắn sẽ không yếu hơn đạo tông dưới tình huống này tiểu tử này vẫn cam kết với hắn như vậy như vậy cũng chứng tỏ được tấm lòng của hắn hắn chưa bao giờ quên ơn dạy bảo của đạo tông đứng lên đi trưởng giáo đạo tông nâng hạ hâm lên nói cứ như vậy đi ta đi về nói xong trưởng giáo đạo tông quay người bay đi mất trong đạo tông có phong ấn thiên ngoại tà tộc hơn nữa còn là chỗ phong ấn mạnh nhất, không thể có sơ xuất, thiên ngoại tà tộc một chủng tộc tương đối mạnh mẽ trong số đông đảo tiểu thế giới hạ giới, thường xuyên xâm lấn những tiểu thế giới còn lại. Nếu như bị thiên ngoại tà tộc đột phá được phong ấn giết vào thế giới này, sợ là thế giới này sẽ sinh linh đổ thán. Cho nên phong ấn thiên ngoại tà tộc trong đạo tông không thể sơ thất được. Hơn nữa, sở dĩ trưởng giáo đạo tông vội vã chạy về như thế cũng là không muốn theo hạ hâm trở về phủ thân vương ở vương triều đại hạ, dù sao thì thê tử của hắn cũng là nữ ma đầu của thiên ma giáo hắn là trưởng giáo đạo tông bây giờ hắn đến nhà hạ hâm thì rất là bất tiện đối với cả hai đều không tốt cho nên hắn chọn trực tiếp đưa tài nguyên cho hạ hâm sau đó đi về vậy trưởng giáo đi thong thả hạ hâm tạm biệt trưởng giáo đạo tông đương nhiên hắn cũng biết trong đạo tông có phong ấn thiên ngoại tà tộc cho nên cũng không có giữ trưởng giáo lại huống hồ thân phận trưởng giáo đặc thù hắn cũng không tiện dẫn trưởng giáo về vương triều đại hạ nếu không đến lúc đó hắn gặp nương tử mình bầu không khí sẽ rất xấu hổ gặp trưởng giáo như vậy thôi cũng được Hạ Hâm dùng thần thức kiểm tra bảy cái không gian giới chỉ trưởng giáo đưa tới. Không kiểm tra không biết, vừa kiểm tra một phát là giật mình, trong mỗi cái không gian giới chỉ đều có một lượng tài nguyên lớn. Đặc biệt là một cái trong đó, tài nguyên chứa trong đó đủ để cho hắn luyện chế tiên thiên thần dịch cho năm ngày. Sáu cái còn lại thì ít hơn một chút, nhưng mà toàn bộ sáu cái cộng lại cũng đủ cho hắn luyện chế tiên thiên thần dịch cho chừng 10 ngày. Nói cách khác, tài nguyên trong bảy cái không gian giới chỉ có thể đủ cho hắn luyện chế tiên thiên thần dịch cho chừng nửa tháng. Hạ Hâm lại cảm động. Lúc đầu hắn cho là tài nguyên mà trưởng giáo đưa tới có thể sẽ không có bao nhiêu, xem ra là hắn coi thường của cải của trưởng giáo và chư vị tiền bối luân hồi cảnh của đạo tông. Bảy vị trưởng bối, trong không gian giới chỉ của mỗi người đều có rất nhiều. Đặc biệt là lão đạo tôn đó, đủ để hắn luyện chế tiên thiên thần dịch cho năm ngày, tương đương với hơn năm lần tài nguyên mà hắn lấy từ tay tám ma ngày đó. Quả nhiên đại lão bán thần cảnh không giống như những người khác. Hơn nữa hạ hâm cảm động nhất chính là bọn họ chịu lấy ra cho mình. Còn là vô điều kiện, lấy ra tặng cho hắn, những trưởng bối này thật lòng tốt với hắn hạ hâm âm thầm quyết định cho dù tương lai như thế nào thì đạo tông mãi mãi là tông môn của hắn những trưởng bối này mãi mãi là người hắn tôn kính nhất hạ hâm cất kỹ tài nguyên trong không gian giới chỉ sau đó mừng khớp khởi trở về phủ thân vương trong vương triều đại hạ lại lấy được nửa tháng tài nguyên bây giờ trên người đã tích lũy được ba tháng tài nguyên rồi thoải mái trở lại phủ thân vương hạ hâm gọi vân bà tới lại gọi một đội trưởng đội hộ vệ và năm tên hộ vệ tới ban một viên thị thần đan và năm viên thần nô đan mới lấy được cho bọn họ thị thần mới tên là đinh tiêu sau khi phục dụng thị thần đan thì tu vi của hắn tăng lên tới luân hồi cảnh nhị trọng bây giờ bên trong thiên môn ngoại trừ hắn ra thì đã có được bảy vị thị thần luân hồi cảnh ngoài ra thần nô tàng cung cảnh lại có thêm được năm vị cũng đạt tới ba mươi vị hạ hâm phái sáu người bọn họ đến linh vực tọa trấn giám sát xây dựng thiên môn năm người phúc bá sẽ dẫn theo hai mươi năm vị thần nô còn lại đi tìm các thế lực tà đạo mượn tài nguyên Tổng bộ thiên môn chỉ có mỗi con đại yêu tàng cung cảnh bị phúc bá thu phục, vừa khéo có thể phái sáu người bọn họ đến đó tọa chấn. Sai sáu người đi, sau đó hạ hâm ở trong phủ thân vương, chỉ đạo hạ tiểu tiểu và lâm Hòa nhi. Chỉ đạo hạ tiểu tiểu đồng thời trong lòng hạ hâm có chút đắc ý. Lần này, thiên môn gây ra động tĩnh đủ lớn ở Đông Hoang rồi chứ, nội tình biểu hiện ra đã đủ mạnh rồi chứ. 30 vị tàng cung cảnh hiện thế, loại nội tình như thế này, cho dù là so với thế lực xếp hạng thứ nhất chính ma hai đạo như thiên ma giáo hoặc là đạo tông thì cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời hắn cũng biểu hiện ra tu vi luân hồi cảnh tam trọng. Xếp hạng trong bảng thần tượng của cô gái nhỏ ngươi cũng nên đổi rồi chứ. Xem cô gái nhỏ ngươi còn dám nói tuyệt thế kiếm thần ta tu vi không đến luân hồi cảnh. Xem cô gái nhỏ còn dám nói thế lực thiên môn của tuyệt thế kiếm thần ta có nội tình yếu hay không. Nữ đế thiên ma giáo, xem ta có vượt qua ngươi hay không. Bây giờ chỉ đợi đến tin tức truyền về, bị cô gái nhỏ này biết được. Hạ Hâm nghĩ đến đó, vui vẻ ngâm nga một giai điệu, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Mà Hạ Hâm không biết là lần này hắn muốn vượt qua xếp hạng của Cơ Thụy Nhi trên bảng thần tượng của Hạ Tiểu Tiểu, sợ là lại phải thất bại lần nữa rồi. Bởi vì vừa hắn là Cơ Thụy Nhi, bây giờ đã đến Đông Hoang muốn làm một chuyện còn lớn hơn so với chuyện hắn đánh bại tuyệt thế kiếm tiên ở Kiếm Đế Thành nữa. Hôm nay Cơ Thụy Nhi dẫn theo toàn bộ cao thủ của Thiên Ma Giáo đánh tới Man Hoang Thánh Tông, Song Phường đánh nhau, một phe là thế lực siêu cấp xếp hạng thứ nhất Đông Hoang một phe là thế lực siêu cấp xếp hạng thứ nhất trong ma đạo ở thần châu hai bên đánh nhau chuyện này tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn là chuyện tuyệt thế kiếm thần quyết đấu với tuyệt thế kiếm tiên không thể nào nhỏ hơn được hơn nữa lần này chắc chắn cơ thụy nhi sẽ bộc phát ra thực lực luân hồi cảnh cửu trọng và chiến lược thần cảnh của nàng thô bạo trấn áp thánh chủ man hoang thánh tông đó đến lúc đó uy vọng của nàng trong thế giới này sẽ lên đến đỉnh điểm cho dù là vị lão đạo tôn của đạo tông thì cũng không bằng Hạ Hâm muốn được xếp ở vị trí cao hơn nàng trên bảng xếp hạng của Hạ Tiểu Tiểu thì khó lắm. Cơ Thụy Nhi là đại đế đỉnh phong ở thượng giới truyền thế, năng lực vượt cấp chiến đấu đương nhiên không nói chơi. Mặc dù tu vi nàng chỉ có luân hồi cảnh cửu trọng nhưng cường giả thần cảnh đê giai tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, nàng tự tin như thế. Cho dù là cường giả thần cảnh trung giai thì nàng cũng có sức đánh một trận. Đây là chỗ biến thái của đại đế truyền thế. Lúc này, Trung ương Đông Hoang, Tổng bộ Man Hoang Thánh Tông. Khương Tuyền Hy vừa trở về không lâu, Nàng chậm rãi nhớ lại chuyện nàng bị vị kiếm thần thần châu đó cự tuyệt ở kiếm đế thành hôm nay, còn có chuyện nàng nói bóng gió châm chọc thê tử vị kiếm thần thần châu đó, trong lòng mừng thầm. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng nàng không lỗ, nàng là thánh chủ man hoang Thánh Tông, đệ nhất mỹ nhân đông hoang, tính cách cũng cực kỳ kiêu ngạo. Toàn bộ đông hoang, tu sĩ muốn theo đuổi nàng sợ là không có 100 triệu cũng có 80 triệu. Không ngờ được là nàng chủ động đi bắt chuyện với vị kiếm thần thần châu đó thì lại bị cự tuyệt kiếm thần thần châu đó tình nguyện trung thủy với thê tử bình bình thường thường của hắn mà không thèm để ý tới nàng chỉ là đồ si tình ánh mắt thiển cận thôi chắc chắn có bao giờ có được nàng đây là tổn thất của hắn trong lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung oanh một tiếng vang thật lớn làm cho cả khu vực man hoang thánh tông đều run rẩy một chút giống như động đất nhưng mà đây không phải là động đất mà là đại trận hộ tông của man hoang thánh tông bị công kích đại trận hộ tông của man hoang thánh tông là đại trận có thể chống cự lại công kích của cường giả luân hồi cảnh trong thời gian ngắn có thể khiến cho đại trận rung động như thế thì kẻ đến xâm phạm ít nhất cũng là cường giả luân hồi cảnh có cường giả luân hồi cảnh đến xâm lấn man hoang thánh tông có chuyện gì xảy ra đúng lúc này nữ nhân đê tiện cút ra đây cho ta giọng cơ thụy nhi vang lên bên ngoài man hoang thánh tông khương tuyền hy giật mình dẫn theo một đám cao thủ của man hoang thánh tông bay lên không từ trong chỗ sâu trong man hoang thánh tông bay ra đi tới trước tông môn man hoang thánh tông nhìn thấy bên ngoài tông môn trên khoảng không phía trước đại trận hộ tông có vô số ma đầu của thiên ma giáo bọn họ ngẩn ra những ma đầu này yếu nhất cũng là cường giả hóa hải cảnh bất hủ cảnh vô thủy cảnh cũng có không ít lão tổ tàng cung cảnh cũng có chừng 30 vị mạnh nhất là bốn vị ma đế luân hồi cảnh và một nữ tử trẻ tuổi mặc áo tím tu vi đã đến luân hồi cảnh cửu trọng lúc này vị nữ tử áo tím đó đang lạnh lùng nhìn nàng khương tuyền hy bối rối man hoang thánh tông nàng chọc chúng ổ ma đạo rồi hay sao sao lại có nhiều ma tu đến như vậy? Hơn nữa nữ ma đầu này là ai? Nàng đắc tội nhân vật như thế này khi nào? Nàng rất dối rắm trong man hoang thánh tông. Những cao thủ còn lại cũng cực kỳ chấn kinh, hình như những người trong ma đạo này là người của thiên ma giáo trong thần châu đại địa. Thiên ma giáo nâng cao thủ toàn giáo đến đây như thế, còn công kích đại trận hộ tông của bọn họ, chắc chắn không phải đến tìm bọn họ nói chuyện phiếm rồi. Không biết chư vị thiên ma giáo tới man hoang thánh tông ta là muốn làm gì. Tiên nhiệm thánh chủ của man hoang thánh tông, vị lão thánh chủ luân hồi cảnh bát trọng đó mở miệng nói hắn nhìn về phía phe thiên ma giáo nhìn đại sư phụ của cơ thụy nhi vị lão ma tôn luân hồi cảnh cửu trọng đó nói lão thánh chủ man hoang thánh chủ với lão ma tôn thiên ma giáo lão đạo tôn đạo tông đều là nhân vật cùng thời đại theo như lão thánh chủ man hoang thánh chủ nghĩ thì lão ma tôn thiên ma giáo cũng đến chắc chắn là vị lão ma tôn đó nói chuyện có sức nặng hơn là vị tân giáo chủ thiên ma giáo này ai ngờ lão ma tôn thiên ma giáo lại nói ừ người của man hoang thánh tông các ngươi khi dễ đồ nhi của ta còn hỏi chúng ta tới làm gì hôm nay các ngươi không trả lại công bằng cho đồ nhi ngoan của chúng ta thì chúng ta sẽ hủy tông môn nát của các ngươi nhị sư phụ của cơ thụy nhi lão ma đế luân hồi cảnh bát trọng mở miệng nói nghe vậy chúng cao thủ man hoang thánh tông đều nhìn về phía cơ thụy nhi cơ thụy nhi hừ lạnh một tiếng nhìn khương tuyền hy nói đường đường là thánh chủ man hoang thánh tông lại đi chửi bới người khác những chuyện khác bản đế không muốn nói nhiều hôm nay chiến một trận đi xem là đệ nhất mỹ nữ đông hoang thánh chủ man hoang thánh tông ngươi lợi hại hay là bản đế lợi hại hơn cơ thụy nhi mở miệng nói thẳng nàng không có dùng lời lẽ khó nghe để mắng cũng không có nói là khương tuyền hy đi quyến rũ phu quân nàng dù sao trước khi khương tuyền hy đi bắt chuyện với phu quân nàng khương tuyền hy cũng không biết phu quân nàng là người đã có gia đình nàng đi bắt chuyện sau đó hạ hâm không thèm để ý đến nàng nàng cũng không có dây dưa thêm chứng tỏ nữ nhân này cũng không có xấu đến mức biết người ta đã có gia đình mà còn chen chân vô phá nát hạnh phúc gia đình người ta. Nàng tức là khi Khương Tuyền Hy bắt chuyện với hạ hâm không thành thì âm dương quái khí chỉ bới hạ hâm không có ánh mắt, nói vợ hắn không được. Nàng không thể nhịn, cho nên nàng dẫn theo toàn bộ cao thủ thiên ma giáo tới. Hôm nay, nàng không muốn làm gì, chỉ muốn so chiêu với Khương Tuyền Hy, xem rốt cuộc nàng có được hay không. Cơ thị nhi nói xong thì trực tiếp bay lên cao hơn trên bầu trời, nàng muốn quang minh chính đại đánh với Khương Tuyền Hy một trận mặc dù nàng dẫn các cao thủ thiên ma giáo đến đây nhưng sẽ không lợi dụng cao thủ thiên ma giáo ức hiếp khương tuyền hy mà là muốn đơn đà độc đấu ngay trước mặt toàn bộ cao thủ man hoang thánh tông và thiên ma giáo chấn áp khương tuyền hy những cao thủ thiên ma giáo và bốn vị sư phụ của nàng chỉ đến để tăng thể diện phô trương thành thế cho nàng thôi nàng muốn để cho thế nhân biết không chỉ nàng có thể chấn áp khương tuyền hy thiên ma giáo cũng có thể chấn áp man hoang thánh tông nàng muốn khiến cho khương tuyền hy hiểu cho dù là thực lực bản thân hay là bối cảnh thì nàng đều mạnh hơn cho nàng biết phu quân mình có ánh mắt hay không. Trước mặt, các tu sĩ man hoang thánh tông nghe vậy thì sắc mặt lạnh xuống. Ý của vị nữ đế thiên ma giáo này chính là không có thủ oán gì, nàng chỉ dẫn chúng cao thủ thiên ma giáo đến đây, cố ý phô trường thôi. Nàng muốn khiêu chiến thánh chủ của man hoang thánh tông bọn họ, muốn cho thế nhân biết ai có thiên phú lợi hại nhất, ai có thực lực mạnh nhất. Một người là đệ nhất mỹ nhân đông hoang, đệ nhất nhân vật cấm kỵ đông hoang, yêu nghiệt thánh chủ. Một người là nữ đế đệ nhất thế lực ma đạo ở thần châu đại địa đồng thời cũng là cấm kỵ yêu nghiệt, hơn nữa hình như thiên phú còn cao hơn, nghe nói nàng 30 tuổi thì đã đạt tới luân hồi cảnh. Bây giờ vị nữ đế thiên ma giáo này đến, muốn khiêu chiến thánh chủ bọn họ, đây là hai nữ nhân tranh đấu, muốn xem xem ai mới là người mạnh nhất. Một đám cao thủ của Man Hoang Thánh Tông quay qua nhìn Khương Tuyền Hy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Vị nữ đế thiên ma giáo này khinh người quá đáng, đã đánh tới cửa nhà bọn họ rồi, người ta đã tới khiêu khích, nếu như không ứng chiến thì chứng tỏ là Man Hoang Thánh Tông bọn họ sợ thiên ma giáo. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận, bọn họ hiểu, thánh chủ nhà mình muốn chiến thắng vị nữ đế thiên ma giáo này thì sợ là hơi khó. Mặc dù thánh chủ bọn họ tốn trăm năm thì đạt tới luân hồi cảnh, có tu vi luân hồi cảnh nhất trọng, nhưng vị nữ đế thiên ma giáo này lại có tu vi luân hồi cảnh cửu trọng. Ai mạnh hơn ai yếu hơn nhìn một cái là biết, bọn họ cũng sẽ không bành trướng đến mức coi là thánh chủ nhà mình có thể vượt nhiều cấp như vậy, chiến thắng vị nữ đế thiên ma giáo này. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, Người ta đã đánh tới cửa nhà, dù cho đánh không lại thì cũng phải ứng chiến. Hơn nữa, lúc này đã có rất nhiều người của các thế lực trong Đông Hoang đến đây quan chiến. Dù sao một đoàn người của Thiên Ma giáo hùng hùng hổ hổ, không có ẩn giấu tu vi chút nào, trực tiếp chạy từ Thần Châu đại địa tới. Trên đường đi thanh thế không nhỏ, đương nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý tới, trên đường bọn họ đến đây cũng có người của một số thế lực đi theo. Nhìn thấy các cao thủ của Thiên Ma giáo trực tiếp dừng lại ở tổng bộ của Man Hoang Thánh Tông, người của những thế lực chạy theo đến đây xem kịch cũng nổi hứng thế lực ma đạo xếp hạng thứ nhất trong thần châu đại địa tới đánh nhau với thế lực siêu cấp xếp hạng thứ nhất đông hoàng sao vô số tu sĩ đến đây xem náo nhiệt trong lúc nhất thời bàn tán ầm ĩ đều đang suy đoán xem là tại sao thiên ma giáo lại đột nhiên đánh tới man hoang thánh tông suy đoán nhiều nhất chính là vì nữ đế thiên ma giáo và thánh chủ man hoang thánh tông đều là nhân vật cấm kỵ đương thời lại là hai vị mỹ nữ tuyệt thế lần này là đến để tranh vị trí số một không có ai sẽ nghĩ tới chuyện vị nữ đế thiên ma giáo này vì hôm nay Khương Tuyền Hy đi thông đồng phu quân nàng không thành, sau đó lại chỉ bới nàng vài câu mới chạy tới đây. Khương Tuyền Hy thấy cơ thụy nhi đã bay lên trên bầu trời, gương mặt tuyệt đẹp cũng lạnh xuống. Nàng kiêu ngạo, ở trong lòng, nàng là đệ nhất thiên tài ở Đông Hoang trong vạn năm qua, ngoại trừ vị tuyệt thế kiếm thần đó ra thì nàng chưa từng bội phục người nào cả. Hôm nay bị nữ đế thiên ma giáo này đến khiêu khích, nàng tuyệt đối không thể nhịn. Bay vọt lên trên vạn mét trên không trung, chuẩn bị quyết chiến với cơ thụy nhi ở trên không trung trên không trung thi triển tuyệt chiêu tương đối dễ hơn nữa dư âm tản ra khi hai người chiến đấu cũng sẽ không làm tổn thương đến những người khác đừng tưởng rằng ngươi là nữ đế thiên ma giáo thì ta sẽ sợ ngươi khi thế kinh khủng trên người khương tuyền hy nở rộ từng đạo tử quang huyền ảo xuất hiện ở xung quanh thân thể nàng từng đóa hoa từ trên bầu trời bay xuống quay xung quanh nàng khiến cho phạm vi ngàn mét xung quanh nàng giống như là đã biến thành biển hoa vậy đây là lĩnh vực của nàng Khương Tuyền Hy không hổ là đệ nhất thiên tài ở Đông Hoang trong vạn năm qua, chỉ trăm năm thì không những tăng tu vi lên tới luân hồi cảnh nhất trọng mà còn tu luyện ra lĩnh vực. Cường giả luân hồi cảnh cũng chưa chắc có thể tu luyện ra lĩnh vực. Cường giả có thể tu luyện ra lĩnh vực thì đều là yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu. Loại lĩnh vực này cùng loại với vô địch kiếm vực của kiếm tu, nếu mở ra, thực lực bản thân sẽ tăng nhiều, trong lĩnh vực của mình thì công phòng nhất thể, cực kỳ mạnh mẽ. Nàng mở lĩnh vực ra, lấy tu vi luân hồi cảnh nhất trọng thì có thể chiến với tu sĩ luân hồi cảnh trung giai chỉ yếu hơn vị tuyệt thế kiếm tiên đông hoang đó một ít hôm nay nàng hạ quyết tâm dù cho cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng được cơ thụy nhi thì cũng phải khiến cho đối phương khó chịu để cho cơ thụy nhi không dám xem thường nàng như thế nữa nhưng mà nhìn thấy khương tuyền hy trực tiếp mở lĩnh vực ra cơ thụy nhi chỉ hừ lạnh một tiếng không có tiếp tục nói nhảm khi thế kinh khủng của nàng nở rộ ra sau lưng nàng năm tòa đạo cung năm tôn tàng thần xuất hiện hư ảnh từng vị cổ ma lơ lửng ở sau lưng nàng từng đạo quy tắc chi lực mà chỉ có thần cảnh mới có thể nắm giữ bị ma khí màu đen vờn quanh giống như là xích sắt câu hồn quấn quanh người cơ thụy nhi giờ khác này nàng giống như đã không còn là người tu hành trong phàm tục nữa mà nàng chính là một vị thần một vị ma thần mặc dù tu vi của nàng là luân hồi cảnh nhưng thực lực nàng đã đạt tới thần cảnh bởi vì chỉ có cường giả thần cảnh mới có thể khống chế quy tắc chi lực đây là quy tắc chi lực mà cường giả thần cảnh mới có thể nắm giữ trong nháy mắt khi cơ thụy nhi triển lộ ra thực lực thần cảnh toàn bộ hiện trường yên tĩnh lại bởi vì chuyện này quá khiến cho người ta chấn động thực lực thần cảnh đó là khái niệm gì nói cách khác thực lực của vị nữ đế thiên ma giáo này đã đạt tới đỉnh của thế giới này nếu tu vi thật sự đến thần cảnh thì nàng có thể phi thăng lên thượng giới nghĩ đến thần cảnh chuyện khó khăn nhất chính là cảm ngộ thiên địa đại thế lĩnh ngộ quy tắc chi lực nếu lĩnh ngộ ra quy tắc chi lực cho dù chỉ là một loại quy tắc chi lực cho dù là quy tắc hỏa quy tắc thủy quy tắc lôi quy tắc tốc vân vân lĩnh ngộ một loại đồng thời không chế nó thì có thể đạt tới thần cảnh vô số tu sĩ luân hồi cảnh đều kẹt ở đây không thể nào lĩnh ngộ quy tắc cuối cùng cả đời này đều không thể đạt tới thần cảnh trong truyền thuyết không ngờ được là vị nữ đế thiên ma giáo này tuổi còn trẻ thì đã đạt tới một bước này trong lòng vô số người rung động đồng thời cảm thán người so với người thì có thể tức chết người đồng thời trong lòng mọi người cũng có kết quả khi hai người còn đang chuẩn bị chiến đấu dù cho không có đánh thì mọi người cũng biết kể từ khoảng khắc nữ đế thiên ma giáo triển lộ ra thực lực thần cảnh trở đi vị thánh chủ man hoang thánh tông đã thua nàng không phải là đối thủ của nữ đế thiên ma giáo đồng thời cũng không phải là người cùng đẳng cấp không phải nàng không được mà là nữ đế thiên ma giáo quá biến thái hoàn toàn không thể so sánh được phải biết khương tuyền hy là đệ nhất thiên tài ở đông hoang là nhân vật cấm kỵ trăm năm thì đã đột phá bước vào luân hồi cảnh nếu như không có cơ thụy nhi nàng vẫn được công nhận là đệ nhất nhân vật cấm kỵ thiên kiêu của thế giới này đáng tiếc Nàng sinh cùng một thời đại với vị nữ đế Thiên Ma giáo này. Nữ đế Thiên Ma giáo, 30 tuổi đã đạt tới luân hồi cảnh cửu trọng, còn nhất cổ tác khí lĩnh ngộ quy tắc chi lực mà chỉ có cường giả thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Khương Tuyền Hy không thể nào so được với nàng. Mặc dù người của Man Hoang Thánh Tông không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận, thánh chủ của bọn họ không bằng vị nữ đế Thiên Ma giáo này, mọi người ở đây không biết là. Quy tắc chi lực, ở kiếp trước thì Cơ Thụy Nhi đã lĩnh ngộ được rồi, hơn nữa lực lượng còn cao cấp hơn quy tắc chi lực kiếp trước nàng cũng từng nắm trong tay rồi bây giờ chuyển thế trùng tu tất cả chỉ là nước chảy thành sông mà thôi bình cảnh gì gì đó hoàn toàn không tồn tại ít nhất cho đến khi đạt đến tu vi đại đế cảnh kiếp trước thì nàng tu hành sẽ không gặp bình cảnh khương tuyền hy thấy thế thì nghiến chặt hàm răng nữ đế thiên ma giáo này vừa triển khai thực lực thần cảnh tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều bị nàng thu hút giống như nàng mới là nhân vật chính của thiên địa này tất cả vầng sáng đều ra trì lên trên người nàng mình chỉ là một nhân vật phụ nàng không chịu được cảm giác này giống như là trước khi nàng xuất hiện mình là đối tượng mà tất cả mọi người chú ý tán dương sùng bái nàng vừa xuất hiện hết thảy vinh quang thuộc về mình đều không còn sau này người đời nhắc tới nàng thì chỉ nói nàng là đệ nhị mà thôi đệ nhất vĩnh viễn thuộc về vị nữ đế thiên ma giáo này nàng không chấp nhận được sự thật này nàng có thể chấp nhận tuyệt thế kiếm thần thần châu mạnh hơn nàng nàng có thể chấp nhận cảm giác bị nam nhân chinh phục nhưng lại không chấp nhận được chuyện một nữ nhân dẫm lên trên nàng để thượng vị trở thành nữ thần trói mắt nhất thế giới này trên người khương tuyền hy từng đạo huyết mạch chi lực bắt đầu bốc cháy lên trên người nàng có huyết mạch đặc thù hơn nữa còn không phải là huyết mạch bình thường mà là huyết mạch cửu âm thượng đẳng nếu mở ra thì tốc độ tu hành tăng lên 9 lần chiến lực tăng lên 9 lần có thể khống chế cực âm chi lực công sát vô song nàng có thể đột phá đến luân hồi cảnh trong vòng trăm năm đều là dựa vào tính đặc thù của huyết mạch cửu mờ tốc độ tu hành tăng lên 9 lần tu hành 100 năm thì tương đương với người khác tu hành 900 năm trong nháy mắt khi huyết mạch cửu âm của nàng mở ra trong lĩnh vực cánh hoa của nàng từng đạo cực âm chi lực khuếch tán ra bốn phía bị đông cứng hiện ra xương trắng nhiệt độ hạ xuống cực nhanh trong nháy mắt giữa thiên địa trở nên lạnh lẽo cửu âm tuyệt mạch nhất niệm hoa khai khương tuyền hy thi triển một chiêu mạnh nhất của nàng là tuyệt chiêu do thần thông huyết mạch kết hợp với vô địch lĩnh vực của nàng mà thành một chiêu này là nàng tự sáng tạo chỉ có cường giả có huyết mạch cửu mờ đồng thời lĩnh ngộ được sinh chi lĩnh vực thì mới có thể thi triển lĩnh vực cánh hoa của nàng thuộc về một loại sinh chi lĩnh vực hoa nở hoa tàn sinh tử luân hồi huyết mạch cửu âm lại có danh xưng khác là cửu âm tuyệt mạch tu sĩ bình thường thức tỉnh thì rất khó sống sót mà trải qua cửu âm tuyệt mạch thức tỉnh sống tiếp được thì đều là người đã trải nghiệm qua cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết nàng tự sáng tạo môn thần thông huyết mạch cấm kỵ này kết hợp với cánh hoa trong sinh chi lĩnh vực thì có ý cảnh sinh tử giao hòa tuyệt mạch chi địa nhất niệm hoa khai có thể sinh sôi không ngừng cực kỳ khó đối phó Trừ phi thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều, nếu không thì rất khó để đánh bại nàng. Mà nhìn thấy nàng thi triển một chiêu này, khóe miệng Cơ Thụy Nhi nở một nụ cười khinh thường. Không có dây dưa dài dòng chút nào, Thần Thông Đại Thiên Ma Thủ, ngưng tụ, không khác với Đại Thiên Ma Thủ mà nàng thi triển trên không tổng bộ Phật Tông chút nào. Chỉ là Đại Thiên Ma Thủ mà nàng thi triển hôm nay mạnh mẽ hơn, là dùng lực lượng thần cảnh thi triển. Để ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn. Rất mong mọi người ủng hộ để Át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.